Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 22. Đinh Nguyên Vũ nằm mơ cũng không ngờ được là Hoàng Thiên ở trong tình hình này rồi còn dám đánh ông ta. Bất ngờ không kịp phòng bị, Đinh Nguyên Vũ bị một cái tát này đánh cho trước mắt chỉ thấy toàn ngôi sao, đánh đến nỗi ông ta cũng hồ đồ rồi. Con mẹ nó! Sau khi Đinh Nguyên Vũ phản ứng lại, lập tức sờ sờ gương mặt của mình. Trên mặt in hẳn 5 ngón tay, Hoàng Thiên nói cho con số 1.000 tỷ, quả thật là đã cho ông ta rồi. Bốp bốp! Hoàng Thiên tấn công cả trái lẫn phải, rồi lại cho Đinh Nguyên Vũ thêm 2 bạt tai nữa. Ông đây cho mày thêm 3.000 tỷ, Hoàng Thiên đay nghiến nói. Được được được, con mẹ nó mày thật sự không sợ chết. Đinh Nguyên Vũ tức giận dùng tay chỉ vào Hoàng Thiên, sau đó nói với người sau lưng của Lý Diệc Bình, đưa tay kêu mấy tên đàn ông mặc áo đen. Lúc này, Lý Diệc Bình dẫn theo mấy người đàn ông áo đen, nhào lên. Binh! Hoàng Thiên một cước đá Đinh Nguyên Vũ bị lộn nhào, sau đó nhào đến nhóm người Lý Diệc Bình. Lý Diệc Bình thấy vậy cũng có chút sửng sốt, Hoàng Thiên lúc này đáng lẽ phải bỏ chạy mới đúng chứ, sao lại còn dám xông lên nghênh chiến chứ? Răng rắc! Không đợi Lý Diệc Bình lấy lại tinh thần, Hoàng Thiên đã dùng một chân đá gãy chân của anh ta. Bình bịch! Lý Diệc Bình ngã nhào xuống dưới đất, đau đến mức ôm chân khóc thét lên. Chuyện này là sao? Mấy tên đàn ông mắc áo đen đều hốt hoảng đứng tại chỗ, cũng đều quên mất là đang đối phó với Hoàng Thiên. Bởi vì vừa rồi nhìn không rõ Hoàng Thiên đá như thế nào, thì Lý Diệc Bình đã bị gãy chân rồi, Hoàng Thiên ra chiêu thật sự là quá nhanh. Các người còn ngớ ra đó làm gì hả? Nhanh xông lên, đánh chết Hoàng Thiên cho tao. Ninh Ngọc Kiều đang ở một bên xoay cổ hét vào mặt mấy tên đàn ông áo đen. Lúc này mấy tên đàn ông áo đen mới xông lên, nhưng mà, khí thế của họ đã yếu đi mấy phần. Binh 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 binh. Không đến 5 giây, toàn bộ mấy tên đàn ông áo đen đó đều bị Hoàng Thiên quật ngã xuống đất hết. Cận chiến vật lộn, là thế mạnh của Hoàng Thiên, theo học Vũ Thanh mấy năm kỹ thuật vậy lộn, đâu thế nào uổng phí được. Đây đây đây. Đinh Nguyên Vũ từ dưới đất bò lên có chút ngáo, ông ta và Đinh Ngọc Kiều đều trực tiếp nhìn thẳng. Thật sự là khó tin, một cậu chủ nhà giàu, lại có võ công dũng mãnh đến như vậy. Quả thật là đã xem nhẹ Hoàng Thiên rồi. Đinh Ngọc Kiều trong lòng vô cùng kinh ngạc, cô ta không kêu thêm người nữa, nhưng cảm giác không thể nào tưởng tượng được. Đinh Nguyên Vũ cũng không ngông cuồng như lúc nãy nữa, ông ta len lén lấy điện thoại ra, chuẩn bị thông báo cho Sử Chính Tưởng qua đây. Trước đây vẫn không hề thông báo cho Sử Chính Tưởng biết, đó là bởi vì Đinh Nguyên Vũ muốn lừa một số tiền lớn từ chỗ của Hoàng Thiên, nếu như thông báo cho Sử Chính Tưởng, thì làm sao có thể lừa tiền của Hoàng Thiên được nữa. Đâu thể ngờ được giờ lại mất cả chì lẫn chài, Đinh Nguyên Vũ cũng không hy vọng có được con số 1.000 đó nữa rồi, giờ ông ta chỉ muốn giao Hoàng Thiên cho Sử Chính Tưởng. Từ sớm Hoàng Thiên đã nhìn chừng mắt nhìn Đinh Nguyên Vũ, vừa thấy tên già nay lấy điện thoại ra kêu người đến, Hoàng Thiên mấy bước đã đi đến chỗ tên già đó. Binh! Chỉ một chân, đã đá bay chiếc điện thoại trong tay Đinh Nguyên Vũ. Cổ tay của Đinh Nguyên Vũ thiếu chút nữa là đã bị đá bay đi rồi, đau đến toát mồ hôi lạnh. Gọi điện thoại cho ai đó? Cho Sử Chính Tưởng sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng, hỏi Đinh Nguyên Vũ. Trái tim của Đinh Nguyên Vũ run lên mấy hồi, ông ta phát hiện nụ cười của Hoàng Thiên lúc này thật đáng sợ. Hôm nay xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không thông báo Sử Chính Tưởng, cậu dẫn Lưu Nguyệt Hoa của cậu về lại thành phố Bắc Ninh đi được không? Con người của Đinh Nguyên Vũ xoay xoay, thương lượng với Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nghe ông ta nói vậy, trong lòng bất giác cười lạnh một trận. Đinh Nguyên Vũ đúng là người làm ăn, đầu óc xoay chuyển đúng là nhanh. Nhưng mà tha cho Đinh Nguyên Vũ, đó là chuyện không thể. Hoàng Thiên là một người có thù nhất định phải trả, bị Đinh Nguyên Vũ ngấm ngầm mưu tính như vậy, Hoàng Thiên làm sao có thể nuốt nổi cục tức này. Và còn có cái ông Sử Chính Tưởng nữa, ông già đó vẫn chưa khuất phục mà, nay lại còn cấu kết với Đinh Nguyên Vũ tạo ra cái bẫy này để tính kế anh đây. Hoàng Thiên nghĩ đến những thứ này, anh hừ lạnh một tiếng nói, hừm, Chủ tịch Vũ. Ông ngoan ngoãn làm một vụ làm ăn đàng hoàng với Hoàng Thiên tôi đây không tốt sao? Mà lại cứ phải ngấm ngầm mưu tính tôi như thế, ông nói coi có phải đầu óc ông bị nhúng nước rồi phải không? Hoàng Thiên răn dậy Đinh Nguyên Vũ, một chút cũng không nể tình. Đinh Nguyên Vũ bị răn dậy đến đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng trả treo. Bởi vì ông ta biết, ông ta và người của ông ta, vốn dĩ là không thể đánh xử nổi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì nữa. Anh lo lắng Lưu Nguyệt Hoa cũng sẽ bị người ta ngấm ngầm tính kế, thế là gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Hoa. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Giọng của Lưu Nguyệt Hoa vang đến, cô gái xinh đẹp này còn mang theo chút buồn ngủ nữa chứ, chắc là đang định đi ngủ.
Đừng ngủ nữa Lưu Nguyệt Hoa, lập tức thu dọn đồ đạc của cô đến phòng tôi đi, số phòng 686. Hoàng Thiên nói rất nghiêm túc nói với Lưu Nguyệt Hoa. Đầu dây bên kia Lưu Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người, mấy giây sau mới vui vẻ nhỏ tiếng nói, cậu chủ, người ta chưa chuẩn bị tâm lý nữa, sao anh lại có thể? Gạch dưới tôi làm sao? Hoàng Thiên nhất thời không phản ứng lại kịp, hỏi Lưu Nguyệt Hoa. Cũng khuya như thế rồi, anh còn muốn người ta đi qua phòng anh, hư quá đi. Lưu Nguyệt Hoa vô cùng xấu hổ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kích động, cô ta kìm nén không được sự hưng phấn trong lòng mình. Cậu chủ cuối cùng đã có hứng thú với cô ta rồi, cô ta có thể không kích động sao? Hoàng Thiên lúc này mới ngộ ra, Lưu Nguyệt Hoa hiểu lầm rồi. Đừng phí lời, nhanh qua đây đi dạ được, tôi lập tức qua liền. Lưu Nguyệt Hoa vội vàng trả lời, sau đó cúp máy. Cậu Thiên, lời đề nghị vừa rồi của tôi, hy vọng cậu có thể suy nghĩ. Cậu thật sự làm gì tôi rồi thì cậu cũng không ra khỏi được huyện Hoàng Hà này đâu, tốt hơn là nên kết giao bạn bè với tôi. Lời này của Đinh Nguyên Vũ chưa nói xong, trên mặt lại chịu thêm một cú. Đó là do Hoàng Thiên đánh, đánh thẳng một quyền khiến cho mũi của Đinh Nguyên Vũ cũng bị méo luôn. Khiến cho Đinh Nguyên Vũ đau đến muốn đái ra quần, ui ui kêu đau, ôm lấy mũi không dám nói luyên thuyên nữa. Cậu chủ, đây là chuyện gì thế này? Lưu Nguyệt Hoa lúc này đã vào phòng của Hoàng Thiên, nhìn thấy bên dưới nằm lê lết nhiều người như thế, cô ta hoàn toàn sửng sốt. Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh theo tôi về thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa vội vàng gật đầu, cô ta cũng biết chắc chắn là đã xảy ra biến cố lớn rồi, nên lúc này cũng không dám hỏi nhiều, đang chuẩn bị cùng Hoàng Thiên rời khỏi khách sạn. Hoàng Thiên biết chắc, bản thân anh chân trước rời khỏi, bọn người của Đinh Nguyên Vũ sẽ ngay lập tức gọi điện thoại để gây chuyện. Nghĩ rồi nghĩ, Hoàng Thiên liền nói với bọn người của Đinh Nguyên Vũ, giao điện thoại của mấy người ra đây. Đinh Nguyên Vũ đã bị đánh đến thê thảm. Ông ta sao dám không nghe lời Hoàng Thiên nói, ông ta là người đầu tiên giao điện thoại ra. Tiếp đến là Đinh Ngọc Kiều, Lý Diệc Bình và còn có mấy người đàn ông áo đen đang nằm trên đất. Hoàng Thiên đem tất cả điện thoại để trong một cái túi ni lông, sau đó đập luôn điện thoại bàn trong phòng, rồi mới dẫn theo Lưu Nguyệt Hoa đi ra khỏi phòng. Đi đến cửa lớn của khách sạn, Hoàng Thiên ngăn hai chiếc taxi lại, dẫn theo Lưu Nguyệt Hoa lên xe. Thưa anh, xin hỏi cậu muốn đi đâu? Tài xế xe taxi hỏi Hoàng Thiên. Trước tiên hãy ra khỏi huyện này đã. Hoàng Thiên nói. Xe taxi chở theo Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa rất nhanh đã ra khỏi huyện. Cậu chủ, Đinh Nguyên Vũ không có ý tốt sao? Lưu Nguyệt Hoa tức tối hỏi Hoàng Thiên. Ừm. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Lã Việt. Dẫn theo nhiều người một chút, đến huyện Hoàng Hà tìm tôi. Hoàng Thiên nói xong liền cúp máy. Anh đoán là cái lão chó Sử Chính Tưởng cũng đã đến huyện Hoàng Hà rồi. Chẳng qua là Đinh Nguyên Vũ không thông báo cho Sử Chính Tưởng biết thôi. Lúc này ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên tia lạnh giá, đêm nay, anh không làm cho nguyên cái huyện Hoàng Hà long trời lở đất là không được. Người đẹp, người cô vừa nhắc đến là ai? Tài xế taxi vừa lái xe, vừa hỏi Lưu Nguyệt Hoa ở ghế sau. Trong lòng Lưu Nguyệt Hoa còn đang khiếp sợ, bởi vì Hoàng Thiên đã gọi kêu người đến rồi, tối nay, thể nào cũng là một trận đấu ác liệt. Nghe thấy tài xế taxi hỏi như vậy, Lưu Nguyệt Hoa nói. Lái xe của anh cho tốt đi, tôi nhắc đến ai có liên quan gì tới anh. Sau khi tài xế nghe thấy lời này của Lưu Nguyệt Hoa, cũng không cảm thấy nổi giận, anh ta có chút lo lắng hỏi, người đẹp, cô đừng trách tôi nói nhiều, ban nãy cô nói đến Đinh Nguyên Vũ kia, có phải là chủ tịch Vũ của công ty Hồng Thái không? Lưu Nguyệt Hoa nhìn Hoàng Thiên gật đầu với cô, ra hiệu cô có thể nói cho người tài xế này. Nhận được sự đồng ý ngầm của Hoàng Thiên, lúc này Lưu Nguyệt Hoa mới nói, đúng vậy. Chính là Đinh Nguyên Vũ chủ tịch của công ty Hồng Thái, có chuyện gì sao? Trời ơi, gan mấy người cũng thật là lớn. Tôi nghe chồng cô ban nãy nói chuyện điện thoại, hình như còn muốn gọi người đến sống chết với Đinh Nguyên Vũ đúng không? Trong giọng nói của tài xế lộ vẻ căng thẳng, hỏi Lưu Nguyệt Hoa. Khuôn mặt của Lưu Nguyệt Hoa đỏ ửng, người tài xế này lại hiểu nhầm rồi, tưởng Hoàng Thiên là chồng cô. Tuy nhiên cô lại không ghét bỏ câu nói này chút nào, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh đừng nói lung tung. Người này là cậu chủ nhà tôi, không phải là chồng tôi. Lưu Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói, tài xế có chút lúng túng, tuy nhiên trong lòng lại cười thầm, nghĩ thầm cho dù anh ta không phải chồng cô, thì cũng là người tình của cô, một cậu chủ dẫn theo cô thư ký nhỏ ra ngoài, không phải loại quan hệ đó thì ai tin chứ. Tôi khuyên mấy người, không nên dây vào Đinh Nguyên Vũ. Mấy người biết Đinh Nguyên Vũ ở huyện Hoàng Hà này lợi hại như nào không? Tài xế nói rất kiêng dè.
lợi hại đến mức nào? Lưu Nguyệt Hoa hừ một tiếng, trước đây ở trong phòng khách sạn, cô từng tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên đánh cho đám người Đinh Nguyên Vũ Thanh chó, đương nhiên không chịu nhận lời nói này của tài xế. Lợi hại đến mức nào? Tài xế bĩu môi trợn mắt, tiếp tục nói, tôi nói cái này cho mấy người nghe thôi, nếu có ai đắc tội với Đinh Nguyên Vũ, nhẹ thì bị gãy tay gãy chân, nặng thì cửa nát nhà tan. Lưu Nguyệt Hoa cười ha ha, lười không thèm tranh cãi với tên lái xe này nữa. Hoàng Thiên lại càng không tranh cãi những điều này với tài xế, đối với anh mà nói, Đinh Nguyên Vũ không đáng để ý, mà là người nhà họ Sử, khá là khó đối phó. Sớm đã biết đánh người nhà họ Sử thảm hại như vậy, nhà họ Sử nói không chừng sẽ trả thù. Chỉ là Hoàng Thiên không ngờ hành động trả thù lại tới nhanh đến thế, lại còn vô cùng nham hiểm. Còn về Sử Trấn người con thứ hai nhà họ Sử, Hoàng Thiên lại càng căm ghét. Tên này khi ở nhà Tường Vi hèn nhát giống như con chó, có khi bây giờ cũng đang theo cha ông ta chạy đến huyện Hoàng Hà gây chuyện rồi. Hoàng Thiên nghĩ ngợi lung tung trong lòng, xe taxi đã đi khỏi thị trấn Hoàng Hà. Hai người rốt cuộc đi đâu? Không nói nơi đến, tôi đi như nào? Tài xế taxi không biết phải nói gì, hỏi Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa. Anh dừng xe ở đây đi. Hoàng Thiên nói với tài xế xe taxi, tài xế dừng xe lại, sau khi Hoàng Thiên trả tiền xe, dẫn theo Lưu Nguyệt Hoa xuống xe. Lưu Nguyệt Hoa nhìn xung quanh, tối đen như mực, nơi này là khu ngoại thành bên ngoài thị trấn. Xung quanh đều không có nhà dân, rất hoang vắng. Nếu không phải là Hoàng Thiên ở cùng cô sớm đã sợ hãi rồi. Cậu chủ, sao lại dừng lại ở nơi như này vậy? Phía trước không có nhà, phía sau không có cỏ. Lưu Nguyệt Hoa ôm lấy cánh tay, từng cơn gió đêm, cô ta có chút lạnh. Hoàng Thiên cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa cô ta khoác lên người. Cô không cần sợ, chúng ta ở đây chắc sẽ rất an toàn. Hoàng Thiên mỉm cười với Lưu Nguyệt Hoa, động viên cô một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, quen biết Hoàng Thiên lâu như vậy, cô ta đương nhiên rất hiểu Hoàng Thiên, biết được cậu chủ của cô ta chắc chắn sẽ có thể bảo vệ cô ta. Cậu chủ, anh gọi nhiều người đến như vậy, là muốn khiến đám người Đinh Nguyên Vũ tất cả đều. Lưu Nguyệt Hoa nói tới đây, có chút căng thẳng không nói tiếp được nữa. Cô ta cảm thấy đêm nay, Hoàng Thiên sẽ làm lớn chuyện. Hoàng Thiên hiểu ý của Lưu Nguyệt Hoa, người đẹp này là đang sợ mình thực sự sẽ chém giết tất cả. Nhưng sao có thể như vậy? Hoàng Thiên không điên cuồng đến thế, cùng lắm chỉ dạy bảo đám người Đinh Nguyên Vũ một chút mà thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đối phó với lão giả Sử Chính Tưởng. Hai người ngồi ở bên đường, Hoàng Thiên lại liên lạc với Lã Việt một lần nữa, lúc này Lã Việt đã dẫn theo người sắp đến nơi rồi. Cậu chủ, áo nên trả lại cho anh, tôi không lạnh nữa rồi. Lưu Nguyệt Hoa dịu dàng nói với Hoàng Thiên, trả áo lại cho anh. Cô khoác đi, tôi có sức chịu lạnh, không thấy lạnh. Hoàng Thiên vừa nói xong, từ phía xa đã có mấy chiếc xe ô tô đi đến. Đèn xe rất sáng, mà xe đi tốc độ cực kỳ nhanh. Đi thẳng đến chỗ này của Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa ngẩn người, cô bất giác đứng dậy. Hoàng Thiên cũng lấy lại tinh thần, bởi vì mấy chiếc xe này chạy tới từ phía thị trấn Hoàng Hà. Chắc chắn không thể là đám người Lã Việt. Trong nháy mắt, mấy chiếc xe đã đến trước mặt Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa, dừng lại. Dẫn đầu lại là một chiếc xe taxi. Chính là chiếc xe ban nãy Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa ngồi. Ánh mắt Hoàng Thiên lập tức lóe lên nét lạnh lùng, anh mơ hồ cảm nhận được, tên tài xế chiếc taxi này, rất có vấn đề. Còn chưa đợi Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cửa xe taxi đã mở ra, tên tài xế taxi kia, từ trên xe bĩu môi bước xuống. Ngay sau đó, bên trong mấy chiếc xe ô tô màu đen ở phía sau, có khoảng 20 người bước xuống. Những người này, trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa. Cậu chủ, là Đinh Nguyên Vũ. Lưu Nguyệt Hoa nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Thiên, cô dựa vào ánh đèn nhìn rõ được, trong đám người này có Đinh Nguyên Vũ. Hoàng Thiên cũng đã sớm nhìn thấy Đinh Nguyên Vũ, lúc này anh bất giác lạnh lùng hừ một tiếng. Liếc nhìn tên tài xế taxi kia, bộ dạng tên này rất muốn ăn đòn, đứng ở đó ngậm điếu thuốc, ra vẻ rất đắc ý. Chủ tịch Vũ, tôi nói không sai chứ, hai người này có phải là người ông muốn tìm? Tài xế taxi cười hèn hạ hỏi Đinh Nguyên Vũ. Lúc này vẻ mặt Đinh Nguyên Vũ u ám, khắp người đều tỏa ra sự tàn ác. Ban nãy khi ở trong khách sạn, Hoàng Thiên đã xử lý ông ta rất thảm hại, ông ta hận không thể xé xác Hoàng Thiên ra. Ở bên cạnh Đinh Nguyên Vũ, còn có Lý Diệc Bình đang đứng, con gái của Đinh Nguyên Vũ là Đinh Ngọc Kiều lại không đi theo đến. Trước đó cẳng chân của Lý Diệc Bình đã bị Hoàng Thiên đá gãy,
tuy nhiên tên này lại khá là khỏe, có thể chống gậy theo đến đây. Đúng vậy, chính là hai người này. Lần này cậu có công lao không nhỏ, ngày mai đến công ty tôi nhận thưởng đi. Đinh Nguyên Vũ nói với tài xế taxi. Tài xế vui mừng cúi đầu khom lưng, tuy nhiên anh ta lại không lập tức lên xe rời đi, mà lại đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Ha ha, thằng rác rưởi nhà mày, lại dám đến huyện Hoàng Hà của bọn tao đắc ý. Còn muốn gọi người đến đối phó với chủ tịch Vũ, mày nói xem mày có phải đang tìm đường chết không? Lái xe cười hèn hạ một hồi, chỉ vào Hoàng Thiên nói. Cậu chủ, đều trách tôi không tốt, ban nãy ở trong xe tôi không nên nhắc đến tên của Đinh Nguyên Vũ. Lưu Nguyệt Hoa cực kỳ hối hận, nếu lúc đó cô ta không nói ra tên của Đinh Nguyên Vũ, tên tài xế taxi này sẽ không đi báo tin cho Đinh Nguyên Vũ rồi. Tài xế càng nhìn Hoàng Thiên càng cảm thấy không vừa mắt. Bởi vì Lưu Nguyệt Hoa thật sự là quá mê người cho nên lái xe ghen với Hoàng Thiên, anh ta muốn tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên bị Đinh Nguyên Vũ đánh thành chó như thế nào. Mẹ kiếp, bố mày nói chuyện với mày đấy, con mẹ nó mày điếc à? Tài xế taxi thấy Hoàng Thiên không nói chuyện, anh ta tức giận đi về phía trước hai bước chỉ tay vào mũi Hoàng Thiên. Ngay cả Đinh Nguyên Vũ và Lý Diệc Bình ở phía sau cũng sợ ngây người, âm thầm bội phục lòng dũng cảm của người tài xế này. Đinh Nguyên Vũ và Lý Diệc Bình đã sớm biết Hoàng Thiên lợi hại như thế nào, ngay cả họ cũng không dám tùy tiện tiếp cận với Hoàng Thiên. Nếu như không phải ỷ vào lần này dẫn theo nhiều người, Đinh Nguyên Vũ sẽ không dám đứng trước mặt Hoàng Thiên. Quả nhiên đúng như Đinh Nguyên Vũ và Lý Diệc Bình dự đoán, người tài xế này rất nhanh đã gặp xui xẻo. Răng rắc. Sau một tiếng vang giòn vang lên, lái xe kêu thảm, gần như sụp đổ. Ngón tay mà anh ta duỗi ra đã bị Hoàng Thiên bẻ gãy. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không buông tay, anh nắm chặt ngón tay đã bị bẻ gãy của tài xế kia, cười giễu nói, tôi không nói anh là chó săn tiết lộ tin tức thì cũng thôi đi, anh còn dám nói chuyện với tôi như vậy à. Mồ hôi trên mặt lái xe chảy ròng ròng, tay gãy ruột xót, bây giờ anh ta đau đến nỗi không muốn sống nữa. Anh à, anh nhanh thả tay tôi ra đi, tôi biết sai rồi. Vẻ mặt lái xe đau đớn cầu xin Hoàng Thiên. Bịch, Hoàng Thiên bay lên đá người tài xế rớt xuống bên cạnh mương. Đối với con hàng này Hoàng Thiên cũng lười để ý đến. Được đấy cậu Thiên, cậu giỏi thật đấy. Cậu đánh tôi một trận nên cảm thấy rất thoải mái có đúng không? Không ngờ tôi có thể tìm thấy cậu nhanh như vậy đúng không? Đinh Nguyên Vũ híp mắt, trong mắt tràn đầy hận thù nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn 20 người ở sau lưng Đinh Nguyên Vũ. Tất cả những người này đều có cơ thể vạm vỡ lại còn cầm theo đồ chơi, lúc này Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu. Xem như thực lực của anh có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể bảo đảm Lưu Nguyệt Hoa sẽ không chịu tổn thương. Nếu như không có Lưu Nguyệt Hoa ở đây, những người này khẳng định sẽ không ngăn được Hoàng Thiên, nhưng có Lưu Nguyệt Hoa thì lại khó nói. Cho nên Hoàng Thiên quyết định có thể kéo dài thời gian thì kéo dài, Lã Việt cũng sắp đến rồi, đến lúc đó mới có thể dạy dỗ Đinh Nguyên Vũ khốn nạn này. Ha ha, Chủ tịch Vũ, ông thật sự là không biết xấu hổ đấy. Hoàng Thiên cười ha ha nhìn Đinh Nguyên Vũ nói. Khuôn mặt của Đinh Nguyên Vũ tái xanh, ông ta lăn lộn ở huyện Hoàng Hà đã nhiều năm, đâu khi nào phải nhận nhục nhã như thế này chứ. Ông ta liên tiếp bị Hoàng Thiên đánh thì không nói, bây giờ còn bị Hoàng Thiên mắng. Được, thằng nhãi thối tha, mày thật sự là tự tìm đường chết. Có phải là mày cho rằng tao không dám động tới mày đúng không? Mày tưởng rằng mày là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Kyoto thì Đinh Nguyên Vũ tao sẽ sợ mày sao? Đinh Nguyên Vũ tức giận gào to. Nhưng ai cũng có thể nghe ra được lời nói của Đinh Nguyên Vũ xác thực rất là xoắn xuýt. Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi, Đinh Nguyên Vũ nói như vậy vừa vặn chứng minh anh ta xác thực kiêng kỵ nhà họ Hoàng ở Kyoto. Chủ tịch Vũ thì biết sợ ai chứ? Ông dẫn theo nhiều cấp dưới thế kia cơ mà, ông nhìn xem ông uy phong biết bao nhiêu. Lưu Nguyệt Hoa ở bên cạnh khẽ hừ nhìn Đinh Nguyên Vũ nói. Đinh Nguyên Vũ thật sự là tức điên lên, ngay cả một người phụ nữ mà cũng dám châm biếm ông ta như vậy. Mẹ nó chứ, mấy người cùng đi lên giải quyết thằng nhãi họ Hoàng này trước. Đinh Nguyên Vũ hùng hùng hổ hổ quát to. Tất cả 20 mấy người ở phía sau ông ta đều nhào tới đối phó với Hoàng Thiên. Lý Diệc Bình là phần tử hiếu chiến, thằng nhãi này cầm một cây gậy sắt trong tay xông lên đầu tiên. Mặc dù anh ta đã gãy mất một chân nhưng mà một tay chống nạng lại rất lưu loát, anh ta là người đầu tiên đến bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, hôm nay tao sẽ chơi chết mày. Lý Diệc Bình mắng to rồi vung cây gậy sắt đánh lên đầu Hoàng Thiên. Trước đó ở trong khách sạn anh ta bị Hoàng Thiên chỉnh không nhẹ. Bây giờ anh ta chỉ muốn một gậy đánh chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết không hung ác cũng không được, Lý Diệc Bình tự mình tìm tai vạ, chân đã gãy rồi mà vẫn còn đi đánh nhau.
chỉ thấy bàn tay của Hoàng Thiên vừa thò ra thì đã bắt được cây gậy sắt của Lý Diệc Bình. Lý Diệc Bình thầm giật mình, lần này anh ta dùng hết tất cả sức lực của bản thân, vậy mà cũng bị Hoàng Thiên bắt được. Lý Diệc Bình chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sức lực mạnh cướp cây gậy sắt trong tay anh ta. Răng rắc, ách ha! Lý Diệc Bình kêu lên thá ảm thiết, cái chân còn lại của anh ta đã bị Hoàng Thiên đánh gãy. Phù phù, hai cái chân đều đã gãy thì làm sao có thể đứng được nữa. Lý Diệc Bình giống như chó chết ngã xuống dưới đất. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người nghe đều cảm thấy sợ hãi, tất cả hơn 20 cấp dưới của Đinh Nguyên Vũ đều sửng sốt. Nếu ai muốn nếm thử mùi vị gãy chân thì có thể tới đây. Hoàng Thiên cầm cây gậy sắt trong tay quát lớn. Lúc liều mạng thì khí thế là quan trọng nhất. Những tay sai của Đinh Nguyên Vũ cũng đều là vì kiếm miếng ăn mà thôi. Không có ai thật sự muốn bán mạng thay cho Đinh Nguyên Vũ. Nhìn thấy Hoàng Thiên uy phong như thế, trong nháy mắt có thể đánh gãy chân Lý Diệc Bình, trong lòng những tay sai này đều rất hoảng sợ. Còn thất thần ra đó làm gì? Tất cả lên hết cho tao. Đinh Nguyên Vũ gào to, ông ta tức giận đến nỗi sắp bùng nổ rồi. Những tay sai này không dám không nghe, lúc này họ đã tỉnh táo lại, đồng loạt xông tới. Hoàng Thiên lập tức đánh nhau lộn xộn với những người này. Lưu Nguyệt Hoa cũng không giúp được, cô ta vô cùng căng thẳng ngồi xổm ở trên mặt đất trốn ở một bên. Thực lực của Hoàng Thiên thật sự rất mạnh, chưa tới 10 giây đã đập ngã 7-8 cấp dưới của Đinh Nguyên Vũ. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên đáng sợ quá đi. Tất cả những tay sai cấp dưới của Đinh Nguyên Vũ đều sợ ngây người, khoảng mười mấy người chưa bị đánh, theo bản năng đã lùi về phía sau. Đinh Nguyên Vũ đứng ở một bên cũng hơi sốt ruột, một đám cấp dưới vô dụng, hơn 20 người vậy mà không đánh lại Hoàng Thiên, phải làm sao mới ổn đây chứ ú. Hoàng Thiên cũng không đuổi đánh tới cùng. Anh nhìn thấy những người này lùi về phía sau thì khịt mũi nói với Đinh Nguyên Vũ, Đinh Nguyên Vũ, sao ông không gọi ông già Sử Chính Tưởng đến đây? Dựa vào những cấp dưới vô dụng này của ông mà cũng muốn đối phó với tôi sao? Đinh Nguyên Vũ trợn tròn mắt, ông ta cảm thấy Hoàng Thiên nói không sai, cấp dưới của ông ta thật sự là vô dụng. Hoàng Thiên, mày đúng là mạnh miệng đó, mày thật sự cho rằng ông đây không đến sao? Đúng lúc này giọng nói lạnh như băng truyền đến. Ngay sau đó, Sử Chính Tưởng dẫn theo Sử Trấn còn có mấy người áo đen từ trong bụi cỏ ở ven đường đi ra. Họ vừa mới đi ra thì cách đó không xa có một chiếc xe công vụ cũng đi tới. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Sử Chính Tưởng thì lập tức hiểu rõ. Thật ra thì ông già này đã đến từ lâu rồi nhưng vẫn không hề lộ mặt, xe công vụ cũng giấu ở cách đó không xa. Kẻ thù gặp nhau thì hết sức đỏ mắt, lúc này Sử Chính Tưởng nhìn Hoàng Thiên, ông ta đã không thể kiềm chế được sự tức giận ở trong lòng. Sử Trấn cũng ác độc trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, ông ta nghĩ đến lúc ở trong nhà Tường Vi ở Đà Nẵng, ông ta lại thấp kém trước mặt Hoàng Thiên quả thực là quá sỉ nhục. Hoàng Thiên, hừ hừ, mày không ngờ có phải không, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sử Trấn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên khẽ nói. Nhìn loại phẩm đức này của Sử Chính Tưởng và Sử Trấn, Hoàng Thiên không khỏi có chút buồn cười. Hai cha con này, đúng thật là không cần mặt mũi nữa, lẽ nào đã quên việc bị trừng trị thế nào rồi à? Sử Trấn. Trước đây lúc ở Đà Nẵng ông khá thành thật đấy, nhanh như vậy đã quên rồi. Hoàng Thiên cười nhạt, hỏi Sử Trấn. Sử Trấn vừa nghe vậy, cả người lập tức tức giận đến run lên. Đây là nỗi đau của ông ta, lúc ở Đà Nẵng phải cúi người dập đầu với Hoàng Thiên, nói nhiều lời nịnh nọt như vậy, cuối cùng Hoàng Thiên vẫn không cho ông ta được bộ mặt tốt đẹp gì. Thật sự là quá sỉ nhục. Cút mẹ mày đi, Hoàng Thiên, tối hôm nay mày muốn sống rời khỏi nơi này, con bé bên cạnh kia cũng không tệ. Ông đây sẽ giúp mày chăm sóc em nói đúng lúc này, một thanh niên hơn 20 tuổi xông tới, hùng hùng hổ hổ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn tới tên nhóc này liền nhận ra là Thẩm Lâm Vũ. Chát, Hoàng Thiên không nói hai lời liên tát cho Thẩm Lâm Vũ một cái. Thẩm Lâm Vũ nào chịu được cái tát này của Hoàng Thiên, bị đánh cho đầu óc ong lên một tiếng, trong nháy mắt té ngửa ra đất. Đờ mờ, Thẩm Lâm Vũ tức giận đến nỗi không biết phải nói gì, anh ta bò dậy từ dưới đất. Muốn liều mạng với Hoàng Thiên. Lâm Vũ còn đừng xúc động, tên họ Hoàng này thật sự có bản lĩnh đấy. Sử Trấn kéo Thẩm Lâm Vũ lại, ông ta biết Thẩm Lâm Vũ chắc chắn không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Sử Chính Tưởng hừ lạnh một tiếng, nói với Thẩm Lâm Vũ còn lùi ra sau đi. Chỉnh đốn thằng họ Hoàng này, căn bản không cần chúng ta ra tay, hừ hừ. Cháu hiểu rồi ông ngoại, Thẩm Lâm Vũ nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, sau đó lui trở lại. Thằng nhóc này đương nhiên hiểu rồi, ông ngoại Sử Chính Tưởng của anh ta lần này đã đưa tới một nhân vật rất trâu bò. Được đấy Hoàng Thiên, mày đúng là lợi hại, nhiều người như vậy cũng không có biện pháp bắt được mày,
nhưng đêm nay mày phải chết ở đây chắc rồi. Sử Chính Tưởng sầm mặt nói xong, vẫy tay một cái, nhìn chiếc xe thương vụ phía sau. Xe thương vụ mở cửa, một thanh niên mặc đồ vest bước xuống từ bên trong. Người này cũng chỉ khoảng 1m6, dáng dấp khá lùn, nhưng trang phục mặc lên đã được nghiên cứu kỹ, đôi mắt nhỏ nguy hiểm nhìn xung quanh. Hai tay gã ở sau lưng không biết đang cầm thứ gì. Anh Matsushima Chiro, người này chính là Hoàng Thiên. Sử Chính Tưởng chạy chậm tới trước mặt người thanh niên, cười đầy ti tiện, quay đầu chỉ Hoàng Thiên. Ô, ông Tưởng cứ yên tâm, tôi sẽ khiến ông hài lòng. Người được gọi là Matsushima Chiro lạnh giọng cười, dùng tiếng Việt không mấy lưu loát nói với Sử Chính Tưởng. Sử Chính Tưởng ứng gật đầu, nói với Matsushima Chiro, được thôi anh Chiro, tôi rất tin tưởng vào thực lực của anh, he he. Nói xong, Sử Chính Tưởng lui sang một bên, vẻ mặt đắc ý nhe răng cười, nhìn Hoàng Thiên. Sử Trấn và Thẩm Lâm Vũ cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, họ cảm thấy có Matsushima Chiro ở đây, Hoàng Thiên chắc chắn xong đời rồi. Cậu chủ, bọn họ tìm người Nhật. Lưu Nguyệt Hoa giật mình nhìn tất cả, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Sắc mặt của Hoàng Thiên cũng sầm xuống, trong lòng có chút tức giận. Đời này anh ghét nhất chính là người Nhật Bản. Anh Hoàng Thiên, hiện tại tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng anh có thể đáp ứng. Matsushima Chiro cười rất ngông cuồng, đi tới trước mặt Hoàng Thiên nói. Có dám mau thả. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Matsushima Chiro hơi sửng sốt, nhưng gã cũng nghe ra Hoàng Thiên đang mắng gã. Anh Hoàng Thiên, tốt nhất anh nên khách sáo với tôi một chút. Nếu không, lát nữa tôi sẽ khiến anh chết rất đau đớn. Matsushima Chiro hung dữ nói. Hoàng Thiên cũng cực kỳ cạn lời, nghe giọng điệu của tên này còn khá ngạo mạn đấy. Mày thả rắm xong rồi. Vậy ra chiêu trước đi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, ý bảo Matsushima Chiro ra tay trước. Thả rắm là có ý gì? Matsushima Chiro nghe không hiểu lời Hoàng Thiên nói, tính tò mò của tên này còn rất nặng. Anh Matsushima Chiro, anh không cần phải nói chuyện với Hoàng Thiên đâu, nó đang mắng anh đấy. Nhanh ra tay giải quyết nó đi. Sử Trấn ngân giọng hô lên ở phía sau. Khốn nạn, dám chửi tao. Matsushima Chiro mắng, sau đó lấy hai thanh đao chiến Nhật sau lưng ra. Hoàng Thiên biết, Sử Chính Tưởng đã đặc biệt mời tên Matsushima Chiro tới để đối phó anh. Xem ra tên Matsushima Chiro cũng khá có bản lĩnh đấy. Nhưng Hoàng Thiên cũng không muốn chiều theo tên này, lúc này tập trung chuẩn bị chiến đấu nhưng không ra tay trước. Matsushima Chiro ra tay trước, đao Nhật trong tay vung mạnh lên, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía đầu của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi khẽ cau mày, Matsushima Chiro này ra chiêu cũng đủ độc, đây là muốn một chiêu dồn đối thủ vào chỗ chết. Không kịp nghĩ nhiều, cơ thể Hoàng Thiên di chuyển về bên cạnh nhanh nhẹn tránh một đao này. Matsushima Chiro hơi sửng sốt, gã hoàn toàn không ngờ Hoàng Thiên lại lẩn tránh nhanh như vậy. Nếu như đổi thành đối thủ khác, lúc này đã phơi thây trên đất. Nhìn một đao này không đánh trúng Hoàng Thiên, Matsushima Chiro liền quét đao ngang, chém về eo của Hoàng Thiên. Cậu chủ cẩn thận. Lưu Nguyệt Hoa ở bên cạnh nhìn không được hô lên, cô ta thấy rất rõ, Matsushima Chiro này chắc chắn là một cao thủ. Với đám người Đinh Nguyên Vũ, Matsushima Chiro này chắc chắn là cao thủ của cao thủ, Lưu Nguyệt Hoa nhìn không được mà lau mồ hôi cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đương nhiên cũng nhìn ra, Matsushima Chiro này là nhân vật lợi hại, khá có bản lĩnh. Thấy một đao này quét tới, Hoàng Thiên nhanh chóng lui về sau hai bước, khó khăn lắm mới tránh được lần này. Khốn nạn! Matsushima Chiro thấy hai đao vẫn không đánh trúng, đã nổi trận lôi đình rồi, tên này lập tức phát cáu. Hai tay cầm đao, động tác lần này của Matsushima Chiro nhanh vô cùng, vọt tới trước hai bước đâm về phía bụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghiêng người né tránh, lần này anh không bị động phòng thủ nữa, bởi vì vừa rồi đã nhìn thấu thực lực của Matsushima Chiro này. Chỉ thấy bàn tay của Hoàng Thiên chạm một cái liền bắt lấy cánh tay Matsushima Chiro. Matsushima Chiro hơi ngẩn ra trước chiêu này, Hoàng Thiên cũng đã đá một cước. Bịch! Ai ra? Một cú đá này có lực rất mạnh, đá vào bụng dưới của Matsushima Chiro. Matsushima Chiro đau đớn kêu lên, bịch bịch hai tiếng liền nằm trên đất. Không có biện pháp, gã cũng không muốn nằm xuống, chỉ là bụng dưới đau nhức khó nhịn, một cú đá này của Hoàng Thiên suýt nữa đã đá chết gã. Nhưng tên này vẫn cố gắng trụ vững, hai đao trên tay vẫn chưa tuột ra. Răng rắc, Hoàng Thiên cũng không hề cho gã cơ hội, chân chợt đạp xuống phía dưới, trực tiếp đạp gãy đốt ngón tay của gã. Matsushima Chiro gào lên thảm thiết, suýt chút nữa đau đến hôn mê bất tỉnh.
Sử Chính Tưởng và Sử Trấn liếc nhau một cái, hai người này đều đã hiểu mơ hồ rồi. Phí hết tâm tư mới mời được cao thủ Matsushima Chiro này ra tay, cho rằng chắc chắn có thể bắt được Hoàng Thiên, không ngờ lại bại nhanh như vậy. Nhanh nhanh nhanh, mấy người cùng nhau lên đi, thừa dịp Hoàng Thiên vẫn chưa phản ứng kịp. Sử Chính Tưởng nói với mấy tên đàn em, vẫn không quên gọi Đinh Nguyên Vũ. Đinh Nguyên Vũ cũng biết không phế Hoàng Thiên ở đây, ông ta cũng không có kết quả gì tốt, cho nên cũng kêu đám đàn em vây quanh Hoàng Thiên, chuẩn bị đánh tập thể với Hoàng Thiên. Nhưng đúng lúc này, hơn 30 chiếc Audi màu đen từ xa nhanh chóng lái tới, trong nháy mắt đã đến gần. Người cầm đầu chính là Lã Việt, sau khi ông ta xuống xe liền gọi hơn 100 đàn em của mình nhanh chóng vây đám Sử Chính Tưởng và Đinh Nguyên Vũ lại. Hơn 100 người, đó cũng là một mảng lớn đông nghẹt. Hơn nữa những người này dưới tay của Lã Việt, tất cả đều huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt không thể so sánh với đám ô hợp kia. Khí thế kia đủ khiến người ta sợ hãi. Sự lo lắng trong lòng Lưu Nguyệt Hoa lập tức hoàn toàn hạ xuống. Mặc dù thực lực tăng mạnh vừa rồi của Hoàng Thiên xác thực hành hạ đối phương đến nỗi không tìm ra hướng Bắc, nhưng dù sao cũng là yếu không địch lại mạnh, trong lòng Lưu Nguyệt Hoa vẫn khá căng thẳng. Nhưng bây giờ thì khác, quân cứu viện của Hoàng Thiên đã đến. Hơn nữa Lã Việt thực lực mạnh mẽ. Đinh Nguyên Vũ nhìn nhiều người vây quanh như vậy, nháy mắt ông già này đã đổ mồ hôi lạnh. Ông ta cho rằng mình xưng bá ở huyện Hoàng Hà thì cũng đã khá trâu bò rồi. 23 tên thuộc hạ đủ để tung hoành ở huyện Hoàng Hà. Thật không ngờ Hoàng Thiên vậy mà có thể triệu tập nhiều người đến như vậy. Cũng không trách Đinh Nguyên Vũ sợ hãi, hơn 100 người, cái đó cũng quả thực đủ dọa người. Nhìn hết trong tỉnh, trừ Kha Phù của tỉnh thành thì cũng không còn ai có thực lực hùng hậu như Lã Việt này. Anh Thiên, tôi không tới muộn chứ? Lã Việt nhanh chóng tới gần Hoàng Thiên, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu với Lã Việt, vẻ mặt anh giờ phút này vô cùng lạnh lùng. Đêm nay có thể nói một bụng tức giận Hoàng Thiên kìm nén còn chưa xả ra đấy. Đinh Nguyên Vũ lại lừa anh tới huyện Hoàng Hà, đầu tiên là tống tỉnh tống tiền, sau đó muốn đe dọa lấy 1.000 tỷ, bây giờ lại dẫn đám người Sử Chính Tưởng bọn họ đuổi theo anh. Nếu không phải thực lực anh mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã chết trong tay bọn bại hoại này rồi. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Thiên lên cơn tức giận, anh đứng ở nơi đó chẳng hề nói một câu. Lã Việt lăn lộn dưới tay Hoàng Thiên lâu như vậy. Đương nhiên vẫn rất hiểu rõ Hoàng Thiên. Lúc này ông ta nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thiên không tốt, thì đã biết Hoàng Thiên đang rất tức giận. Vị đại ca này, xin hỏi, các anh là... Đinh Nguyên Vũ thấy chuyện không tốt, thấp thóm đi đến gần Lã Việt, ông ta cả lăm hỏi. Đương nhiên ông ta còn không có xác thực 100% Lã Việt bọn họ chính là đến chỉ viện cho Hoàng Thiên. Muốn biết tôi là ai? Lã Việt lạnh lùng cười một tiếng, hỏi Đinh Nguyên Vũ. Đúng, đúng. Tôi nhìn đại ca ngài cũng hắn là người sống trong nghề, thực sự không dám giấu giếm, kẻ hèn là Đinh Nguyên Vũ, chủ tịch công ty Hồng Thái huyện Hoàng Hà, cũng đang trên đường kiếm cơm. Đinh Nguyên Vũ khó khăn cười, còn muốn kết thân với Lã Việt. Chát! Lã Việt không nói hai lời, vung tay liền tát một bạt tai vào mặt Đinh Nguyên Vũ. Hai ra! Cái tát khiến Định Thiên Vũ kêu to một tiếng, một bên mặt nháy mắt sưng vù. Hay cho nhà ông, cậu Thiên nhà tôi ông cũng dám chọc. Con mẹ nó ông có phải không muốn sống nữa không? Lã Việt chỉ vào mũi Đinh Nguyên Vũ mang một trận, cuối cùng đạp Đinh Nguyên Vũ một phát lăn quay. Đinh Nguyên Vũ khổ không thể tả, ngã xuống đất mấy giây rồi mới đứng lên, không dám nói câu nào khó nghe nữa. Trận thế đêm nay thật sự dọa Đinh Nguyên Vũ đái ra quần. Hơn 100 người vây quanh, mỗi người một chút đều nện chết ông ta. Hơn 20 thuộc hạ của Đinh Nguyên Vũ, tất cả cũng đều thành thật đứng ở đó, không có tên nào đi lên giúp Đinh Nguyên Vũ. Vừa rồi lúc Hoàng Thiên chỉ có một mình, những người này đã đều không dám đi lên. Huống chỉ là cục diện bây giờ. Mẹ nó, thật vô dụng. Sử Chính Tưởng cũng xém chút chửi mẹ nó, ông ta thầm mắng Đinh Nguyên Vũ vô dụng, sớm biết Đinh Nguyên Vũ phế như thế thì không nên tìm ông ta giúp đỡ đối phó Hoàng Thiên. Lã Việt, lúc ở Đà Nẵng anh đã giúp Hoàng Thiên đối nghịch với tôi một lần, thế nào? Anh quyết tâm cản trở nhà họ Sử tôi đúng không? Sử Chính Tưởng lúc này bước mấy bước đi đến gần Lã Việt, bày ra dáng vẻ dữ dẫn. Khoan hãy nói, lão Sử Chính Tưởng này ra uy vẫn rất có khí thế. Như thế nào đi nữa, Sử Chính Tưởng cũng là nhân vật bá chủ một phương ở Đà Nẵng, trước kia còn lăn lộn ở thành phố. Chẳng qua trong mắt Lã Việt, lão già Sử Chính Tưởng chết tiệt này thực tế là quá điếc không sợ súng. Sử Chính Tưởng, Lã Việt tôi chống lại ông thì thế nào? Ông còn có thể cắn tôi chắc? Lã Việt lạnh giọng nói. Sau đó bàn tay lớn tìm tòi, nắm chặt cổ áo Sử Chính Tưởng.
Sử Chính Tưởng vừa định né thì cũng đã không kịp, bởi vì động tác Lã Việt quá nhanh nhẹn. Không hay rồi. Sử Chính Tưởng vừa nhận ra chuyện không ổn thì không kịp nữa. Chát, chát, chát. Nắm đấm thép của Lã Việt như hạt mưa, hung hăng nện lên mặt mũi của Sử Chính Tưởng. Ách, ui ra. Sử Chính Tưởng đau đến kêu ui ra, ngay cả một chút sức lực đánh trả cũng không có. Trong nháy mắt, Lã Việt đã đánh Sử Chính Tưởng mười mấy phát. Cuối cùng đánh Sử Chính Tưởng đến đầu óc choáng váng, phì phò một tiếng liền té xuống đất. Sử Chấn đứng xa xa nhìn tất cả, ông ta cũng bị dọa đến nỗi không dám bước lên phía trước. Đêm nay hoàn toàn thất bại, Sử Chấn quá hiểu rõ, dù như thế nào đi nữa cũng không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm đứng ở nơi đó, lúc này anh nói với Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ, hai người các ông, tới đi. Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ sửng sốt một chút, hai người bọn họ nào còn dám đi qua. Anh Thiên bảo tụi bây tới, điếc sao? Tiêu Văn Hạ ở một bên lớn tiếng quát, Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ đều hối hận muốn chết, sớm biết sẽ rơi xuống như vậy thì nên khuyên Sử Chính Tưởng đừng đến huyện Hoàng Hà. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, trên đời không có thuốc hối hận. Rơi vào đường cùng, Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ run rẩy, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ một chút, hai tên bại hoại này cũng đủ đáng giận. Hai người đúng là không nhớ lâu. Trước đó không phải tôi đã cảnh cáo các người rồi sao? Hoàng Thiên dùng tay chỉ Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ, giọng nói lạnh lùng. Sử Chấn và Thẩm Lâm Vũ hối hận thì hối hận, nhưng hai người họ cũng hận thấu xương Hoàng Thiên, nằm mơ cũng muốn giết chết Hoàng Thiên. Cậu Thiên, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa đi, chúng tôi cam đoan sau này. Câm miệng cho tôi. Không đợi Sử Chấn nói xong, Hoàng Thiên liên tát một bạt tai. Chát một tiếng, răng hàm Sử Chấn bị tát rơi một cái. Cậu Thiên, cậu! Sử Chấn giống như kẻ ngu, nhìn Hoàng Thiên. Những lời này bây giờ nói thì cũng đã muộn rồi. Hoàng Thiên nói xong, liếc mắt một cái với Lã Việt. Lã Việt hiểu rõ, vung tên lên, ra lệnh bọn thuộc hạ ra tay. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên tục, có một người ở đây thì tính một người, tất cả đều bị đánh tàn bạo. Những thuộc hạ kia của Đinh Nguyên Vũ, thêm đám thuộc hạ của Sử Chính Tưởng, chừng hơn 30 người, không có kẻ nào đứng, tất cả đều té ngã xuống đất. Một đống người nằm ngổn ngang lộn xộn, lúc này Lã Việt mới ra lệnh dừng tay. Cậu Thiên, những người này giải quyết thế nào? Lã Việt xin ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn những tên bại hoại nằm dưới đất này một chút, Đinh Nguyên Vũ, Lý Diệc Bình và hơn 20 tên thuộc hạ của Đinh Nguyên Vũ, đám người này không quan trọng gì. Loại vô dụng như Đinh Nguyên Vũ này cho dù ông ta muốn gây chuyện cũng không gây nên nổi sóng gió gì. Cho nên Hoàng Thiên không nhìn thẳng đám người Đinh Nguyên Vũ. Nhưng Sử Chính Tưởng và Sử Chấn, còn có Thẩm Lâm Vũ kia, Hoàng Thiên thật sự không muốn bỏ qua. Người nhà họ Sử, thực sự là một sự tồn tại rất nguy hiểm. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng nhìn ra, Sử Chính Tưởng và Sử Chấn, cùng với Thẩm Lâm Vũ đó, tất cả đều ngoan cố thay đổi thất thường. Tối hôm nay dù có giết chết bọn họ, cũng có thể khiến bọn họ dãy dụa thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên cầm lấy điện thoại, gọi cho Vũ Thanh. Vũ Thanh, tôi muốn đưa một số người đến Châu Phi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh trong điện thoại. Vũ Thanh còn đang chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, anh ta nghe thấy Hoàng Thiên nói như thế, lập tức cười. Ha ha, cậu chủ à! Mỏ vàng Châu Phi cũng sắp không chứa nổi nữa rồi, còn muốn đưa đến sao? Vũ Thanh ha ha cười to. Hoàng Thiên nghe vậy hơi giật mình, cười nói, sức lao động miễn phí càng nhiều càng tốt mà. Sao lại có thể không chứa nổi nữa? Thế này đi cậu chủ, đưa mấy người đó đến nhà tù bí mật ở biên giới. Để bọn họ lao động cải tạo ở đó. Vũ Thanh nghĩ ngợi, nói với Hoàng Thiên. Nhà tù bí mật, Hoàng Thiên rất ngạc nhiên, nhưng Vũ Thanh đã nói như thế rồi, Hoàng Thiên cũng đồng ý. Được tôi áp giải những người này về, sau đó để Thiếu Châu đưa bọn họ đến nhà tù. Hoàng Thiên nói. Được, cậu chủ, qua lúc này rồi tôi sẽ quay về thành phố Bắc Ninh, ở bên đó cậu chủ phải cẩn thận với mọi việc. Vũ Thanh nói. Hoàng Thiên không nói gì nữa, cúp điện thoại. Sử Chính Tưởng và Sử Chân nghe thấy rõ ràng, còn có Thẩm Lâm Vũ, mắt ba người họ đều dựng cả lên. Hoàng Thiên nói muốn áp giải mấy người đến nhà tù, bọn họ lập tức nhận ra rằng, Hoàng Thiên đang chỉ bọn họ. Cậu Thiên, cậu muốn áp giải ai đến nhà tù cơ? Sử Chính Tưởng cũng không bình tĩnh được nữa, nằm nhoài ra đất lắp bắp hỏi Hoàng Thiên. Ba người các người đấy. Hoàng Thiên cũng không giấu giếm gì bọn họ, nhạt nhẽo nói. Không được đâu cậu Hoàng Thiên. Cậu không thể làm như thế, tôi đã 70 rồi, không sống được mấy năm nữa,
chẳng lẽ cậu có thể để tôi chết trong nhà tù sao? Sử Chính Tưởng sắp sụp đổ rồi, đừng nhìn ông ta đã nhiều tuổi thế, nhưng ông ta sống ở Đà Nẵng lại vô cùng dễ chịu. Không có việc gì thì sai người bắt cóc một cô gái về, xong việc cho hai phần tiền là có thể giải quyết, Sử Chính Tưởng không nỡ bỏ cuộc sống như thế này. Hơn nữa người tình nhỏ bé của lão già này cũng không ít, cái ông ta có chính là tiền, tìm người 18 tuổi cũng không khó. Thấy bây giờ Sử Chính Tưởng giả vờ đáng thương, Hoàng Thiên không nhịn được cười khẩy. Ha ha, ông cũng biết là ông 70 rồi à? Già không nên nết, lại còn bắt cóc con gái nhà người ta. Lúc ông vẫn luôn muốn mạng của tôi sao không giống 70 tuổi vậy? Tôi thấy con mẹ ông còn có thể làm khổ người hơn cả 20 tuổi đấy. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, giận dữ trách mắng Sử Chính Tưởng. Mẹ kiếp! Sử Chính Tưởng tức giận, đến nỗi cả người đều run lên. Cậu Thiên, mong cậu giơ cao đánh khẽ, thật sự chúng tôi đã chịu dạy bảo rồi, sau này cũng không dám đối đầu với cậu nữa. Sử Chấn tuyệt vọng la lên. Đúng vậy anh Thiên, tôi không cần Tường Vi nữa, cho anh còn không được sao? Tôi cũng không dám quấy rối cô ấy nữa. Thẩm Lâm Vũ cũng hoàn toàn sợ hãi, thương lượng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe rồi hết sức cạn lời, anh cũng không muốn nói thêm một từ nào nữa. Nhìn Lã Việt, Hoàng Thiên nói, lát nữa áp giải tất cả ba tên cặn bã này về thành phố Bắc Ninh. Để cho Tiếu Châu áp giải đến nhà tù bí mật ở biên giới. Vâng. Lã Việt đồng ý một tiếng. Đánh gãy tay chân tên Đinh Nguyên Vũ này. Hoàng Thiên chỉ Đinh Nguyên Vũ đang nằm trên mặt đất, nói với Tiêu Văn Hạ. Đã rõ. Tiêu Văn Hạ đồng ý một tiếng xong liền xách một cây gậy bước qua. Cái gì, đánh gãy tay chân mình? Đinh Nguyên Vũ bị dọa đến mất hồn, như thể bơm máu gà, quệt một cái liền nhảy dựng từ dưới đất dậy. Cậu Thiên giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không được, á. Đinh Nguyên Vũ còn chưa đợi lừa gạt xong, hai chân đã chịu một gậy mỗi bên. Rắc rắc, rầm. Đinh Nguyên Vũ kêu thảm thiết ngã xuống đất, không đợi ông ta phục hồi lại, hai cánh tay đã bị Tiêu Văn Hạ đánh gãy. Thấy hai chân cùng gãy của Lý Diệc Bình. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng nói, Lý Diệc Bình, còn cậu muốn thể nào đây? Lý Diệc Bình bị dọa đến ngốc luôn, lúc trước anh ta cảm thấy Đinh Nguyên Vũ đã đủ lợi hại rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, núi cao còn có núi cao hơn. Cậu chủ nhà họ Hoàng, quả nhiên là không thể chọc vào được. Anh Thiên, hai chân tôi cũng bị anh đánh gãy, đã thảm hại lắm rồi. Lý Diệc Bình cũng hoàn toàn không dám kiêu ngạo nữa, giả vờ đáng thương trước mặt Hoàng Thiên. Vẫn chưa đủ thảm hại, cha vợ tương lai của cậu còn thảm hơn cậu nhiều. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó vẫy tay về hướng Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ hiểu rõ ý của Hoàng Thiên, qua đó cũng đánh gãy hết cả hai cánh tay của Lý Diệc Bình. Tiếng kêu rên vang khắp đồng không mông quạnh, hơn 20 tên đàn em của Đinh Nguyên Vũ, cùng với mấy tên đàn em của Sử Chính Tưởng, tất cả đều bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nhưng Hoàng Thiên cũng không làm khó những tên lâu la này, lúc này anh nhận lấy cây gậy từ trong tay Tiêu Văn Hạ, sau đó bước đến trước mặt tên Matsushima Chiro đó. Lòng bàn tay Matsushima Chiro đã bị Hoàng Thiên giẫm nát, đau đến không chịu nổi. Lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên bước qua đây, tim Matsushima Chiro như muốn vọt lên tới cổ họng. Gã càng thầm mắng Sử Chính Tưởng trong lòng, nếu không phải ông ta mời gã đến đây đối phó với Hoàng Thiên. Gã cũng không rơi vào tình cảnh thế này. Hoàng Thiên, anh muốn làm gì? Matsushima Chiro trợn đôi mắt tì hí hung ác lên, căng thẳng hỏi Hoàng Thiên. Anh nói xem, anh không ở yên trên nước Nhật của anh đi. Chạy đến Việt Nam chúng tôi khoe khoang làm gì? Hoàng Thiên áng chừng cây gậy trong tay, lạnh lùng hỏi Matsushima Chiro. Dù trong lòng Matsushima Chiro rất sợ, nhưng xương gã cũng rất cứng. Theo gã thấy, Hoàng Thiên còn không xứng đáng là kẻ địch của gã, càng không dám làm gì gã. Đáng chết, anh dám đối xử với tôi như thế này, anh không sống nổi đâu. Matsushima Chiro nghiến răng mắng. Rắc. Hoàng Thiên không nói hai lời. Vụt gậy thật mạnh, đánh gãy chân phải của Matsushima Chiro. À, đáng ghét, tên đê tiện nhà anh dám đối xử thế này với tôi. Rắc rắc. Hoàng Thiên đánh thêm ba lần, đánh gãy hệt tứ chi của Matsushima Chiro. Làm sao Matsushima Chiro có thể chịu nổi, lúc này cũng không dám chửi nữa, nằm ra đau đến không ngừng kêu lên thảm thiết. Anh nhìn anh xem, nằm đó như con chó chết, như thế cao sang lắm sao? Hoàng Thiên cười khẩy, hỏi Matsushima Chiro. Mắt Matsushima Chiro chừng muốn nứt ra, lộ rõ sự hận thù của gã với Hoàng Thiên, nhưng lại không dám cản rỡ mở lời nữa. Bởi vì nếu như thế, Hoàng Thiên sẽ đập nát đầu gã. Mang ba người Sử Chính Tưởng bọn họ theo, quay về.
Hoàng Thiên ném gậy cho Tiêu Văn Hạ, sau đó lớn giọng ra lệnh. Một tiếng ra lệnh như núi đổ, Lã Việt và đám đàn em của ông ta nhanh chóng bắt đầu hành động. Sử Chính Tưởng và con trai thứ hai của ông ta Sử Chấn, còn có cháu trai Thẩm Lâm Vũ của ông ta, ba đời ông cháu đều bị mang lên xe. Tối nay đối với Sử Chính Tưởng mà nói, thực sự là một đêm quá đen tối. Vài tên đàn em của Sử Chính Tưởng, tất cả đều bò dậy từ dưới đất mà chạy, dù những tên này bị đánh một trận, nhưng tốt xấu gì cũng không bị tàn phế, bọn họ đã rất may mắn. Đám đàn em của Đinh Nguyên Vũ, đều nâng Định Nguyễn Vũ và Lý Diệc Bình lên xe, chạy về huyện Hoàng Hà. Còn về Matsushima Chiro người Nhật Bản, không ai quan tâm, nằm đó tuyệt vọng kêu khóc. Cầm lấy điện thoại, Matsushima Chiro gọi điện cho người trong dòng họ của anh ta. Sau khi Hoàng Thiên mang theo mọi người quay trở về thành phố Bắc Ninh, lập tức báo cho Tiếu Châu, để anh ta mang theo đội chiến đấu đặc biệt đến áp giải bọn Sử Chính Tưởng đến biên giới. Hoàng Thiên còn đặc biệt đưa tiễn Sử Chính Tưởng, dẫu sao thì lão già này đi rồi, cũng là có đi mà không có về. Sử Chính Tưởng, cải tạo cho tốt ở nhà tù biên giới. Lần này ông có thể yên tâm rồi. Hoàng Thiên nhếch mép cười với Sử Chính Tưởng đã bị áp giải lên xe. Sử Chính Tưởng tức đến độ phun máu tại chỗ, Hoàng Thiên, con mẹ cậu không phải là người. Ha ha, ông cũng có tư cách mà nói câu này sao? Hoàng Thiên cười khẩy. Thức thời chút thì mau thả bọn tôi ra, nếu không thì con trai cả của tôi, cùng với hai cháu trai của tôi, bọn họ dưỡng thương xong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Sử Chính Tưởng tuyệt vọng kêu gào. Ông ta thực sự không muốn bị đi cải tạo ở nhà tù biên giới. Hoàng Thiên nghe lời này, không nhịn được sầm mặt. Thiếu chút nữa thì tôi quên mất, ông còn một người con trai và hai đứa cháu trai nữa. Có phải tôi cũng đưa bọn họ đến biên giới bầu bạn với ông không? Hoàng Thiên trầm giọng nói. Lập tức, Sử Chính Tưởng há hốc mồm, không dám nói gì nữa. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, Hoàng Thiên là một người có thực lực, thật sự có thể đưa Sử Chiến cùng với Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh đến biên giới. Ở yên ở nhà tù biên giới đến chết đi, đỡ phải gây họa cho mấy cô gái nữa, cũng tích đức cho đời sau của ông. Hoàng Thiên võ vai Sử Chính Tưởng, cười khẩy. Sử Chính Tưởng tức đến trợn trắng mắt, rồi ngất đi. Hoàng Thiên, con mẹ anh, tôi mới hơn 20 tuổi thôi, anh bảo tôi ở nhà tù cả đời sao? Anh có quyền gì mà làm như thế? Thẩm Lâm Vũ càng hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta tức giận gay gắt gào lên với Hoàng Thiên. Chát, chát, Tiếu Châu tát mạnh Thẩm Lâm Vũ hai cái, anh còn dám kiêu ngạo. Không lấy cái mạng chó của anh là đã không tệ rồi. Anh phải tạ ơn cậu Thiên đã không giết đây. Tôi, con mẹ nhà anh, tôi không tin mấy người dám giết tôi. Thẩm Lâm Vũ há mồm măng chửi. Tiếu Châu không chịu nổi cái thứ cặn bã này, anh ta lôi súng ngắn ra, lên nòng ngắm thẳng vào Thẩm Lâm Vũ, chính là muốn bắn chết cái thứ này. Lập tức, Thẩm Lâm Vũ bị dọa đến mất hồn mất vía. Chết tử tế chẳng bằng sống không tốt, dù cả đời này phải ở nhà tù bí mật ở biên giới, chẳng khác nào tù chung thân. Nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn sống, tất cả còn có hy vọng. Nhưng nếu như chết rồi, thì tất cả đều xong đời. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Anh Thiên, anh nói một câu đi, cầu xin anh đừng để anh ta bắn chết tôi. Thẩm Lâm Vũ kêu khóc, không có khí phách gì cầu cứu Hoàng Thiên. Được rồi Tiếu Châu, áp giải bọn họ đi đi. Hoàng Thiên nói với Tiếu Châu. Bấy giờ Tiếu Châu mới thôi, nếu không phải Hoàng Thiên nói ra. Anh ta sẽ bắn chết Thẩm Lâm Vũ ngay lập tức. Với thân phận của Tiếu Châu, bắn chết một Thẩm Lâm Vũ, chẳng khác gì giết chết một con chó cả. Đưa mắt nhìn theo bọn Tiếu Châu lái xe đi, Hoàng Thiên mới quay đầu lại, nhìn Lưu Nguyệt Hoa vẫn chưa đi. Nguyệt Hoa, cô quay về khu vui chơi Thủy An trước đi. Hoàng Thiên mí ỉm cười với Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa cũng cười, nghĩ lại chuyện xảy ra tối hôm nay, cô ta cảm thấy quá chấn động lòng người rồi. Cậu chủ, cá voi trắng cũng không thuê được, bây giờ phải làm sao? Lưu Nguyệt Hoa có hơi buồn bực nói với Hoàng Thiên. Không sao, ngày mai tôi gọi điện cho Đinh Nguyên Vũ, bảo ông ta đem mười mấy con cá voi trắng đến đây. Hoàng Thiên nói. Hả, Đinh Nguyên Vũ đã bị đánh gãy tay chân rồi, ông ta còn có thể nghe điện thoại của anh sao? Lưu Nguyệt Hoa kinh ngạc đến ngây người, tiếp tục nói, hay là chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện đi, thực sự không được. Thì đi chỗ khác mua. Ha ha, ông ta không dám không đưa. Có điều cần bao nhiêu tiền thì đưa cho ông ta bấy nhiêu tiền, chỉ cần ông ta không gây chuyện nữa, chuyện này cũng xong. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nói với Lưu Nguyệt Hoa. Vâng, tôi biết rồi cậu chủ. Lưu Nguyệt Hoa gật đầu thật mạnh, lời của Hoàng Thiên, cô ta rất tin tưởng.
Hoàng Thiên lái xe đưa Lưu Nguyệt Hoa quay về khu vui chơi Thủy An, sau đó mới một mình lái xe về nhà. Đã là nửa đêm rồi, lúc Hoàng Thiên về nhà, Lâm Ngọc An đã đi ngủ từ lâu. Hoàng Thiên cũng không đánh thức cô, động tác rất nhẹ nhàng, nằm xuống ngủ. Buổi trưa ngày thứ hai, Hoàng Thiên rời khỏi cửa nhà, đi đến khu vui chơi Thủy An. Anh muốn nhìn xem Lưu Nguyệt Hoa có thỏa thuận được với Đinh Nguyên Vũ hay không, dẫu sao thì mười mấy con cá voi trắng này, rất quan trọng với khu vui chơi Thủy An. Đến khu vui chơi Thủy An, phát hiện ra Lưu Nguyệt Hoa đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Dù cô gái này quay lưng lại với Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên vẫn chỉ liếc mắt là có thể nhận ra, đây không phải là Đinh Ngọc Kiều sao. Cậu chủ, anh tới rồi. Lưu Nguyệt Hoa đang nói chuyện với Đinh Ngọc Kiều, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên, cô ta mau chóng gọi. Đinh Ngọc Kiều cũng lập tức quay người lại, liếc nhìn Hoàng Thiên. Điều khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên là, trong mắt Đinh Ngọc Kiều cũng không có ý đối địch, ngược lại, gương mặt thiếu nữ đầy vẻ tình tứ. Mà đừng nói tới còn hấp dẫn hơn. Đây là tình huống gì thế? Hoàng Thiên có hơi mù mờ, theo lẽ thông thường mà nói, tối qua mình đánh gãy tứ chi của ông cha Đinh Ngọc Kiều. Cũng đánh gãy nốt tứ chi của bạn trai cô ta Lý Diệc Bình, cô ta phải hận mình đến xương tủy mới đúng chứ. Nhưng không nghĩ tới, Đinh Ngọc Kiều lại cười tươi với Hoàng Thiên. Anh Thiên, gặp lại anh thật là tốt quá. Mười mấy con cá voi trắng mà anh muốn, tôi đã kêu xe chuyên dụng vận chuyển đến cho anh rồi. Đinh Ngọc Kiều cười nói với Hoàng Thiên, giọng nói cũng cực kỳ êm tai dễ nghe. Hoàng Thiên cũng cạn lời, kéo Đinh Ngọc Kiều sang một bên, nói với cô ta, Đinh Ngọc Kiều, đầu cô không phát sốt chứ. Đinh Ngọc Kiều ngây người, anh Thiên, lời này của anh là có ý gì? Cha cô và bạn trai cô, đều bị tôi đánh vô cùng thảm hại, cô không hận thù tôi chút nào. Hoàng Thiên hỏi Đinh Ngọc Kiều, ha ha, anh Thiên của tôi ơi, không những tôi không giận hờn gì anh, trái lại, còn muốn anh làm bạn trai của tôi. Đinh Ngọc Kiều cười ha ha nói. Hoàng Thiên càng mơ hồ hơn, anh đánh giá Đinh Ngọc Kiều, trong lòng nghĩ cô gái này không phải lại muốn diễn kịch gì chứ. Nhưng nhìn lại không giống, Hoàng Thiên thực sự nghĩ không ra. Tôi biết chắc chắn anh Thiên sẽ nghi ngờ. Thực ra tối qua tôi đã biết, Sử Chính Tưởng và con trai ông ta, còn có cháu trai của ông ta, đã bị áp giải đến nhà tù bí mật ở biên giới rồi, đúng không? Đinh Ngọc Kiều hỏi Hoàng Thiên. Không sai, Hoàng Thiên gật đầu. Vậy thì còn khó chịu hơn cả tử hình, dù tay chân của cha tôi và bạn trai tôi đều bị gãy, nhưng bọn họ đã chọc vào anh Thiên, đây coi như là cái giá phải trả đi. Bây giờ bọn họ cũng rất hối hận, nhưng chỉ 3 năm tháng cũng đã dưỡng thương tốt rồi. Dẫu sao cũng tốt hơn ở nhà tù biên giới cả đời. Cho nên, cha tôi và tôi đều rất biết ơn anh, thật đấy. Đinh Ngọc Kiều cười nói với Hoàng Thiên, khiến Hoàng Thiên có chút sợ hãi trong lòng, anh thật sự không dám tin tất cả điều này. Chẳng lẽ Đinh Nguyên Vũ lại giác ngộ được như thế? Đinh Ngọc Kiều này cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, miệng nam mồ bụng một bồ dao găm, mà mới biết rốt cuộc trong lòng cô ta nghĩ gì. Dù trong lòng rất nghĩ ngờ, nhưng Đinh Ngọc Kiều đã nịnh nọt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cười lại. Được rồi, nếu cô và cha cô có thể nghĩ được như thế, vậy là tốt nhất, hy vọng mấy người đã hiểu ra bài học này. Hoàng Thiên nhạt nhẽo nói. Ha ha, anh Thiên, anh cứ yên tâm đi. Đúng rồi anh Thiên, tôi có lời trong lòng, muốn nói với anh. Đinh Ngọc Kiều ha ha cười tươi, sau đó kéo Hoàng Thiên vào trong góc nói. Hoàng Thiên thực sự bị Đinh Ngọc Kiều này làm cho hồ đồ. Thấy cả mặt Đinh Ngọc Kiều tươi cười, còn nháy mắt với anh. Thậm chí còn muốn dắt anh đến góc không người, khiến anh lập tức cảm thấy không ổn. Cô gái này, chẳng lẽ còn muốn giống như lần trước? Nghĩ đến Đinh Ngọc Kiều có ý dụ dỗ lừa gạt ở trong phòng khách sạn huyện Hoàng Hà lần trước, Hoàng Thiên cảm thấy rất cạn lời. Bây giờ thấy dáng vẻ này của Đinh Ngọc Kiều, trong lòng Hoàng Thiên càng lo lắng hơn. Cô Kiều, có chuyện gì thì cô nói ở đây đi. Hoàng Thiên đứng ở đó không động, nhìn Đinh Ngọc Kiều nói. Đinh Ngọc Kiều thấy không kéo được Hoàng Thiên. Cô ta lập tức không vui. Hừ, quả nhiên cậu ấm có tiền đều bạc tình bạc nghĩa. Sao anh có thể đối xử với người ta như thế chứ? Đinh Ngọc Kiều hừ một tiếng, có hơi làm nũng. Đệt mẹ! Hoàng Thiên càng thêm cạn lời, anh nhìn Đinh Ngọc Kiều mà không nói một câu nào, anh muốn nhìn xem rốt cuộc Đinh Ngọc Kiều muốn làm con thiêu thân gì. Anh Thiên, tôi từ xa tự mình đưa cá voi ắng đến cho anh sao lại không hợp tình hợp lý như thế hả? Anh không hiểu tâm ý của người ta sao? Đinh Ngọc Kiều tức tối chất vấn Hoàng Thiên. Cô Đinh Ngọc Kiều, xin hỏi tôi không hợp tình hợp lý thế nào? Tôi lạnh nhạt với cô sao? Hoàng Thiên bất đắc dĩ hỏi. Dĩ nhiên là lạnh nhạt rồi,
người ta chỉ là muốn nói nhỏ với anh thôi, anh cũng không nể mặt như thế. Ninh Ngọc Kiều giận dỗi nói với Hoàng Thiên. Cô ta nói lớn như thế, không ít người bên cạnh cũng nhìn sang bên này, trong đó bao gồm cả nhân viên làm việc dưới trướng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng biết tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng không tốt, nên anh chỉ có thể gật đầu, nói với Ninh Ngọc Kiều, được rồi cô Kiều, cô muốn đi đâu nói chuyện. Đến chỗ rẽ đằng trước kia đi, chỗ đó không có ai thấy. Ninh Ngọc Kiều chỉ chỗ rẽ khoảng mười mấy mét đằng trước, chỗ đó quả thực khá là kín. Hoàng Thiên thật sự vô cùng đau đầu. Anh cũng biết chắc chắn Ninh Ngọc Kiều có tiết mục gì đó, nhưng cũng chỉ có thể căng mặt đi theo cô ta. Hai người đến chỗ rẽ đằng trước, không ngoài dự đoán của Hoàng Thiên, Ninh Ngọc Kiều thật sự ra tay. Chỉ thấy cô ta đột nhiên ôm chầm lấy Hoàng Thiên, hoàn toàn không cho Hoàng Thiên thời gian phản ứng lại. Cái này! Hoàng Thiên vừa định trốn nhưng đã không kịp rồi, anh bị cô ta ôm chặt cứng. Cô Kiều, cô thế này là có ý gì? Hoàng Thiên không hề ngạc nhiên nhìn Ninh Ngọc Kiều. Ninh Ngọc Kiều cười ha ha, nói với Hoàng Thiên, được rồi anh Thiên, không cần phải giả vờ làm người đoan chính trước mặt tôi. Đàn ông mà, không phải thích phụ nữ đẹp sao? Ý của cô là phụ nữ đẹp à? Hoàng Thiên nhìn Ninh Ngọc Kiều, nghiêm mặt nói. Ninh Ngọc Kiều cười rất tự tin, nói, có phải phụ nữ đẹp hay không, anh không nhìn thấy sao? Hơn nữa, tôi ôm anh thế này anh cũng không từ chối. Nói rõ là anh cũng thích tôi có đúng không? Hoàng Thiên thật sự hoàn toàn chịu phục rồi, đỉnh Ngọc Kiều này, thực sự rất khó đối phó. Đẩy mạnh cô ta ra, Hoàng Thiên nói, đủ rồi cô Kiều, đừng tiếp tục quấy rối tôi nữa, tôi thực sự không có hứng thú gì với cô đâu. Nói dối mà mặt không đỏ gì cả, nói thật với anh vậy, tôi nhìn chúng anh rồi, muốn làm bạn gái của anh. Ninh Ngọc Kiều thật sự đủ bạo dạn, trực tiếp nói rõ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hoàn toàn khẩm phục, chuyện gì cũng có thể nói ra được. Anh không ngờ Ninh Ngọc Kiều lại chủ động, thậm chí còn dám nói như thế. Tôi đã có vợ rồi, hơn nữa tôi còn rất yêu cô ấy. Còn nữa, không phải cô đã có bạn trai rồi sao? Cô dám đối xử với anh ta như vậy? Hoàng Thiên nhìn Ninh Ngọc Kiều nói, ha ha, anh có vợ, đây không phải là vấn đề, tôi cũng không muốn phá hoại gia đình của anh. Còn về bạn trai tôi sao, tôi vốn không yêu anh ta đến thế, huống hồ bây giờ anh ta còn nằm trên giường như tên vô dụng, không biết lúc nào mới có thể đứng dậy. Ninh Ngọc Kiều cười ha ha nói, về loại phụ nữ như thế này, Hoàng Thiên thật sự lười để ý tới. Được rồi, tôi rất bận, không có thời gian rảnh rồi với cô. Nếu cô không có chuyện gì, thì mau trở về huyện Hoàng Hà đi. Hoàng Thiên nói xong rồi quay người rời đi. Anh! Ninh Ngọc Kiều tức tới dậm chân, phí công sức lớn như thế, lại không tóm được. Hoàng Thiên khiến cô ta rất khó chịu. Hừ hừ, tôi xem anh còn có thể đoan chính tới khi nào. Ninh Ngọc Kiều nhìn bóng lưng của Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cắn răng, gọi điện thoại. Alo, Hoàng Thiên không mắc bẫy, tôi muốn biết bước tiếp theo tôi phải làm thế nào. Sau khi rời khỏi khu vui chơi Thủy An, Hoàng Thiên nhanh chóng về nhà. Nhưng còn chưa về đến nhà, điện thoại của Hoàng Thiên đã reo lên. Vừa nhìn số điện thoại gọi đến, lại là em gái Hoàng Linh. Anh mau đến đây một lúc đi, cha gặp rắc rối rồi. Giọng nói lo lắng của Hoàng Linh truyền đến. Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng liền trùng xuống, anh biết cha nuôi hiền lành cả đời. Nhưng càng là người hiền lành, trong cái xã hội này càng bị bắt nạt. Cũng không biết cha nuôi đã gặp phải rắc rối gì, trong lòng Hoàng Thiên có chút tức giận. Mọi người đang ở đâu? Hoàng Thiên vội hỏi. Ở nhà họ Hoa, anh trai, anh mau đến xem đi, đối phương không chịu nói lý chút nào. Hoàng Linh nôn nóng nói. Được, anh tới ngay đây. Hoàng Thiên nói rồi cúp điện thoại, lái xe thẳng đến khu biệt thự nhà họ Hoa. Vừa mới lái xe vào khu chung cư, liền thấy không ít người vây đằng trước. Đều là dân cư ở trong khu chung cư. Sau khi Hoàng Thiên xuống xe liên chen vào đám người, đi vào xem. Chỉ thấy Hoàng Phúc Trường bị một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi nắm lấy đầu, Hoàng Linh thì không ngừng khuyên can, nhưng người phụ nữ trung niên đó vẫn không nghe theo. Cái đồ vứt đi thối nát nhà ông, đi đường không dùng mắt à. Còn dám va vào bà đây, làm hỏng đồ của bà đây, ông có đền nỗi không? Người phụ nữ trung niên mặc đồ rất xa hoa, trên cổ còn đeo một cái vòng vàng khoảng 50 gram, dáng vẻ như nhà giàu mới nổi. Hoàng Phúc Trường vô cùng căng thẳng, ông là một người rất sợ có chuyện, gặp phải loại phụ nữ chua ngoa như thế này, ông thực sự không biết phải làm thế nào mới ổn. Chị à, tôi vội ra ngoài, không chú ý mới va phải chị, xin lỗi. Hoàng Phúc Trường nhanh chóng nhận lỗi với người phụ nữ trung niên. Mắt ông mọc sau đầu à,
ông vội ra ngoài, đi đến nhà hỏa táng à? Người phụ nữ cao sang đó trợn mắt, nói lời càng ngày càng khó nghe. Là tôi không chú ý nhìn, mong chị thứ lỗi cho tôi. Thứ lỗi cái mông ấy, lại nói, ông đã bó tuổi thế này rồi, gọi ai là chị đấy? Trông tôi già thế sao? Người phụ nữ cao sang không vui của mắng Hoàng Phúc Trường. Được rồi, cô bớt tức giận, nếu như làm bẩn đồ của cô, tôi bằng lòng giặt sạch cho cô. Hoàng Phúc Trường thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể nói lời tốt thôi. Trong đám người cười ồ lên, rất nhiều người dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn người phụ nữ cao sang đó, đã 40 tuổi rồi, ông già người ta quan tâm gọi bà ta là chị thì bà ta không thích nghe, gọi cô thì chịu nghe. Đúng vậy chị ơi, quần áo bị bẩn để tôi giặt sạch giúp chị nha. Hoàng Linh cũng không dám gọi người phụ nữ cao sang đó là gì, chỉ có thể gọi kiểu trẻ trung. Giặt giặt giặt, giặt cái mông ấy. Mấy tên nghèo khổ đê tiện như mấy người, cũng xứng để giặt đồ cho tôi sao? Người phụ nữ cao sang đó gào cổ họng. Thấy lời nói của người phụ nữ cao sang ngày càng khó nghe, lúc này Hoàng Thiên mới bước qua. Cậu làm cái gì đấy? Mù thì nhìn làm gì? Người phụ nữ cao sang trừng mắt, không vui vẻ trừng Hoàng Thiên. Thấy đối phương là phụ nữ, Hoàng Thiên cũng không muốn so đo, dẫu sao thì tranh đấu với loại phụ nữ chua ngoa này cũng chẳng có gì tốt. Không phải bà sợ đồ bị làm bẩn sao? Thế thì dễ rồi, bà nói xem bị bẩn chỗ nào. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ cao sang hỏi. Vừa thấy Hoàng Thiên bước ra, Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh đều thở phào một hơi, cũng có người đáng tin cậy rồi. Người phụ nữ cao sang đánh giá Hoàng Thiên một lượt từ trên xuống dưới, lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Mẹ tôi ơi, ở đâu ra tên quỷ nghèo như cậu vậy, cậu nhìn cái bộ đồ mộc mạc của cậu đi. Có tư cách gì mà nói chuyện với tôi hả? Người phụ nữ cao sang bĩu môi, ha ha cười khẩy. Một người bình thường nghe được lời này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Hoàng Thiên lại không có phản ứng gì. Dẫu sao thì lúc trước nghe những lời thế này quá nhiều rồi, Hoàng Thiên cũng đã miễn dịch từ lâu. Không cần nói những lời vô ích đó, rốt cuộc bà muốn giải quyết như thế nào, giặt đồ hay là sao? Hoàng Thiên nhân nhịn hỏi người phụ nữ cao sang, bởi vì lúc nãy Hoàng Thiên cũng nghe được, thực sự là cha nuôi đụng phải người phụ nữ này, cũng là người sai trước. Hừ, để mấy người nghèo như cậu đi giặt đồ, thì còn có thể mặc sao? Không giặt thì càng không thể mặc, vừa nghĩ đến trên người có mùi hôi thối, tôi liền mắc ói. Người phụ nữ cao sang ghét bỏ trừng Hoàng Phúc Trường một cái, tức giận nói. Hoàng Thiên cũng hoàn toàn không nhịn nổi nữa, hơn nữa lời người phụ nữ nói ngày càng khó nghe, thực sự quá đáng ghét. Tốt nhất là bà nên chú ý lời nói một chút, bà bảo ai hôi thối cơ. Hoàng Thiên sầm mặt xuống, hỏi người phụ nữ cao sang. Ôi chao bỏ đi Hoàng Thiên, là cha đụng người ta trước, người ta nói hai câu thì cứ để người ta nói hai câu đi. Hoàng Phúc Trường vừa nhìn thấy không ổn, vội vàng khuyên Hoàng Thiên. Người phụ nữ cao sang thấy Hoàng Thiên dám chất vấn bà ta như thế, bà ta lập tức không chịu được. Hừ, nói cái lão già chết tiệt này đấy, cậu có thể làm gì nào? Tôi nói cho mấy người biết, sau này đồ bỏ đi như mấy người đừng có đến những khu chung cư sang trọng như thế này, đây là nơi mấy người có thể đến sao? Hai tay người phụ nữ cao sang đó chống nạnh, nước miếng văng tung tóe gào lên. Nhìn cái đức hạnh này của người phụ nữ cao sang, khiến Hoàng Thiên không nhịn được nghĩ tới Trương Lan Phượng. Còn chưa nói đến, hai người này thực sự có phần hợp nhau. Anh, bỏ đi, đàn ông tốt không tranh đấu với phụ nữ. Ba Hoàng Linh nhỏ giọng khuyên Hoàng Thiên, cô quá hiểu rõ anh trai mình, nếu không được, anh trai có thể đánh cho người phụ nữ cao sang này nhập viện luôn. Dĩ nhiên là, không đến mức không thể khác được, thì Hoàng Thiên cũng sẽ không đánh phụ nữ. Dù người phụ nữ này thực sự đáng ghét, nhưng Hoàng Thiên vẫn không động đến bà ta. Bà đừng có quấy nhiễu, đã xin lỗi bà rồi, bà còn muốn thế nào nữa? Hoàng Thiên nói xong, chuẩn bị đưa Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh rời khỏi chỗ này. Không ngờ đến, người phụ nữ cao sang này rất thích ra tay, chạy lại túm lấy đồ của Hoàng Thiên. Còn muốn chạy, hôm nay không nói được cách gì cho tôi, thì không được đâu. Người phụ nữ cao sang túm đồ của Hoàng Thiên gào lên. Ôi, sao người này lại quá đáng như thế chứ, ông già người ta cũng đã xin lỗi bà ta rồi. Bà ta còn chưa xong chưa được nữa. Đúng vậy, đây là loại người gì thế, chuyện bé xé ra to. Còn muốn đe dọa ai? Nhỏ giọng chút đi, đồ người phụ nữ cao sang này mặc rất xa hoa, cũng không dễ chọc vào đâu. Những người hóng hớt xung quanh nhỏ giọng thảo luận với nhau. Dường như người phụ nữ cao sang nghe được lời mọi người nói về bà ta với vẻ rất không hài lòng, nhưng bà ta cũng không để ý đến những cái này, nằm lấy đồ của Hoàng Thiên nói, con mẹ cậu dám đi à, tôi tìm người đánh chết cậu.
Hoàng Thiên thấy người phụ nữ này vẫn còn chưa xong, không khỏi muốn nổi giận. Buông ra. Hoàng Thiên đẩy mạnh, dầm, sao người phụ nữ cao sang có thể chịu được cú đấy này của Hoàng Thiên, lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Bà ta đau đến há mồm, chỉ vào Hoàng Thiên mắng, cái tên khốn nhà cậu, cậu đợi đó cho tôi, có gan thì đừng có chạy. Nói xong, người phụ nữ cao sang đó gọi điện thoại. Anh Quân, mau đến nhà em đi, em bị người ta đánh ở trước cửa nhà này. Người phụ nữ cao sang kêu khóc trong điện thoại, nhưng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Hoàng Linh cũng cạn lời, cô nhẹ thở dài. Mặc dù cô biết lát nữa có thể có rắc rối, nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì có Hoàng Thiên ở đây, cô biết chắc chắn sẽ không có việc gì. Hoàng Thiên cũng nhìn ra, người phụ nữ cao sang này là một người trong khu chung cư. Xem ra hôm nay thực sự phải cho bà ta chút bài học mới đúng, nếu không, sau này sẽ còn bắt nạt cha nuôi và em gái ngay. Cho nên Hoàng Thiên cũng không đi, dứt khoát đợi ở đây chờ người trợ giúp mà người phụ nữ cao sang đó gọi tới. Tôi nói cho thằng nhóc thối cậu biết, tôi đã nhớ mặt ba người các cậu rồi, nếu mấy người dám chạy. Dù tôi có phải lật cả cái thành phố Bắc Ninh này lên, cũng phải tìm cho ra mấy người. Người phụ nữ cao sang chỉ Hoàng Thiên, đe dọa, bà không phải lo cái này, tôi sẽ không chạy. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, hừ, xem như cậu biết điều, nếu không chạy thì chịu đánh một trận, nếu chạy, bà đây bảo đảm sẽ khiến cậu gãy chân đứt tay. Người phụ nữ cao sang rất ngạo mạn nói, Hoàng Thiên nghe những lời này nhịn không được muốn cười, nhưng anh cũng không để ý, ở đây đợi người trợ giúp mà người phụ nữ này tìm đến. Không tới mười mấy phút sau, một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng đi tới. Mọi người nhìn chiếc xe danh tiếng nhập khẩu giá mấy tỷ này. Tất cả đều tránh ra một đường. Biết người trong xe chắc chắn không dễ chọc vào. Quả nhiên, một tên đàn ông béo phệ khoảng 47, 48 bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz, trên mặt người này toàn là thịt, hung ác ngang ngược, đôi mắt tam giác nhỏ càng lộ vẻ hung hãn, bụng phệ ra bước tới. Tâm sinh tướng, nhìn vẻ ngoài của tên đàn ông này, mọi người liền biết tên đàn ông này là một người hung ác tàn nhẫn. Rất nhanh, lại có hai người trẻ tuổi bước xuống từ xe ben, hai tên này đều nhuộm vàng đầu, nhìn là biết lưu manh đầu đường. Nhìn thấy tên đàn ông béo này tới, người phụ nữ cao sang như được bơm thêm máu gà, soạt một cái chạy tới trước mặt tên đàn ông. Anh Quân, anh phải làm chủ cho người ta bị bắt nạt đó. Người phụ nữ cao sang chạy qua liền lắc cánh tay của tên đàn ông béo, còn làm nũng. Hoàng Thiên nhìn thấy, thật sự vỡ nát tam quan. Người phụ nữ này cũng phải hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng nên cũng không tệ, thân thể cũng rất có dáng, nhưng dẫu sao cũng đã qua cái tuổi làm nũng giả vờ đáng yêu rồi. Nhưng vừa nãy bà ta làm nũng như thế, còn lợi hại hơn cả mấy cô gái 17-18 tuổi. Vương Quân trừng mắt lên, người phụ nữ cao sang này là người tình của ông ta, đừng thấy lớn tuổi một chút, nhưng vẻ ngoài và dáng vóc đều là hạng nhất, Vương Quân cũng rất thích bà ta. Ai bắt nạt cô ấy? Đứng ra đây cho tôi. Vương Quân hằng giọng gào lên một câu, trong giọng nói lộ ra sự hung ác, dọa không ít những người ở đó. Chính là cậu ta, người phụ nữ cao sang dùng tay chỉ Hoàng Thiên, che mặt rồi khóc. Nhưng cũng chỉ có sấm mà không có mưa, khóc rất giả. Vương Quân liếc nhìn Hoàng Thiên một cái, ông ta lập tức nhếch mép. Theo ông ta thấy, đồ Hoàng Thiên mặc cũng quá qua quýt bình thường, rõ ràng là một tên thất bại mọi mặt. Tên nhóc, tao không muốn đánh cái loại như mày. Bây giờ cho mày một cơ hội, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Khi nói ra những lời này, Vương Quân vô cùng kiêu ngạo. Ông ta tự cho rằng mình nhìn người rất chính xác, những người giống như Hoàng Thiên, sẽ rất hay bị bắt nạt. Hơn nữa Vương Quân cũng đã nhìn trộm Hoàng Linh, khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Linh vô cùng xinh đẹp, cũng có chút động lòng rồi. Suy cho cùng đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Ông chắc chắn rằng mình không nói sai sao. Hoàng Thiên híp mắt lại, nhìn liếc qua Vương Quân. Đối với những loại chuyện như này, thật sự Hoàng Thiên rất lười phải ra tay. Chết tiệt, Vương Quân trợn mắt nhìn chằm chằm, bây giờ ông ta đang có hai người đi theo. Còn xung quanh Hoàng Thiên chính là một cô gái đẹp và một ông già, anh hoàn toàn đang ở trong thế yếu. He he, tên nhóc con, Vân còn không biết thế nào là lợi hại sao. Vương Quân nở một nụ cười hắc ám, để giả bộ lên mặt trước mặt người khác, ông ta đã xắn tay áo, muốn lao đến dạy dỗ Hoàng Thiên một trận. Ông chủ, không được ra tay. Vào lúc này một trong những tên tay sai đi cùng đột nhiên nắm lấy tay ông ta, vội vàng nói. Vương Quân lặng người, trợn mặt đầy kiêu ngạo nói. Mày làm cái quái gì vậy? Sao lại không được ra tay? Anh ta, hình như anh ta là anh Thiên. Tên tay sai chỉ vào Hoàng Thiên, hạ giọng nói. Anh Thiên sao, anh Thiên nào? Vương Quân cũng không dám láo sực nữa, ông ta phải tìm hiểu rõ ràng mới được.
Em tận mắt nhìn thấy Tiêu Văn Hạ gọi anh ta là anh Thiên, còn anh ta làm gì thì em cũng không biết. Tên tay sai nói với Vương Quân. Chuyện này, Vương Qua Ẩn vừa nghe xong, lập tức há hốc mồm. Mặc dù ông ta không biết anh Thiên là ai, nhưng nhắc đến Tiêu Văn Hạ, thì ông ta quá rõ ràng rồi. Cho ông ta gấp 100 lần lòng dũng cảm, cũng không dám gây sự với Tiêu Văn Hạ, như vậy liệu còn sống nỗi sao? Đến Tiêu Văn Hạ còn phải gọi anh ta là anh Thiên, có thể thấy anh ta không phải là người đơn giản. Nghĩ đến đây, Vương Quân liền cảm thấy sợ hãi, đứng im ở đó nhìn Hoàng Thiên như một kẻ ngốc, không dám tiếp tục ra tay. Anh Quân, sao anh lặng người ra vậy? Mau dạy dỗ tên nhóc này để giúp em xả giận đi chứ. Người phụ nữ lắc tay Vương Quân thúc giục. Không được rồi, tên nhóc con này rất có quyền lực, không thể ra tay bừa bãi được. Vương Quân nhẹ giọng nói với người phụ nữ. Người phụ nữ nghe xong, lập tức cảm thấy không hài lòng. Hừm, không phải anh nói anh quen dòng họ nhà Matsushima sao? Còn nói dòng họ nhà Matsushima rất mạnh, ở thành phố Bắc Ninh này anh không sợ ai cả, tại sao bây giờ lại sợ hãi vậy rồi? Người phụ nữ không hài lòng hậm hực hỏi. Sắc mặt Vương Quân tái xanh, ông ta thật sự muốn cho người phụ nữ này vài cái bạt tai. Dòng họ nhà Matsushima, có thể mang ra nói bừa bãi sao? Dòng họ này đến từ Torokuni rất đáng sợ, nếu nhắc đến bừa bãi có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô cầm miệng vào cho tôi. Vương Quân tức giận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này, ám chỉ bà ta không nên tiếp tục nói. Người phụ nữ này làm sao biết được ở đây nguy hiểm thế nào? Bà ta chỉ từng nghe thấy Vương Quân khoe khoang, nói ông ta với dòng họ Matsushima rất thân thiết, sau này có thể thoải mái đi lại ở thành phố Bắc Ninh. Nếu không phải như vậy thì người phụ nữ này đã không kiêu ngạo vinh vinh váo váo như thế. Tại sao anh phải sợ họ chứ? Không phải như anh đã từng nói với tôi sao? Lẽ nào là anh nói dối? Người phụ nữ lớn tiếng quát lên, con mẹ mày câm mồm vào cho tao. Vương Quân vô cùng tức giận quát người phụ nữ, ông ta tức giận muốn đánh người phụ nữ này một trận. Khi người phụ nữ này nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của Vương Quân, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không dám nói lại lời nào. Nhưng Hoàng Thiên ở bên cạnh đã nghe thấy rõ ràng. Dòng họ Matsushima. Trong đầu Hoàng Thiên lập tức xuất hiện một người. Đó là khu vực ngoại thành của huyện Hoàng Hà, đã gặp Matsushima Chiro. Matsushima Chiro này là do Sử Chính Tưởng mời tới, cũng là người có bản lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Thiên khiến cho không cử động được. Cậu à! Tôi nghĩ chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm thôi, bỏ đi nhé, chúng tôi xin phép. Đi trước. Vương Quân mỉm cười gật đầu nói với Hoàng Thiên, đưa người phụ nữ lên xe đi khỏi đây. Nếu là trước đây, Hoàng Thiên sẽ bỏ qua cho khỏi phiền, để cho bọn họ đi. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên không thể để cho Vương Quân đi dễ dàng như vậy được. Ông Quân, tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói với ông đừng vội đi. Hoàng Thiên đứng ở đó mỉm cười nhìn Vương Quân. Tuy nhiên trong mắt của Vương Quân, nụ cười đó của Hoàng Thiên có chút kỳ lạ, khiến ông ta trở nên hoảng sợ. Không phải chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi sao, không còn chuyện gì để nói. Vương Quân thật sự có chút lo lắng, lúc này ông ta đang nói lắp. Nhìn thấy Vương Quân sắc mặt thay đổi như vậy, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được vấn đề của tên này thực sự không hề nhỏ. Để Vương Quân ở lại, Hoàng Thiên cũng không muốn chỉnh đốn lại ông ta, chỉ là anh có chút quan tâm tới dòng họ Matsushima này. Tôi bảo ông ở lại thì ông cứ ở lại đi, tiếc gì lời nói chứ. Sắc mặt Hoàng Thiên u ám, giọng điệu có chút không thoải mái. Vương Quân thấy Hoàng Thiên giữ ông ta ở lại như vậy, trong lòng ông ta có chút hoảng sợ. Chết tiệt, tên họ Hoàng này có ý gì đây? Lẽ nào muốn chỉnh đốn mình sao? Hừm, ở lại hay không là do tôi, cậu quản được sao? Vương Quân cũng không còn nể Hoàng Thiên nữa, quay người định rời khỏi đây. Hoàng Thiên đi về phía trước vài bước. Trong chốc lát đã nắm lấy cổ tay của Vương Quân. Tôi không cho ông đi, thì ông đi được sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Tôi không ngờ cậu lại quen biết với Tiêu Văn Hạ, cậu cũng khá lắm. Vương Quân cảm thấy khó chịu, mắng lại Hoàng Thiên. Vừa muốn rút tay ra khỏi tay Hoàng Thiên, không ngờ đôi tay của Hoàng Thiên cầm quá mạnh, dù bây giờ Vương Quân rất muốn nhưng cũng không thể nào rút tay ra được. Ngay sau đó, Vương Quân cảm nhận được cơn đau ở cổ tay đến sắp không chịu đựng nổi. À, cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vương Quân trợn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên hỏi. Tôi đã nói rồi, ông chưa thể đi được. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói rõ. Vương Quân cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm đã biết như này, thì sẽ không đến đây gây sự như này. Hai tên tay sai đi theo đã bị Tiêu Văn Hạ dọa cho sợ hãi, chắc chắn sẽ không dám động đến tên họ Hoàng này.
Hơn nữa tên họ Hoàng này lại mạnh như vậy, nhất định là một người rất đáng sợ, mình chắc chắn không phải đối thủ của anh ta. Nghĩ đến đây, cuối cùng ông ta cũng không còn cách nào khác. Được rồi, này cậu, tôi ở lại được chưa? Vương Quân nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt đầy cay đắng. Hoàng Thiên mỉm cười, cũng không làm khó Vương Quân nữa, lúc này liền bỏ cổ tay ông ta ra. Vậy là được rồi, để bọn họ đi hết đi, ông lên xe của tôi. Hoàng Thiên nói với Vương Quân, nét mặt Vương Quân rất khó coi, vây tay và ra hiệu cho hai tên tay sai của mình lái xe của ông ta về trước. Cô cũng mau về đi, không có chuyện gì thì đừng có gây rối, tôi đã bị cô hại chết rồi. Vương Quân gần như tức giận nói với người phụ nữ. Người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề, trong ấn tượng của bà ta, Vương Quân là một người rất tài giỏi, nhưng hôm nay lại bị mất mặt rồi. Có thể thấy đối phương là người không hề đơn giản. Người phụ nữ nghĩ đến đây, bà ta cũng biết mình đang gặp phải chuyện lớn rồi, vội vàng bỏ chạy. Hoàng Thiên cũng không gây khó dễ cho người phụ nữ này, bây giờ anh chỉ muốn hỏi Vương Quân về chuyện liên quan đến dòng họ Matsushima là như thế nào. Sau khi dẫn Vương Quân lên xe, Hoàng Thiên lái xe đi khỏi đây. Vương Quân ngồi trên xe của Hoàng Thiên mà trong lòng vô cùng lo lắng. Ông ta cũng không biết tại sao Hoàng Thiên lại đưa ông ta đi, vì vậy bắt đầu nghĩ linh tinh. Hoàng Thiên lái xe đến một quán trà yên tĩnh, sau đó dẫn Vương Quân đi vào. Ngồi trong một phòng riêng, Hoàng Thiên và Vương Quân ngồi đối diện với nhau. Nói đi, ông biết dòng tộc Matsushima đó sao? Chuyện đó là như thế nào? Hoàng Thiên đi thẳng vào vấn đề và hỏi Vương Quân. Lúc này khắp người Hoàng Thiên toát ra một luồng khí ớn lạnh. Đây chính là một loại phong thái được toát ra từ trên người anh, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào, nhưng lại khiến cho người khác có thể cảm nhận được. Loại không khí ớn lạnh này không phải do Hoàng Thiên dồn hết sức để tạo ra, mà ngay lúc này trên người anh và trong xương cốt của anh đã mang theo loại này. Vương Quân ngồi trước mặt Hoàng Thiên, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng. Đối với Hoàng Thiên, Vương Quân vẫn rất sợ hãi, ông ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên. Cậu Thiên, tôi với dòng họ Matsushima kia thật sự không có bất cứ quan hệ gì, xin cậu đừng hiểu nhầm. Vương Quân cẩn thận nói với Hoàng Thiên. Hết lần này đến lần khác liếc nhìn qua vẻ mặt của Hoàng Thiên, vì sợ sẽ là Hoàng Thiên nổi giận. Hoàng Thiên cũng không hề dễ nổi giận như vậy, nhưng đương nhiên anh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Vương Quân. Quan sát sắc mặt, Hoàng Thiên có thể nhìn ra là Vương Quân đang nói dối. Bởi vì sắc mặt của ông ta liên tục thay đổi, thoạt nhìn có thể nhận ra trong lòng ông ta đang giấu giếm điều gì đó. Ông có dám nói lại một lần nữa không? Ông và dòng họ Matsushima kia có thật sự là không có quan hệ gì không? Giọng nói của Hoàng Thiên lạnh lùng vang lên, hỏi lại Vương Quân. Toàn thân Vương Quân khẽ run lên, ông ta nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy Hoàng Thiên có thể lật tẩy ông ta bất cứ lúc nào. Được rồi cậu Thiên, tôi sẽ nói thật với cậu, thật ra tôi đã làm việc cho dòng họ Matsushima, gần đây dòng họ Matsushima có mở một công ty chi nhánh ở thành phố Bắc Ninh, tôi trở thành phó tổng giám đốc ở đó. Vương Quân cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Phó tổng giám đốc sao? Vị trí đúng là không hề thấp. Hoàng Thiên mỉm cười lạnh lùng nói. Vương Quân cũng không biết tại sao Hoàng Thiên lại có hứng thú với dòng họ Matsushima, thấy Hoàng Thiên không hỏi tiếp gì nữa, ông ta cũng không nói gì nữa. Công ty chi nhánh mà dòng họ Matsushima mới mở đó, tên là gì? Sau khi Hoàng Thiên im lặng một lúc thì quay qua hỏi Vương Quân. Tên là Thực nghiệp Taisho, công ty này mới được thành lập hơn 3 tháng. Vương Quân nói, Hoàng Thiên phớt lờ câu trả lời của Vương Quân. Đứng dậy rời khỏi quán trà. Đối với Hoàng Thiên mà nói, dòng họ này không hề đụng chạm gì tới anh cũng không muốn đi tìm hiểu về dòng họ này. Tuy nhiên, vì đã khiến cho Matsushima Chiro không cử động được, nên coi như có mối hận thù với dòng họ này, Hoàng Thiên nghĩ rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Vì vậy anh mới quan tâm đến dòng họ Matsushima như vậy. Sau khi bước ra từ quán trà, Hoàng Thiên liền lái xe về nhà. Khi sắp về đến nhà, bất ngờ có một chiếc xe taxi dừng trước đầu xe của anh và chặn đường. Lái xe kiểu gì vậy? Hoàng Thiên có chút tức giận, vừa định xoay người đi thì thấy trên xe taxi có một người con gái rất xinh đẹp. Không phải ai khác, chính là Đinh Ngọc Kiều. Đây gọi là cuộc gặp gỡ tình cờ, chính Hoàng Thiên cũng không thể tin được. Rất rõ ràng, Đinh Ngọc Kiều này đã đi theo anh. Cô gái này, vẫn bám theo không rời. Trong lòng Hoàng Thiên có một chút hỗn loạn, nói chung bị một người phụ nữ như này nhìn chằm chằm. Hoàng Thiên cảm thấy rất phiền phức. Kinh khủng nhất là ngày trước lúc ở khu vui chơi Thủy An, Đinh Ngọc Kiều đã tỏ tình với Hoàng Thiên, điều này khiến anh vô cùng đau đầu. Anh Thiên, anh đang đi đâu đó?
Sau khi Đinh Ngọc Kiều bước xuống xe, cô ta vặn vẹo eo đi đến cạnh xe của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không còn cách nào khác nhìn Đinh Ngọc Kiều, nói, này cô Kiều, đừng nói với tôi là cô liên tục theo dõi tôi đó nhé. Ha ha, anh Thiên, anh đã trách nhầm tôi rồi, tôi nào có theo dõi anh chứ, chỉ là để ý tới anh nhiều hơn thôi. Đinh Ngọc Kiều mỉm cười, sau đó quay sang nói với Hoàng Thiên, có thể cho tôi lên xe của anh không? Cô đừng lên nữa, tôi chuẩn bị về nhà rồi. Hoàng Thiên lập tức từ chối cô ta, cho tôi lên xe đi mà, tôi muốn nói chuyện với anh. Đinh Ngọc Kiều chớp mắt với Hoàng Thiên, cô ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Hơn nữa Hoàng Thiên luôn tỏ ra không quan tâm tới cô ta, điều này cũng khiến cô ta không muốn chịu thua. Với ngoại hình này của cô ta, trước giờ cô ta chưa bị người đàn ông nào từ chối như vậy. Hoàng Thiên thật sự bị cô ta làm cho khó chịu, lúc này anh lạnh lùng nói, cô Kiều, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cô là người đã có bạn trai, tôi cũng là người đã có vợ, hy vọng cô đừng đến làm phiền tôi nữa có được không? Được cái gì chứ, anh từ chối như vậy, cho dù thế nào thì tôi cũng đã có ý tốt với anh không để cho tôi còn lại chút mặt mũi nào sao? Nét mặt Đinh Ngọc Kiều tỏ ra vẻ không vui, hỏi lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói nên lời, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục vướng víu vào Đinh Ngọc Kiều thì cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Hoàng Thiên không nói gì nữa, chuẩn bị lái xe đi khỏi đây. Cô ta ở kia, mau lên, bắt lấy cô ta lại. Qua mấy con phố để tìm cô ta rồi, cuối cùng cũng tìm được. Lên xe, lúc này, ba người đàn ông mặc vest đang hớt hải chạy đến phía Đinh Ngọc Kiều. Ba người đàn ông mặc vest này mỗi người đều cầm một cái cuốc trên tay, trông bộ dạng của tất cả đều rất hung dữ. Nhìn thấy ba người đàn ông đang lao tới, sắc mặt của Đinh Ngọc Kiều lập tức thay đổi. Vội vàng đập vào cửa kính xe của Hoàng Thiên, anh Thiên, mau mở cửa xe đi, nếu không tôi sẽ chết chắc đó. Đinh Ngọc Kiều lo lắng hét lên, Hoàng Thiên cũng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này, anh cũng không kịp nghĩ, mở cửa ra cho Đinh Ngọc Kiều lên xe. Cũng không thể nhìn cô ta bị người khác đánh đập, mau lên xe, Hoàng Thiên gọi Đinh Ngọc Kiều. Đinh Ngọc Kiều nhanh chóng leo lên xe của Hoàng Thiên, mau lái xe đi, mau lái xe, đám người kia sắp đuổi đến rồi. Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Ba người đàn ông mặc vest kia, anh thật sự không hề để tâm. Có điều anh cũng không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy anh đập ga và phóng xe đi thật nhanh, dẫn theo Đinh Ngọc Kiều rời khỏi đây. Cho đến khi lái xe qua vài con phố, cảm thấy ba người đàn ông mặc áo vest đó đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau rồi, lúc này Hoàng Thiên mới cho xe dừng lại bên đường. Nhìn sang Đinh Ngọc Kiều, trên mặt cô ta đã không còn vẻ sợ hãi nữa, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Anh Thiên! Tôi biết anh là người vẫn biết quan tâm đến người khác mà. Đinh Ngọc Kiều mỉm cười nhìn sang Hoàng Thiên. Được rồi, bây giờ cô cũng không còn nguy hiểm gì nữa, mau xuống xe đi. Hoàng Thiên liền nói với Đinh Ngọc Kiều, không muốn gặp lại cô ta. Hừ, anh cứ ở đây giả bộ chân chính đi, đợi lát nữa tôi sẽ cho anh mất mặt. Đinh Ngọc Kiều nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, trong lòng cảm thấy tức giận. Có điều cô ta không hề để lộ ra nét mặt, sắc mặt cô ta vẫn tràn đầy sự vui vẻ. Anh Thiên à, anh có thể đưa tôi về chỗ ở được không? Đinh Ngọc Kiều suy nghĩ một chút, rồi cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn Đinh Ngọc Kiều không nói gì, anh cũng không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Vẫn muốn lặp lại lần nữa sao? Đến chỗ ở của cô rồi đẩy tôi vào, sau đó nói tôi bắt nạt cô. Hoàng Thiên hỏi lại một loạt câu hỏi, anh nghĩ rằng tình huống này rất có thể sẽ xảy ra. Đinh Ngọc Kiều sửng sốt, trong lòng nghĩ tên họ Hoàng này có tính đề phòng cao. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại cười khẩy thành tiếng rồi nói, sao anh lại nghĩ tôi là VN loại người đó chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi là sợ ba tên đàn ông đó lại đến tìm tôi, nếu bị bọn họ bắt được tôi sẽ chết chắc. Ba người đàn ông đó làm gì vậy, sao họ lại muốn bắt cô? Hoàng Thiên nghi ngờ hỏi Đinh Ngọc Kiều, kẻ thù, được rồi anh Thiên, giúp người thì giúp cho chót đi chứ, đưa tôi về chỗ ở được không? Đinh Ngọc Kiều nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên tha thiết cầu xin. Chở cô ta một lần thì cũng chẳng sao cả. Có điều Hoàng Thiên hiểu rõ, Đinh Ngọc Kiều này dính như keo, bị cô ta dây vào là không tốt rồi. Lẽ nào anh nhất định phải nhìn thấy tôi bị ba tên kia bắt được sao? Bọn họ có khả năng ghê gớm lắm đấy, nói không chừng sắp tìm được tôi rồi. Đinh Ngọc Kiều vừa mang theo vẻ lo lắng vừa tội nghiệp nói với Hoàng Thiên. Được rồi, sợ cô. Hoàng Thiên thật sự hết cách, thầm nghĩ dù sao cứ đưa cô ta về chỗ ở, bản thân không xuống xe thì cô ta ăn thịt người được chắc. Hi hi. Tôi chỉ đường cho anh nhé. Đinh Ngọc Kiều cười vui vẻ, chỉ đường cho Hoàng Thiên. Rất nhanh. Hoàng Thiên lái xe đưa Đinh Ngọc Kiều tới trước cửa một khách sạn không nổi bật lắm. Nhìn qua khách sạn này một chút, trong lòng Hoàng Thiên rất hồ nghi. Nhà Đinh Ngọc Kiều rất giàu,
Sao ở ngoài lại thuê kiểu khách sạn như thế này? Hai, tôi cũng chẳng định ở lại thành phố Bắc Ninh này lâu, giờ tôi chuẩn bị đi rồi. Anh Thiên à, anh có thể vào giúp tôi lấy hành lý được không? Ninh Ngọc Kiều cứ trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, bày ra một dáng vẻ rất thành khẩn. Có điều trong mắt Hoàng Thiên chút trò vặt vãnh của cô ta quá tệ rồi. Hoàng Thiên biết thừa hai tiếng trước Ninh Ngọc Kiều tới thành phố Bắc Ninh. Lần này cô ta tới đưa theo cả xe vận tải, đưa cá voi trắng đến. Vừa tới thành phố Bắc Ninh, sao mà cô ta có thời gian thuê phòng ở khách sạn này? Hơn nữa, cũng chẳng phải tới Bắc Ninh để du lịch nghỉ dưỡng, lấy đâu ra lắm hành lý. Lời nói dối này cũng tệ hại quá, Hoàng Thiên nghe mà muốn cười. Có điều thấy Đinh Ngọc Kiều bỏ công diễn xuất như vậy, Hoàng Thiên lại thật sự muốn xem thử cô ta muốn thế nào. Vậy cũng được, tôi vào khách sạn cầm giúp cô. Vừa nghe Hoàng Thiên đồng ý, trong lòng Đinh Ngọc Kiều vui vẻ hẳn. Hừm, tên họ Hoàng này cũng có lúc sơ ý cơ đấy. Cũng có thể anh ta đã nhìn ra sơ hở, muốn vờ không biết gì để vào phòng chiếm chút lợi ích của bản cô nương đây. Ninh Ngọc Kiều cười khẩy trong lòng, nghĩ tới mấy việc này cô ta rất đắc ý. Vậy thì cảm ơn anh Thiên nhiều lắm, chúng ta vào nhanh đi. Ninh Ngọc Kiều nở nụ cười hài lòng, đi song song với Hoàng Thiên vào trong khách sạn. Nói là khách sạn chỉ bằng nói là nhà nghỉ nhỏ, ánh sáng bên trong còn chẳng ra sao cả, ngập tràn mùi kỳ quái. Trông thấy hoàn cảnh thế này Hoàng Thiên càng buồn cười hơn. Ninh Ngọc Kiều này diễn cũng giả chân, cô ta tìm tới một nhà nghỉ có vẻ giống khách sạn quá nhỉ. Ông chủ của nhà nghỉ là một người hơn 40, trên mặt có vết sẹo trông rất khiếp vía. Trông thấy Hoàng Thiên và Đinh Ngọc Kiều vào, ông chủ mặt có sẹo này chỉ ngước mắt nhìn một hồi, cũng chẳng nói lời nào. Ninh Ngọc Kiều cũng không nói chuyện với ông chủ này, dẫn theo Hoàng Thiên lên tầng 2. Cô Kiều, cô đúng là chịu khổ giỏi đấy, hoàn cảnh thế này mà cô cũng ở được. Hoàng Thiên cười khẩy, đột nhiên hỏi Đinh Ngọc Kiều. Tôi vừa tới thành phố Bắc Ninh cũng không hiểu rõ chỗ này lắm. Lúc đặt phòng xong mới biết hoàn cảnh chỗ này đúng là tệ hại thật. Ninh Ngọc Kiều vừa đi lên lầu vừa nói. Nhìn thấy dáng vẻ vờ vịt như thật của Ninh Ngọc Kiều, Hoàng Thiên không khỏi cười nhạt, không nói gì nữa. Ninh Ngọc Kiều mở cửa phòng ra, nói với Hoàng Thiên, anh Thiên mời vào. Giọng điệu không còn yểu điệu như trước, trong ánh mắt Ninh Ngọc Kiều hiện ra một sự hiểm ác khó mà nhận thấy. Có điều Hoàng Thiên vẫn bắt ngay được khoảnh khắc đó. Với Hoàng Thiên mà nói chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây người ta gọi là người tài thì gan lớn, Hoàng Thiên còn muốn xem thử Đinh Ngọc Kiều này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Thấy Hoàng Thiên đi vào phòng, Đinh Ngọc Kiều đóng ẩm cửa lại. Lúc này Đinh Ngọc Kiều khoát tay, tựa trên cửa nhìn Hoàng Thiên cười đều. Hoàng Thiên nhìn lướt qua trong phòng, chỉ thấy trên cái giường lớn trong phòng có một người đàn ông tầm 27, 28 tuổi. Đằng sau người đàn ông này còn có một ba người nam mặc Âu phục đứng song song. Ba người nãy mỗi người đều cầm trong tay một cái cuốc, chính là ba người vừa nãy muốn bắt Đinh Ngọc Kiều. Hoàng Thiên vẫn khá bất ngờ, tuy rằng sớm biết Đinh Ngọc Kiều sẽ gây sự nhưng không ngờ trong phòng lại có ba người mặc Âu phục này. Quay đầu nhìn Đinh Ngọc Kiều một lát chỉ thấy Đinh Ngọc Kiều nở nụ cười khẩy. Hoàng Thiên chợt hiểu ra ba người nam mặc Âu phục này là cùng một phe với Đinh Ngọc Kiều. Vừa nãy đuổi giết Đinh Ngọc Kiều ở trên đường chỉ là diễn kịch thôi. Cô Kiều, cô đúng là lợi hại thật, đúng là mời được anh Thiên tới đây rồi. Đúng lúc này người đàn ông trẻ ngồi trên giường mở miệng, có điều tiếng phổ thông nói không chuẩn lắm, rất là trúc chắc. Ha ha, anh Dero quá khen rồi. Ninh Ngọc Kiều cười ha ha, nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên giường với vẻ lấy lòng. Người thanh niên trẻ phủi phủi bụi trên quần áo, lúc này mới đứng lên. Người thanh niên lại gần Hoàng Thiên, soi xét anh một lượt cẩn thận. Ninh Ngọc Kiều thấy cảnh này, cô ta âm thầm cười nhạt từng hồi. Thầm nghĩ Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, chẳng phải anh ngông nghênh lắm sao, không phải anh chặt đứt hết tay chân của người yêu tôi sao? Hôm nay tôi phải bắt anh trả cái giá thật lớn. Người đàn ông trẻ tuổi tên Matsushima Dero, là anh trai ruột của Matsushima Chiro, đều là người của nước Nhật. Lúc ở khu vui chơi Thủy An, Đinh Ngọc Kiều không thể dụ Hoàng Thiên mắc câu nên đã gọi điện thoại cho bạn trai Lý Diệc Bình, hỏi thử bước tiếp theo nên làm gì. Lý Diệc Bình đưa ra chủ ý cho cô ta. Bảo cô ta tới công ty thực nghiệp Taiso ở thành phố Bắc Ninh, tìm Matsushima Dero hỗ trợ, đối phó với Hoàng Thiên. Dù sao Matsushima Chiro từng bị Hoàng Thiên hành cho rất thảm, bây giờ Matsushima Chiro và Lý Diệc Bình ở cùng một phòng bệnh, nên nghe được Matsushima M. Chiro nói Matsushima Dero đang ở thành phố Bắc Ninh. Vì vậy Lý Diệc Bình mới đưa ngay chủ ý đó cho Đinh Ngọc Kiều, anh ta cảm thấy chỉ cần dùng người của họ Matsushima ra tay, nhất định có thể hành hạ Hoàng Thiên thê thảm. Ha ha. Đinh Ngọc Kiều, cô phí bao nhiêu công sức như vậy chỉ để lừa tôi tới đây vậy? Hoàng Thiên cười gằn,
quay đầu hỏi Đinh Ngọc Kiều. Trên mặt Đinh Ngọc Kiều không còn sự tươi cười mà ngược lại là sự hung ác. Hừm, Hoàng Thiên, anh đúng là ngông nghênh quá đấy. Sắp chết tới nơi rồi mà còn dám cuồng loạn như vậy. Đinh Ngọc Kiều hừ một tiếng, nhìn Hoàng Thiên chằm chằm. Cô cho là gọi được người của họ Matsushima tới là có thể đối phó được tôi. Hoàng Thiên cười khẩy nói. Đinh Ngọc Kiều tức tới mức dựng cả lông mày, cô ta muốn trông thấy nhất là Hoàng Thiên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, chí ít, Hoàng Thiên cũng phải nói chuyện xuống nước. Nhưng mà không ngờ Hoàng Thiên chỉ có một thân một mình vẫn không sợ hãi chút nào, vẫn còn cười được. Lẽ nào anh ta thật sự không sợ chết? Tôi biết Hoàng Thiên anh thật sự có tài. Hôm đó ở ngoại ô huyện Hoàng Hà, nhiều người như vậy cũng không làm gì được anh. Đinh Ngọc Kiều híp mắt nhìn Hoàng Thiên chằm chằm rồi nói. Nếu biết, cô còn dùng chiêu này với tôi. Đưa ban tên vô dụng này tới, có ích không? Hoàng Thiên cười gằn nói. Ha ha, chỉ sợ anh không biết, anh Matsushima lợi hại thế nào. Đinh Ngọc Kiều trừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi quát lên. Trông thấy dáng vẻ này của Đinh Ngọc Kiều, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy vô cùng buồn cười. Cũng không biết cô ta lấy dũng khí đâu ra mà nói câu này, lẽ nào cũng vì quá tin tưởng năng lực của Matsushima Dero. Tuy rằng Hoàng Thiên hoàn toàn không có sự sợ hãi nhưng anh cũng có thể cảm nhận được. Năng lực của Matsushima Dero này cũng rất mạnh. Còn về ba tên tay cầm quốc kia, Hoàng Thiên liếc mắt một cái nhìn ra ngay, chỉ là trình độ của bọn lưu manh đầu đường, không đáng lo. Làm sao, sợ rồi à? Vậy thì mau chóng quỳ gõi dưới chân anh Matsushima đi, cầu xin anh ấy tha cho anh, ha ha. Đinh Ngọc Kiều khoát tay, nở nụ cười ha ha khiến người ta phát bực với Hoàng Thiên. Sau khi Matsushima Dero nghe thấy Đinh Ngọc Kiều nói vậy cũng cười rất đắc chỉ. Dù sao Đinh Ngọc Kiều cũng là cô gái trẻ xinh đẹp, Matsushima Dero thấy lời khích lệ của cô ta rất có ích. Đúng vậy anh Thiên. Bây giờ tôi cho anh cơ hội, lập tức quỳ xuống xin lỗi với tôi, có khi tôi có thể tha cho anh một mạng. Matsushima Dero mở miệng nói chuyện, nhìn Hoàng Thiên chằm chằm với vẻ khinh khi. Không đợi Hoàng Thiên nói gì cả, Đinh Ngọc Kiều đã nói tiếp. Anh Dero, anh không thể tha cho Hoàng Thiên dễ vậy. Anh ta làm cho bạn trai và cha tôi đều bị thương. Mối thù này anh phải trả giúp tôi. Đinh Ngọc Kiều cắn răng gào lên. Ha ha, cô Kiều đừng nóng quá. Matsushima Dero lại nở nụ cười rất hả hê, nói xong câu này, anh ta lại tới gần Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, tôi nghe nói anh là một người rất có năng lực, hơn nữa khu vui chơi thủy anh ở thành phố Bắc Ninh cũng là của anh, đúng không? Matsushima cười ha hả hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Matsushima Dero, cái gương mặt này khiến Hoàng Thiên không hề thoải mái. Rất muốn tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Có điều Hoàng Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, anh muốn xem thử Matsushima Dero muốn làm gì. Không sai, công viên nước là của tôi, anh muốn nói gì? Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh, hỏi Matsushima Dero. Chuyện này, trong lòng Matsushima Dero hơi rén, bởi anh ta phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Thiên khá là đáng sợ. Nghĩ tới em trai Matsushima Chiro của mình cũng là thua trong tay Hoàng Thiên. Matsushima Dero dần dần thu lại sự xem nhẹ với Hoàng Thiên. Anh Dero, anh luyên thuyên gì với thằng nhóc đó vậy? Cho dù nó có năng lực thì sao? Ở trước mặt họ Matsushima, chẳng phải cũng phải quỳ sao? Một tên mặc Âu phục không nhịn được mà gào lên phía sau Matsushima Dero. Matsushima Dero quay đầu lại lườm tên mặc đồ Âu một cái, ra hiệu anh ta đừng có quấy rối. Tên mặc Âu phục lập tức im ngay, anh ta rất sợ Matsushima Dero này. Anh Hoàng Thiên, tôi muốn nói chuyện với anh, chỉ cần anh chuyển nhượng khu vui chơi Thủy An cho tôi với giá rẻ, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Matsushima Dero cười rất đề tiện, không nhanh không chậm nói với Hoàng Thiên. Giờ Hoàng Thiên mới hiểu ra, làm loạn nửa ngày, Matsushima Dero này chỉ là nhằm vào khu vui chơi Thủy An. Khu vui chơi Thủy An là Hoàng Thiên đầu tư 3.500 tỷ xây nên, bây giờ tình hình kinh doanh khá ổn, có thể nói một ngày thu được một đấu vàng. Con người đều hám lợi. Có lẽ Matsushima Dero này nhằm vào miếng thịt béo là khu vui chơi Thủy An nên mới có ý đồ xấu. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên cười khẩy, nói với Matsushima Dero, vậy anh nói thử xem muốn dùng bao tiền mua khu vui chơi Thủy An của tôi. Trong lòng Matsushima Dero vui vẻ, anh ta còn tưởng Hoàng Thiên sợ anh ta thật. Ha ha, anh Thiên đúng là thức thời. Như vậy đi, tôi ra giá 175 tỷ, anh chuyển nhượng khu vui chơi Thủy An cho tôi, vậy được chưa? Matsushima Dero mặt dày cười đều, nhìn thẳng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thiếu chút thì bật cười. Matsushima Dero này còn có thể ngu hơn chút không? Không phải đầu anh bị úng nước hay là bị cửa kẹp đấy chứ? Hoàng Thiên cười khẩy, nhìn Matsushima Dero hỏi. Nó nói vậy có ý gì?
Matsushima Dero nghe không hiểu, hỏi Đinh Ngọc Kiều. Anh ta nói đầu óc anh có vấn đề, ý là đang chửi anh đấy. Đinh Ngọc Kiều vội vã châm lửa ở phía sau Matsushima Dero. Khốn nạn, Hoàng Thiên, tao nói mày biết, tao biết mày làm em trai tao bị thương. Nếu như mày đồng ý điều kiện của tao, tao sẽ chỉ đánh mày một trận, không giết mày. Nếu không thì hậu quả mày tự chịu đi. Matsushima Dero trợn tròn mắt, tức giận ngút trời gào lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã biết tên này có định gì lúc này nên cũng lười phí thời gian với anh ta. Dero à, tôi khuyên anh nên nghe lời chút đi, nếu không sợ là anh còn thảm hơn em trai anh, biết chưa? Hoàng Thiên lạnh giọng nói, sau đó xoay người muốn rời khỏi đây. Dù sao Hoàng Thiên cũng ghét ra tay đánh nhau, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hoàng Thiên anh không muốn ra tay, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Matsushima Dero sao có thể buông tha Hoàng Thiên dễ dàng như vậy? Cho dù Đinh Ngọc Kiều không tới công ty thực nghiệp Taiso tìm, anh ta cũng sẽ tìm cơ hội bắt Hoàng Thiên. Mà hôm nay là cơ hội tuyệt vời, Đinh Ngọc Kiều đã lừa được Hoàng Thiên tới đây, hơn nữa Hoàng Thiên còn không đưa một ai theo cả. Đứng lại, mày đi được chắc, Matsushima Dero gào lên như con sói hoang, sau đó lao tới phía sau Hoàng Thiên. Tên này từng tập không thủ đạo, cũng có vài phần năng lực, bàn tay đưa lên đã nhắm ngay vào sau não Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm giác được gió ở sau đầu, anh không quay đầu lại, đạp một cước đẹp mắt ra sau. Matsushima Dero rên khẽ một tiếng. Bởi vì khoảng cách gần quá nên anh ta chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Thiên đá một cái trúng bụng. Lùi liên tiếp vài bước, Matsushima Dero ôm bụng với vẻ mặt không thể tin được. Tuy rằng đã sớm đoán được Hoàng Thiên rất mạnh nhưng không ngờ thực lực của Hoàng Thiên lại dữ dội như vậy. Anh Daiso, không sao chứ? Ba tên mặc đồ Âu xông lại, một tên trong đó hỏi han ân cần. Không sao, xông lên hết cho tôi, giữ Hoàng Thiên ở lại đây. Matsushima Dero cắn răng thấp giọng nói. Vâng, ba người mặc đồ Âu cùng vâng dạ, bọn họ đều là tay sai của Matsushima Dero, cũng là bảo vệ của công ty thực nghiệp Taiso. Matsushima Dero vừa ra lệnh, ba người liền hăng hái muốn lập công trước mặt Matsushima Dero. Nhưng kết quả có thể đoán được, ba người này vừa lao tới trước mặt Hoàng Thiên đều bị đẩy ngã nằm lên đất. Chẳng tới 5 giây, ba người mặc đồ Âu thậm chí còn không thấy rõ Hoàng Thiên ra tay như thế nào. Hoàng Thiên, mày đang tìm chết à? Matsushima Dero cắn răng gào lên. Anh ta đột nhiên nhảy vút lên, đạp một cái về phía Hoàng Thiên. Chiêu này dùng phương thức của không thủ đạo, cũng khá đẹp mắt, trước đây Matsushima Dero không ít lần dùng chiêu này đánh bại đối thủ. Nhưng lần này anh ta đen rồi, bởi vì đối thủ là cao thủ như Hoàng Thiên. Răng rắc, Matsushima Dero còn đang ở giữa không trung, cẳng chân đã gãy mất, đau tới mức kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Một cước của Hoàng Thiên đã đánh gãy cẳng chân Matsushima Dero. Thấy tên vô dụng này còn muốn giãy giụa bò dậy, cái chân lớn của Hoàng Thiên dẫm lên ngực của anh ta. Phụt! Matsushima Dero suýt bị Hoàng Thiên giẫm hộc máu, cảm giác hít thở cũng khó khăn, nằm bẹp trên đất với sặc mặt trắng bệch. Hơn nữa, còn bị gãy ống đồng, cơn đau dữ dội thực sự khiến anh ta không chịu nổi nữa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ba gã đàn ông mặc vest phía sau Matsushima Dero đều há hốc miệng kinh hãi. Mẹ ơi! Nhân vật ghê gớm như ngài Dero mà còn bị tên Hoàng Thiên đánh ra nông nỗi này ư. Ba gã đàn ông mặc vest đều sững sờ, vì trong lòng họ, Matsushima Dero là một cao thủ Karate Do, thường ngày ở công ty công nghiệp Matsushima, không ít lần anh ta thể hiện đẳng cấp trước các nhân viên. Nhưng một cao thủ Karate Do như thế mà lại bị Hoàng Thiên giẫm dưới chân, chưa kể còn để thua Hoàng Thiên chỉ với một chiêu. Ninh Ngọc Kiều cũng hoang mang, cô ta không dám tin những gì vừa trông thấy, cái miệng nhỏ nhắn há hốc. Lần này gài bẫy Hoàng Thiên, Đinh Ngọc Kiêu rất tự tin sẽ khiến cho Hoàng Thiên toi đời. Dù sao Matsushima Dero cũng lợi hại hơn hẳn em trai của anh ta, mà em trai Matsushima Chiro của anh ta cũng đủ lợi hại lắm rồi. Tuy Matsushima Chiro đã thua dưới tay Hoàng Thiên, nhưng Đinh Ngọc Kiều luôn một mực cho rằng đó chỉ là sự cố, xét về thực lực thì chưa chắc Hoàng Thiên đã là đối thủ của Matsushima Chiro. Nhưng giờ đây, Đinh Ngọc Kiêu không thể không đánh giá lại Hoàng Thiên từ đầu. Lúc này cô ta mới biết thực lực của Hoàng Thiên quả thực thâm sâu khó dò. Anh còn thở được không? Hoàng Thiên cười hờ hững, hỏi Matsushima Dero đang bị giã ấm dưới chân. Sắp chết ngạt đến nơi, nói còn không nên lời, làm sao mà hít thở được? Hỏi anh đấy, câm rồi à? Hoàng Thiên sa sầm mặt xuống, quát hỏi. Anh Thiên, anh Dero không nói được thành lời nữa rồi, anh thả anh ta ra trước đã. Lúc này Đinh Ngọc Kiều sát lại gần. Lắp ba lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay lại nhìn Đinh Ngọc Kiêu, thấy con nhỏ này vân cái điệu bộ tự mình cảm thấy là tốt đẹp,
Hoàng Thiên cũng cạn lời. Hôm nay gặp phải sự việc này đều là do một tay Đinh Ngọc Kiều gây ra, hiện giờ cô ta lại làm ra vẻ như người không hay biết gì vậy. Mặt đầy thế này cũng thật là hiếm có. Đinh Ngọc Kiều, da mặt cô có thể nào dày hơn được nữa không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Đinh Ngọc Kiều, nói giọng lạnh tanh. Đinh Ngọc Kiều không lấy gì làm bất ngờ, cô ta vẫn đang thấp thỏm không yên, nghĩ rằng cho dù Hoàng Thiên có đánh cô ta một trận tơi bời cũng hoàn toàn có khả năng. May mà Hoàng Thiên không đánh đập gì cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy may mắn. Anh Thiên, sao anh lại nói người ta như thế chứ? Da mặt Đinh Ngọc Kiều đích thực không dày bình thường, lúc này rồi mà vẫn đong đưa cánh tay Hoàng Thiên, điệu đà làm nũng. Hoàng Thiên thực sự đã chán ngấy cô gái này, anh giật mạnh ta thoát khỏi Đinh Ngọc Kiều. Thông thường, Hoàng Thiên tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô còn tới gây phiền hà cho tôi nữa, cô sẽ phải hối hận đấy. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia sắc lẹm, nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Kiều và nói. Hức, Đinh Ngọc Kiều giật thót, nào dám dở trò này ra với Hoàng Thiên một lần nữa. Cô ta vội vàng lùi lại. Hoàng Thiên nhìn xuống Matsushima Dero dưới chân, chỉ thấy mặt anh ta đã trắng bệch, chắc sắp ngạt thở đến nơi rồi. Cho đến khi Hoàng Thiên khẽ giảm lực chân cho thoải mái một chút, Matsushima Dero mới hít thở được một hơi, cuống cuồng hít lấy hít để. Được chừng mười mấy giây, Matsushima Dero xem như đã hít thở bình thường trở lại. Hoàng Thiên, mày. Matsushima Dero trợn tròn mắt, đã tức giận đến độ không nói được thành câu hoàn chỉnh. Thấy anh ta như vậy, Hoàng Thiên không khỏi mắc cười. Ha ha, anh muốn nói gì nào? Hoàng Thiên cười mỉa, hỏi Matsushima Dero. Thằng khốn, cha ca. Matsushima Dero nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Hoàng Thiên. Binh binh binh, Hoàng Thiên chẳng ngán gì Matsushima Dero, giơ chân dẫm thêm vài nhát lên ngực anh ta. Phụt. Phen này Matsushima Dero không chống chọi được nữa, miệng hộc ra một ngụm máu. Ba gã mặc vest khiếp đảm, bọn họ trợn mắt nhìn Matsushima Dero bị đánh đập mà không dám xông lên giúp đỡ. Dù sao đi nữa ba người họ có gộp lại cũng không bằng một cánh tay của Matsushima Dero. Mà ở trước mặt Hoàng Thiên thì ngay đến một chiêu Matsushima Dero cũng không đỡ được, huống hồ gì là ba người họ. Đinh Ngọc Kiều thấy vậy cũng ngây ra như trời trồng, tim đập loạn xạ, không dám hé răng nửa lời. Sau khi giẫm vài nhát, Hoàng Thiên phát hiện Matsushima Dero đã ngất lịm đi, lúc này mới buông tha. Cô tìm một tên ăn hại thế này mà muốn đối phó với Hoàng Thiên tôi. Hoàng Thiên ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn Đinh Ngọc Kiều đứng bên. Đinh Ngọc Kiều đỏ lưỡng hai tai, không phải là xấu hổ mà là vì sợ. Anh Thiên, đều tại tôi nhất thời ngu muội, anh đừng trách tôi nữa. Đinh Ngọc Kiều hốt hoảng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết, cô ta sợ bị trừng phạt nên mới nói như thế. Còn trong lòng cô ta thì không biết là hận anh đến thế nào rồi. Cô không cần phải liên tục nói dối. Thật ra từ thời khắc rời khỏi huyện Hoàng Hà, là cô đã miệt mài suy nghĩ xem phải đối phó với tôi thế nào, đúng không? Hoàng Thiên cười khẩy, hỏi Đinh Ngọc Kiều. Đinh Ngọc Kiều biết có lươn lẹo cũng vô ích, bèn gật đầu với Hoàng Thiên. Cô muốn trả thù cho cha và anh người yêu của mình, còn có thể nể tình tha thứ. Nhưng cô cũng phải nghĩ xem cha cô cùng người yêu cô đã đối đãi với tôi như thế nào, nếu như bọn họ không chọn cái chết thì liệu có kết cục như bây giờ hay không? Ánh mắt Hoàng Thiên sắc lạnh, hỏi Đinh Ngọc Kiều. Đinh Ngọc Kiều trầm ngâm không nói, dĩ nhiên cô ta hiểu rất rõ những lời Hoàng Thiên nói. Cô có thể đi được rồi, tốt nhất đừng để tôi phải gặp lại cô lần nữa. Hoàng Thiên phất tay với Đinh Ngọc Kiều, tỏ ý đuổi cô ta đi. Anh Thiên, cảm ơn anh đã tha cho tôi lần này, về sau tôi sẽ không bao giờ chống đối anh nữa. Lúc nói những lời này, Đinh Ngọc Kiều còn rơi nước mắt, bưng mặt chạy đi. Làm cho Hoàng Thiên ngây ra, anh thật không ngờ rằng Đinh Ngọc Kiều lại bật khóc. Anh Thiên, cậu đã thả cô Kiều đi rồi, cũng thả luôn cả chúng tôi với. Một gã mặc vest vẻ khúm núm bước tới, rụt rè hỏi Hoàng Thiên. Quỳ xuống, tự vả vào mặt mình 50 cái, các anh sẽ được phép đi. Hoàng Thiên thờ ơ đáp trả. Chuyện này, ba gã mặc vest đều thẫn thờ, lòng thầm mắng chửi Hoàng Thiên không tiếc lời. Mẹ kiếp, thằng họ Hoàng kia, cạn tàu giáo máng thật đấy. Sao, không đồng ý? Mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia lạnh băng, hỏi ba gã mặc. Đồng ý, chúng tôi quỳ. Một gã mặc vest trước tiên, anh ta không muốn gãy chân hộc máu như Matsushima Dero chút nào. Anh ta quỳ xuống bắt đầu tự vả mình, hai gã mặc vest còn lại cũng quỳ theo, làm đúng lời Hoàng Thiên nói, bắt đầu tự vả. Đồ vô tích sự, lũ lợn, nhìn ba gã mặc vest, Matsushima Dero không nhịn được cất tiếng chửi. Binh, Hoàng Thiên co chân dẫm vào mặt Matsushima Dero. Ôi á, Matsushima Dero đau ré lên, trừng mắt dữ tợn nhìn Hoàng Thiên. Anh mà có thích sự thì đã không đến mức bị đánh như con chó thế này.
Hoàng Thiên cười lạnh lùng, chỉ vào Matsushima Dero tiếp tục nói, về nói lại với dòng họ nhà anh, trước hoàng hôn ngày mai, tất cả cút hết khỏi thành phố Bắc Ninh, đừng lượn lờ trước mặt ông đây nữa. Nghe có hiểu không? Nói xong những lời này, Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Matsushima Dero. Thấy đôi tròng mắt của Matsushima Dero long sòng sọc, tức tối thở hổn hển, nhưng lại không nói được lời nào. Có thể là sợ hãi không dám lên tiếng, cũng có thể là tức không nói nên lời, Hoàng Thiên cũng không buồn đếm xỉa đến nữa, xoay người rời khỏi phòng khách sạn. Ông chủ của khách sạn đó vẫn mang bộ mặt như xác chết, ngồi đó nhìn Hoàng Thiên với vẻ lạnh tanh, không nói một lời. Hoàng Thiên cảm thấy ông chủ này khá kỳ quặc, nhưng cũng không bận tâm mà ra khỏi khách sạn luôn. Trên đường lái xe về nhà, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hôm nay, Hoàng Thiên tự biết rằng dòng họ Matsushima chắc chắn sẽ không buông xuôi tại đây. Rốt cuộc thì hai anh em nhà Matsushima đều bị thương nặng, và cả hai đều do Hoàng Thiên ra tay xử lý. Hoàng Thiên, anh về đấy à? Thấy Hoàng Thiên đã về, Lâm Ngọc An từ nhà bếp đi ra đón. Tình cảm của hai vợ chồng bây giờ mỗi lúc một mặn nồng, qua một thời gian nữa, là sẽ chào đón đứa con cưng của họ, đây là điều ai cũng chờ mong. Nhìn vào bụng vợ, Hoàng Thiên nở nụ cười hạnh phúc. Ngọc An, sau này đừng làm việc nhà nữa, em phải chú ý con của chúng mình chứ. Hoàng Thiên nắm chặt đôi bàn tay ngọc ngà của Lâm Ngọc An, cất giọng dịu dàng. Vì anh nhìn thấy Lâm Ngọc An từ phòng bếp đi ra, chắc chắn là vừa rồi đang nấu nướng. Ha ha, xem anh nói kìa, làm như em là đứa vô tích sự không bằng. Lâm Ngọc An khẽ cười, trong nụ cười đầy sự ngọt ngào. Nghe lời, dù gì trước nay cũng toàn là anh làm việc nhà, em cứ chăm sóc bản thân mình thật tốt là được rồi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng vòng tay ôm vợ, thương yêu vô bờ. Lâm Ngọc An hạnh phúc đắm chìm trong vòng tay của Hoàng Thiên, cô cảm thấy quyết định chính xác nhất trong cuộc đời này chính là lấy Hoàng Thiên làm chồng. Hai người ôm nhau một lúc rồi mới đi ăn cơm, nhưng đúng lúc này, chuông cửa lại reo lên. Hoàng Thiên ra mở cửa, không khỏi ngây ra một lúc, anh thấy Trương Lan Phượng đứng trước cửa, bên cạnh bà ta là Lâm Huỳnh Mai theo cùng. Trương Lan Phượng lúc này mặt mày hớn hở nhìn Hoàng Thiên và nói, con rể à, con ở nhà à. Hoàng Thiên nghĩ bụng nói thế chẳng thừa thãi ư. Mẹ, Huỳnh Mai, mau vào nhà đi. Hoàng Thiên vẫn rất khách sáo với Trương Lan Phượng, vội mời bà ta vào nhà. Với việc Trương Lan Phượng đột nhiên ghé chơi, Hoàng Thiên cảm thấy khá nghi ngờ, bởi Trương Lan Phượng là người mà không có việc không tới điện Tam Bảo, vô duyên vô cớ bà ta sẽ không đến gõ cửa. Lâm Ngọc An nghe tiếng cũng vội ra đón, chào hỏi Trương Lan Phượng. Ha ha, mẹ vui quá, sắp được bế cháu ngoại đến nơi rồi, ha ha. Trương Lan Phượng cười giả lả, tỏ ra rất vui vẻ. Kỳ thực Hoàng Thiên nhìn là hiểu, nụ cười của Trương Lan Phượng quá giả tạo, làm gì có chuyện bà ta vui mừng vì cháu ngoại. Quả đúng như điều Hoàng Thiên nghĩ, Trương Lan Phượng chẳng hề mong đợi bế cháu ngoại đến thế, bởi bà ta vẫn luôn ghét Hoàng Thiên, không đời nào lại yêu quý đứa con của Hoàng Thiên. Thế nhưng hiện tại đã biết thân phận của Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng chỉ muốn bòn rút lợi lộc từ chỗ anh. Chị, thường ngày chị phải chú ý cẩn thận vào, hi hi, em sắp lên chức gì rồi, thật vui quá. Lâm Huỳnh Mai cười tươi rói, cô thì thật lòng mừng cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Nghe vậy Lâm Ngọc An cũng cười bảo, chị biết rồi. Lần này mẹ đến, là muốn mượn con ít tiền. Cuối cùng Trương Lan Phượng không nhẫn nại được nữa, cười híp mắt nhìn Hoàng Thiên và nói. Gặp phải tình huống này Hoàng Thiên cảm thấy cạn lời, anh không hề bận tâm đến chuyện tiền bạc, cho dù có nuôi Trương Lan Phượng đến lúc qua thế giới bên kia cũng không có gì là to tát, dẫu sao bà ấy cũng là mẹ của vợ mình. Nhưng điều làm Hoàng Thiên thấy phản cảm nhất là cái nét ăn ở của Trương Lan Phượng. Mượn tiền, có mà mượn cái rắm, đã lần nào đem trả đâu. Mẹ, mẹ thiếu tiền cứ nói thẳng, con và Ngọc An đưa tiền cho mẹ, cũng có mong mẹ trả lại đâu. Hoàng Thiên chán nản nhìn Trương Lan Phượng và nói. Trương Lan Phượng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thì thầm mắng chửi Hoàng Thiên. Thằng khốn này, có mấy đồng tiền mà mày lên mặt à? Ôi, mẹ cũng ngại mà, cứ tiêu tiền của con và Ngọc An mãi, hi hi. Trương Lan Phượng giả bộ thở dài, rồi cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn nhìn thấy trò hề của bà ta thêm nữa, sự giả dối này, Hoàng Thiên nhìn mà mắc ói. Ngọc An, lấy cho mẹ ít tiền đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An rồi quay lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa. Ô hay, Trương Lan Phượng tức trợn mắt, bà ta cảm thấy càng ngày càng không bắt chẹt được Hoàng Thiên nữa rồi, thực sự là Hoàng Thiên đã khinh bỉ bà ta đến cực độ. Nhớ lại xưa kia, bà ta dẫm đạp Hoàng Thiên dưới chân, ở trước mặt bà ta Hoàng Thiên chẳng răm rắp ngoan ngoãn đấy là gì. Thế nhưng giờ đây, Hoàng Thiên không xem bà ta ra gì, xua bà ta đi như tống cổ kẻ ăn xin. Mẹ, mẹ thiếu bao nhiêu ạ? Lâm Ngọc An đem ví tiền ra,
Tuy cô cũng cảm thấy mẹ mình suốt ngày đến xin tiền là không hay nhưng dù sao chăng nữa đây cũng là mẹ mình, cô không thể bỏ mặc không quan tâm được. Ngọc An, mẹ nói với con cũng vô ích, con bảo Hoàng Thiên ra đây đi. Trương Lan Phượng tươi cười với Lâm Ngọc An, ra hiệu cho cô gọi Hoàng Thiên tới. Lâm Ngọc An khó xử nhìn về phía phòng ăn, cô khó mà mở miệng gọi Hoàng Thiên tới được, vì cô biết Hoàng Thiên còn rất ghét Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên đang dùng bữa, sau khi nghe thấy lời Trương Lan Phượng nói bèn bước ra. Con rể ạ, con đợi một lát rồi hãy ăn, lấy cho mẹ ít tiền cái đã. Trương Lan Phượng miệng thì cười mà lòng không cười, nụ cười rất gượng gạo. Ngọc An, em lấy cho mẹ đi. Hoàng Thiên bực bội, chủ yếu là do cảm thấy phiền hà. Cũng không biết hôm nay Trương Lan Phượng bị làm sao, trước đây thì lần nào cũng cầm tiền rồi đi mất. Mẹ, tóm lại là mẹ thiếu bao nhiêu ạ? Ở đây con có 70 triệu, mẹ cầm lấy tiêu tạm. Lâm Ngọc An rút từ trong ví ra 70 triệu tiền mặt, đưa cho Trương Lan Phượng. Trương Thụ Vân nhìn số tiền nhưng không cầm. Ngọc An, con số mẹ cần hơi lớn, con không quyết định được đâu. Trương Lan Phượng nói rồi, đưa mắt nhìn sang Hoàng Thiên, con rể à, mẹ nói thẳng luôn nhé, mẹ thiếu 3 tỷ rưỡi. Phụt! Hoàng Thiên suýt bật cười, chẳng trách mà Trương Lan Phượng nín nhịn hồi lâu không nói ra con số, rông dài mãi thì ra là lần này đánh một mẻ lớn à. Ha ha, mẹ cần nhiều tiền thế làm gì? Hoàng Thiên cười mỉa mai hỏi Trương Lan Phượng, mẹ lại nợ tiền người ta. Trương Lan Phượng chột dạ trả lời, bà ta nhìn Hoàng Thiên, thật sự sợ Hoàng Thiên trách mắng. Hoàng Thiên không còn gì để nói được nữa, trước đây Trương Lan Phượng đã từng đi vay mượn ở ngoài do đánh bài thua không ít lần, không biết lần này có phải lại là thua bài nữa hay không. Mẹ lại thua bài à? Lâm Ngọc An hết đỗi ngạc nhiên, cô cũng đem lòng oán trách Trương Lan Phượng, nhà có giàu đến mấy cũng không thể cứ ra ngoài chơi thua lỗ như thế được. Phải, giờ mẹ không dám về nhà nữa, ôi! Trương Lan Phượng thở dài thườn thượt, đúng đấy chị ạ, em với mẹ bây giờ không dám ở lại nhà mình nữa, đám người đòi nợ kia đáng sợ lắm. Lúc này Lâm Huỳnh Mai cũng kể với Lâm Ngọc An trong lo sợ. Cô vừa dứt lời, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Không phải gõ cửa mà phải nói là đập cửa mới đúng, người ở bên ngoài tưởng như muốn đá đổ cửa vậy. Nghe tiếng đạp cửa dữ dội, sắc mặt Hoàng Thiên tức thì xâm xuống. Nơi này là nhà của anh. Là căn nhà nhỏ ấm cúng của anh và Lâm Ngọc An mà lại có người dám chán sống, chạy đến tận đây gây rối như vậy. Lúc này Lâm Ngọc An cũng giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Dẫu sao Hoàng Thiên cũng đang có mặt ở nhà, cô không còn thấy sợ nữa. Hoàng Thiên bừng bừng lửa giận, lúc này là anh đang ở nhà, nếu như không có mặt ở nhà thì chẳng phải vợ anh sẽ sợ phát khiếp. Hơn nữa vợ anh còn đang mang thai, nếu bị hoảng loạn thì phải làm sao? Nghĩ đến đây. Cơn giận của Hoàng Thiên càng bùng cháy. Đến trước cửa, mở cửa nhà ra. Tức thì, bốn gã đàn ông bặm trợn, ai nấy trợn mắt hung hăng ngó nhìn trong phòng không lấy gì làm thiện chí. Các anh tìm ai? Hoàng Thiên hỏi lạnh tanh. Cút sang một bên, không có việc của mày. Một gã đầu to trong đám ngông nghênh cất tiếng, định xông vào nhà. Ba tên còn lại cũng hầm hè sắn tay ao đòi lao vào theo. Cút ra ngoài. Làm gì có chuyện Hoàng Thiên để họ vào trong? Anh giơ tay đẩy mạnh tên đầu to ra ngoài. Bịch, tên đầu to bị đẩy ngã huých xuống đất, cú ngã không hề nhẹ. Địch, mày dám động vào tao. Tên đầu to nổi giận tức thì, trợn tròn mắt quát lên với Hoàng Thiên. Con rể ngoan, chính bọn chúng đấy, bọn chúng hung dữ lắm. Trương Lan Phượng khiếp sợ hét lên, bà ta không thể ngờ rằng đám người đòi nợ này lại theo bà ta đến tận đây. Lâm Huỳnh Mai cũng hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy hồi hộp nhìn ra ngoài cửa. Mẹ! Huỳnh Mai, không việc gì phải sợ, có Hoàng Thiên đây rồi. Lâm Ngọc An trấn an Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Không sợ thế nào được, bọn này dữ tợn lắm, đe dọa giết mẹ nữa cơ mà. Ngọc An, con phải giúp mẹ với. Trương Lan Phượng nhì nhèo. Bà im ngay cho tôi, Hoàng Thiên ngoảnh đầu lại, mất kiên nhẫn quát Trương Lan Phượng. Ngay lập tức, mồm miệng Trương Lan Phượng méo sạch, bà ta không ngờ rằng mình cũng có ngày bị Hoàng Thiên quát mắng như vậy. Nhưng hiện tại chỉ biết trông cậy cả vào Hoàng Thiên. Nên Trương Lan Phượng cũng không dám lớn giọng cãi vã, buộc phải im thin thít. Mẹ kiếp, danh con thối tha, Trương Lan Phượng là gì của mày? Tên đầu to chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thiên, dở giọng chửi bới. Ha ha, đại ca, anh không nghe con mụ Trương Lan Phượng gọi thằng này là con rể à, bà ta là mẹ vợ của thằng ôn này đấy. Một tên đàn em của đầu to cười khoái trá. Hừ, thế thì tốt quả. Danh con, Trương Lan Phượng nợ ông chủ bọn tao 3 tỷ rưỡi. Nếu mày trả nợ hộ bà ta thì hôm nay không có chuyện gì cả. Nếu không trả nợ hộ bà ta thì bọn tao sẽ đưa bà ta đi. Tên đầu to cười khẩy,
giọng rất ngông nghênh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề ra tay dạy dỗ tên đầu to này, dù sao đi nữa Hoàng Thiên cũng chẳng buồn ra tay vì chút chuyện không ra gì của Trương Lan Phượng. Bà thật sự nợ người ta 3 tỷ rưỡi. Hoàng Thiên ngoái lại đanh giọng hỏi Trương Thụ Vân, anh dễ, thật ra là mẹ đi xe đạp điện không cẩn thận đâm trúng chiếc Bentley, sau đó thì bị họ bắt đền, nhất quyết đòi bồi thường 3 tỷ rưỡi mới chịu. Lúc này, Lâm Huỳnh Mai mới tức tối lên tiếng, Huỳnh Mai con đừng nói lung tung. Trương Lan Phượng sợ hãi liếc nhìn 4 tên bặm trợn ngoài cửa, cuống quýt nói với Lâm Huỳnh Mai. Mẹ không việc gì phải sợ họ, giờ đang có anh rể con ở nhà cơ mà, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu. Lâm Huỳnh Mai đáp, ha ha, con danh, anh rể mày ở nhà thì không làm sao hả? Mày coi anh rể mày là thần thánh à? Tên đầu to dở giọng cười thô bỉ, dán mắt nhìn Lâm Huỳnh Mai. Tốt nhất là các anh lập tức cút xéo khỏi đây, bằng không lát nữa đừng hối hận. Lâm Huỳnh Mai vênh mặt cảnh cáo tên đầu to. Tên đầu to phá lên cười như điên, gã ta nói với Lâm Huỳnh Mai, cô em, đợi lát nữa anh sẽ xử lý em. Nói xong, tên đầu to quắc mắt với Hoàng Thiên, danh con, mày là con rể của Trương Lan Phượng, bà ta không có tiền thì bọn tao sẽ tìm mày đòi. Hoàng Thiên nào có rảnh rang mà lo mấy chuyện rác rưởi này. Nhưng Trương Lan Phượng sắp bị người ta chém giết đến nơi, Hoàng Thiên lại không thể không lo. Đâm phải xe Bentley chứ gì, các anh về bảo ông chủ đến đại lý 4S đánh giá tổn thất, cần bao nhiêu tiền sửa xe, tôi sẽ không thiếu ông chủ của các anh một xu. Hoàng Thiên nói rất thản nhiên, anh không muốn ra tay đánh đấm ngay trước cửa nhà, sợ Lâm Ngọc An bị hoảng loạn. Nào ngờ, tên đầu to lập tức trừng mắt lên lộ rõ vẻ hung hăng, khiến người ta phát sợ. Mẹ nhà mày chứ, còn dám mặc cả với tao à? Có tin tao cho mày một trận trước không? Tên đầu to nói rồi xắn tay áo, chuẩn bị ra tay. Ngọc An, em về phòng ngủ đợi một lát đi, đóng chặt cửa vào. Hoàng Thiên ngoái lại dịu dàng nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An hiếu, chồng cô sợ cô hoảng sợ nên mới kêu cô vào phòng ngủ. Nên Lâm Ngọc An vâng lời đi vào phòng ngủ, còn 4 tên bám trợn kia, Lâm Ngọc An chẳng hề bận tâm, cô rất tin tưởng vào thực lực của Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng sắp rót tim ra ngoài đến nơi, bà ta khiếp sợ, mấy ngày nay đã bị bọn người này dọa sợ mất mật. Lâm Huỳnh Mai lại không hề sợ hãi đến thế, cô cũng giống như Lâm Ngọc An, đều biết thực lực của Hoàng Thiên khủng khiếp đến thế nào. E là chỉ có Trương Lan Phượng, người xưa nay luôn có thành kiến với Hoàng Thiên, là không muốn thừa nhận năng lực của Hoàng Thiên mà thôi. Ha ha, vợ chú mày đẹp đấy. Danh con, có phúc ra phết nhỉ, bảo vợ mày ra đây hầu chuyện với anh sẽ không? Binh, không đợi tên đầu to nói hết câu, Hoàng Thiên đã tung một cú đá. Úi cha mẹ ơi, tên đầu to bay thẳng cẳng ra ngoài. Va mạnh vào bức tường hành lang phía sau, đập cả người xuống sàn. Ô hay, 3 tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều sững sờ. Tên đầu to là đại ca của họ, khả năng đánh đấm luôn rất lợi hại, thế mà bị Hoàng Thiên đá bay chỉ bằng một chân. Nhìn vóc dáng mảnh khảnh của Hoàng Thiên, 3 tên kia đều không dám tin vào mắt mình. Dám đánh đại ca của bọn tao, tao cho mày chết, một tên sau khi bình tĩnh lại, giơ nằm đấm đánh về phía Hoàng Thiên. Binh, Hoàng Thiên cũng lại tung chân đá bay tên này. Binh binh, không cần nghĩ cũng biết 2 tên bặm trợn còn lại cũng đã bị đá bay, va vào tên đầu to vừa lồm cồm bò dậy được ngã nhào xuống sàn. Hoàng Thiên bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trên hành lang, Hoàng Thiên dẫm một chân lên tên đầu to, lạnh lùng hỏi, nói với ông chủ của tụi bây, sửa xe cho ông ta thì được, còn muốn bắt đền 3 tỷ rưỡi thì ngay bây giờ đến tìm tao mà lấy tiền. Danh con được đấy, ngông nghênh lắm. Tên đầu to chửi thầm Hoàng Thiên, mắt gã đảo lia lịa, lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Mày có biết ông chủ của bọn tao là ai không? Nghe câu này, Hoàng Thiên không nhìn được đá vào mồm tên đầu to một cú, nói thử xem, ông chủ của chúng mày là ai? Tên đầu to bị đá rơi một chiếc răng, tức muốn bùng nổ. Được được được, thằng danh khá đấy. Mày nghe cho kỹ đây, ông chủ của bọn tao là Matsushima Nobuo. Tên đầu to trừng trừng ánh mắt dữ tợn nói với Hoàng Thiên. Lúc nói ra lời này, gã ta nóng lòng quan sát phản ứng của Hoàng Thiên, đoán chừng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ sợ phát khiếp. Matsushima Nobuo, Hoàng Thiên chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, nhưng mấy chữ Matsushima thì anh đã quá quen thuộc. Không trùng hợp đến vậy chứ, Trương Lan Phượng trêu chọc phải người của dòng họ Matsushima. Nghĩ tới dòng họ Matsushima này, Hoàng Thiên không khỏi nóng ruột. Dù sao đi nữa, 2 đứa con trai của nhà Matsushima đã để lại cho Hoàng Thiên ấn tượng cực kỳ không tốt. Cả 2 tên cặn bã Matsushima, Chiro và Matsushima Dero đều đối đầu với Hoàng Thiên. Tuy Hoàng Thiên đã đánh cho cả 2 tên này như tử, nhưng cũng khiến cho Hoàng Thiên bắt đầu xem trọng dòng họ Matsushima này. Ông chủ của chúng mày tên là Matsushima Nobuo.
có phải ông ta có hai người con trai, tên Matsushima Dero và Matsushima Chiro không? Lúc này Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nhìn tên đầu to dưới chân mình và hỏi. Tên đầu to ngây ra, gã ta không ngờ được rằng Hoàng Thiên lại biết cả tên của hai cậu con trai của ông chủ gã. Đúng thế, sao mà mày biết? Tên đầu to ngờ vực hỏi Hoàng Thiên. Hỏi gì thì trả lời đó. Hiểu chưa? Hoàng Thiên đạp mạnh vào ngực tên đầu to, lạnh lùng cất tiếng. Hự! Tên đầu to suýt hộc máu, vội vàng ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Về nói với ông chủ của tụi bây, tao muốn bàn chuyện với ông ta, một tiếng đồng hồ nữa, tao sẽ đến phòng làm việc tìm ông ta. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với tên đầu to. Tên đầu to vừa nghe thấy thế thì khóe miệng liên nhếch lên một nụ cười dự tợn. Thằng ôn này muốn đến công ty gặp ông chủ. Ha ha, đùa gì kỳ vậy, thế chẳng hóa là mang đầu đến nộp à. Một khi đã bước chân vào công ty thực nghiệp Taiso, mày còn tưởng sẽ bước đi ra được sao? Nghĩ đến đây, tên đầu to mừng húm, gã có cảm giác ngày hôm nay mình chịu trận đòn này không uổng phí, một giờ đồng hồ sau Hoàng Thiên sẽ bị đánh chết ngắt. Được rồi, tao hứa với mày, tao sẽ về báo lại với ông chủ của bọn tao, bảo ông ấy đợi mày ở văn phòng, được chưa? Tên đầu to gật đầu lia lịa, cười hí hửng nói với Hoàng Thiên. Ai cho phép mày cười? Vẫn còn cười được cơ à? Mặt Hoàng Thiên tối sầm, tung chân sút tên đầu to. Á! Tên đầu to hét lên đau đớn, cú sút này làm lung lay cả hàm răng gã, đâu còn dám cười thêm. Cuốn xéo hết đi, sau này còn dám đến cửa nhà tao gây chuyện, thì chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần được khiêng ra về. Hoàng Thiên cảnh cáo bốn tên đó. Tên đầu to vội vàng bò dậy, không dám hé răng nửa lời, đâm đầu chạy thoát thân. Bốn tên kia cũng cuống quýt theo sau gã đại ca, chạy mất hình mất dạng. Hoàng Thiên quay lại căn hộ, lúc này anh mới phát hiện thấy Trương Lan Phượng nãy giờ nhoài người chỗ mắt mèo trên cửa, nhìn ra ngoài hành lang. Con rể à, con thật là oách quá đi mất, hi. Trương Lan Phượng cười còn xấu hơn cả khi khóc, vẻ oai phong ban nãy của Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng đã được chứng kiến, bà ta cũng không thể không thừa nhận rằng cậu con rể này khá là mạnh. Nhưng Hoàng Thiên thì thấy Trương Lan Phượng cười rất giả tạo. Trên mặt vẫn còn phảng phất vẻ hoảng hốt, trong lòng bà ta đang vẫn còn khiếp sợ lắm. Hoàng Thiên, anh không sao chứ? Lâm Ngọc An vội đi ra, chỉ lo Hoàng Thiên bị thương. Anh không sao. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An cười hiền từ, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm bà xã dành cho mình. Ha ha, Hoàng Thiên lợi hại như thế, thì có thể có chuyện gì được. Đúng rồi, Hoàng Thiên, bọn nó sẽ không đến tìm mẹ nữa chứ? Trương Lan Phượng bất an hỏi Hoàng Thiên. Theo lý mà nói thì Hoàng Thiên không muốn dây dưa vào mấy việc nhảm nhí của Trương Lan Phượng, nhưng chuyện này lại dính líu đến dòng họ Matsushima, nên Hoàng Thiên vẫn phải để tâm tới. Thấy Hoàng Thiên im lặng không nói, Trương Lan Phượng càng thêm sốt ruột, rối rít nói với Hoàng Thiên, con rể à, con nói gì đi chứ? Có phải mấy thằng đó vẫn sẽ đến tìm mẹ không? Ôi giời ơi, mẹ với Huỳnh Mai không thể về nhà ở nữa rồi, cứ ở nhà con luôn nhé, được không? Trương Lan Phượng sợ đến biến sắc. Hoảng loạn nói với Hoàng Thiên. Còn muốn ở lại. Hoàng Thiên không còn gì để nói, anh nhìn Trương Lan Phượng bảo, mấy tay đó sẽ không đến tìm mẹ nữa đâu, mẹ về đi. Thật không đấy. Trương Lan Phượng không dám tin lời của Hoàng Thiên, vì quả thực bà ta đã bị đám đầu to dọa cho sợ mất mật. Thật, mẹ không phải sợ. Hoàng Thiên thật tình đã chán ngấy. Trương Lan Phượng nửa tin nửa ngờ, nhưng bà ta cũng biết Hoàng Thiên không hoan nghênh bà ta ở lại. Cứ ăn vạ ở đây rất dễ bị Hoàng Thiên đuổi ra ngoài. Cho nên Trương Lan Phượng cũng không nấn ná thêm nữa, kéo theo LMMY.vn Huỳnh Mai ra về. Hoàng Thiên, có thật là những người đó sẽ không tới tìm mẹ nữa không? Lâm Ngọc An cũng thấy hơi bất an, cất giọng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, nói với Lâm Ngọc An, không tìm nữa đâu, lát nữa anh sẽ đi giải quyết việc này. Hả, anh định giải quyết thế nào? Nếu quả thực không được thì đền tiền vậy. Dù gì chúng ta cũng không thiếu tiền. Lâm Ngọc An nói vẻ lo âu, hiện giờ cô chỉ muốn Hoàng Thiên được sống bình yên, không muốn Hoàng Thiên gây ra nhiều thị phi như vậy nữa. Ha ha, được rồi bà xã, em không phải lo lắng, anh đi một lát rồi về. Hoàng Thiên mỉm cười, rồi xoay bước đi ra khỏi cửa. Lâm Ngọc An tiễn Hoàng Thiên ra đến cửa, đứng trước cửa nhìn theo bóng Hoàng Thiên xa dần. Hoàng Thiên ngoái lại nhìn, anh phát hiện bà xã vẫn còn đang lo lắng. Bèn bảo, em ở nhà đừng sợ. Một lát nữa anh sẽ cho người đến gác quanh nhà mình bảo vệ em. Vâng. Lâm Ngọc An gật đầu thật mạnh. Hoàng Thiên xuống dưới lầu, cùng lúc đó, gọi điện thoại cho Tiếu Châu, kêu anh ta lập tức đưa người tới, bảo vệ Lâm Ngọc An.
Trước đó, Hoàng Thiên đã cho đám người của Tiếu Châu rút hết, nhưng hiện giờ không ổn, Trương Lan Phượng đã dẫn sói vào nhà, tên đầu to kia đã biết nơi này, thực sự không thể đảm bảo sẽ không tới gây rối. Sợ Lâm Ngọc An có bề gì nên Hoàng Thiên không rời đi ngay lập tức mà ở lại đợi đến khi đám người của Tiếu Châu đến. Chưa đầy 5 phút, Tiếu Châu đã phóng xe tới nơi. Trong xe của anh ta còn có 3 nhân viên đặc nhiệm theo cùng. 4 người họ đều là những nhân viên cấp dưới ưu tú của Vũ Thanh, đặc biệt là Tiếu Châu, người có thể một mình chấp 10. Cậu Thiên, chúng tôi đã tới. Tiếu Châu xuống xe, cất tiếng chào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, rồi chuẩn bị lên xe rời đi. Cậu Thiên, cậu định đi đâu? Tiếu Châu đuổi theo hỏi, vì theo trực giác của anh ta biết chắc chắn Hoàng Thiên phải đi làm một việc rất quan trọng. Hoàng Thiên cũng không giấu Tiếu Châu, anh kể qua với Tiếu Châu chuyện về dòng họ Matsushima, về sự việc Matsushima Nobuo bắt đền Trương Lan Phượng. Tiếu Châu nghe xong nhếch miệng khinh bỉ, nói, địch, Matsushima Nobuo cũng quá đáng thật, còn bắt vạ người ta. Thực sự mất giá quá. Hoàng Thiên nghe vậy cũng cười, bảo, chịu thôi, người ta là thế đấy. Vậy thôi cậu Thiên, để 3 đàn em của tôi ở lại đây bảo vệ chị nhà là được, tôi đi cùng với cậu. Tiếu Châu nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, cho Tiếu Châu đi theo cũng tốt, ngộ nhỡ bên cạnh Matsushima Nobuo có nhiều người, một mình anh đánh cũng vất vả. Tiếu Châu lên xe của Hoàng Thiên, anh đạp mạnh chân ga, phóng thẳng đến công ty thực nghiệp Taiso. Loáng cái, Hoàng Thiên đã đưa Tiếu Châu theo cùng đến công ty thực nghiệp Taiso. Đây là một doanh nghiệp của Nhật, ngay cả lễ tân nữ ở sảnh cũng là người Nhật. Thưa hai anh, xin hỏi có việc gì ạ? Cô Lễ Tân nói với giọng lơ lớ. Hoàng Thiên nhìn cô Lễ Tân, cô gái này trông cũng đến là xinh đẹp, khi nói chuyện miệng cười rất tươi, cho người ta cảm giác dễ chịu. Tìm người. Hoàng Thiên buột miệng nói. Xin hỏi anh tìm ai vậy ạ? Cô Lễ Tân mỉm cười hỏi. Tìm ông chủ của các cô Matsushima Nobuo. Hoàng Thiên bình thản trả lời. À vâng. Cô Lễ Tân vội gật đầu đáp lại, vì cô ta đã nhận được thông báo từ trước rằng sẽ có một người đến tìm gặp ông chủ, hơn nữa còn là một thành phần bất hảo. Cô ta không kiêm được quan sát kỹ càng Hoàng Thiên từ trên xuống dưới, thấy Hoàng Thiên chỉ dẫn theo có một người, cô ta cho rằng rõ ràng là Hoàng Thiên đến để nộp mạng. Lẽ nào anh ta không hay biết rằng ông chủ của thực nghiệp Taiso làm nghề gì ư? Mà lại tìm tới tận nơi, quả là to gan lớn mật. Cô Lễ Tân nghĩ tới đây, trên mặt phảng phất một nụ cười ác ý. Vâng thưa anh, mời đi lối này. Cô Lễ Tân vẫn tỏ ra lịch sự, đi trước dẫn đường, đưa Hoàng Thiên và Tiểu Châu lên tầng. Trước văn phòng của Tổng Giám Đốc trên tầng 3, cô Lễ Tân bước tới gõ cửa. Sau khi nói mấy câu bằng tiếng Nhật, cô Lễ Tân lùi sau vài bước, nói với Hoàng Thiên, thưa anh, ông chủ của chúng tôi mời anh vào. Hoàng Thiên im lặng không nói, sải bước tiến vào văn phòng. Tiếu Châu cũng vào theo, từ đầu tới cuối luôn đứng ngay sau lưng Hoàng Thiên. Vào đến trong, Hoàng Thiên nhìn thấy một bóng lưng nam giới tầm 50 tuổi. Người đàn ông này quay lưng lại với Hoàng Thiên, mặt hướng về cửa sổ sát sàn, đang phóng mắt nhìn ra xa. Một tay kẹp điêu xì gà, tay kia cầm tách cà phê, khá là biết cách hưởng thụ. Hoàng Thiên bước vào được chừng nửa phút, người đàn ông này cũng không hề quay đầu lại, cũng không biết có phải đang cố tình thi gan với Hoàng Thiên hay không. Tiếu Châu nhìn Hoàng Thiên, anh ta không nói không rằng, nhưng trong lòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hoàng Thiên cũng không ưa gì trò này. Anh đá một chiếc ghế bên cạnh, tạo ra tiếng la ầm lớn, tiuyensaymongay.vn động. Cuối cùng người đàn ông đã quay đầu lại, trong ánh mắt ngập tràn sự lanh lẽo, quan sát Hoàng Thiên và Tiếu Châu. Hoàng Thiên nhìn ông ta, tuổi chạc 50, để râu quai nón, cặp mắt bé đen láy toát vẻ hung tợn, nhìn là biết không phải dạng tốt đẹp gì. Nghe nói cậu muốn bàn bạc với tôi. Ông ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, nói một câu lơ lớ. Ông là Matsushima Nobuo. Hoàng Thiên nhìn Matsushima Nobuo, hỏi lạnh tanh. Đúng thế, đã biết tôi là ai mà cậu còn dám đến tìm cái chết. Matsushima Nobuo đanh mặt lại, hút mạnh một hơi xì gà, dõi mắt nhìn csahuyenmy.vn chằm Hoàng Thiên. Thấy điệu bộ ngông nghênh của Matsushima Nobuo, Hoàng Thiên cũng cạn lời. Chẳng trách gì hai thằng con trai ngông nghênh đến vậy, xem ra là được di truyền từ gen của ông ta. Có điều, hai tên con trai của ông ta chỉ biết ngông nghênh chứ không có năng lực thực sự để mà ngông nghênh, loại người này cầm chắc bị như đòn. Ha ha, nghe đâu ông cũng khá là trơ cháo, còn đòi bắt vạ 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi mà ông cũng bắt vạ cho bằng được, có thể làm gì cho ra hồn hơn có được không? Hoàng Thiên bật cười ha hả,
nhìn Matsushima Nobuo và nói. Matsushima Nobuo hoàn toàn có thể hiểu được Hoàng Thiên đang nói gì, lúc này ông ta quát mắt, đập mạnh xuống chiếc bàn làm việc. Dầm! Khốn kiếp, cậu thực sự không muốn sống mà ra khỏi đây nữa à? Matsushima Nobuo giận dữ quát lên, nhìn chòng chọc Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên bước lên trước mấy bước, đến gần Matsushima Nobuo. Lão già, ông không cần phải đập bàn dọa tôi, bây giờ tôi cảnh cáo ông, ở đất nước của chúng tôi, chưa đến lượt người Nhật các ông huênh hoang, sau này tốt nhất là ông hãy để ý cho tôi. Hoàng Thiên chỉ thẳng vào mặt Matsushima Nobuo, cảnh cáo ông ta. Matsushima Nobuo tức lệch cả mũi, chưa từng có người nào dám chỉ vào mặt ông ta mắng nhiếc như vậy. Và lại ông ta cũng không biết rốt cuộc Hoàng Thiên có thân phận lai lịch như thế nào, tóm lại nhìn Hoàng Thiên không khác gì người bình thường. Một người bình thường mà lại dám vô lễ với ông ta, thì ông ta không thể nhẫn nhịn được. Cha ca, tôi thấy anh thực sự chán sống rồi. Matsushima Nobuo quát lớn, định mở ngăn kéo trước mặt. Hoàng Thiên và Matsushima Nobuo đứng cách nhau một mặt bàn, vừa thấy lão già định lấy ra thứ gì đó từ trong ngăn kéo, Hoàng Thiên đoán chắc lão già này muốn rút súng. Vậy nên Hoàng Thiên đâu thể nào cho ông ta cơ hội làm vậy được. Anh liền túm chặt lấy cà vạt của Matsushima Nobuo, rồi giật mạnh. Ôi á! Matsushima Nobuo không kịp trở tay, sau một tiếng kêu thất thanh, ông ta cảm thấy khó thở. Nhưng tốc độ phản ứng của ông ta khá là nhanh, kỹ năng cũng không tệ, hai chân chấm đất cả người nhảy vọt lên, nhảy chồm từ trên bàn làm việc, đối mặt với Hoàng Thiên. Vụt! Một cú đấm đầy sức mạnh, Matsushima Nobuo dốc hết sức tấn công vào huyệt thái dương của Hoàng Thiên. Chiêu này quá tàn độc, chỉ cần bị trúng đòn là chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Hoàng Thiên nhíu mày, không ngờ rằng lão Matsushima Nobuo này lại độc địa như thế, muốn lấy mạng người ta chỉ bằng một đòn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Thiên vung tay tóm lấy cổ tay Matsushima Nobuo. Binh! Hoàng Thiên lên gối rất mạnh, huyết trúng bụng của Matsushima Nobuo. Tức thì, Matsushima Nobuo gập người xuống, làm sao ông ta chịu nổi cú ra đòn nặng như thế? Hoàng Thiên áng chừng nếu tiếp tục siết n cổ thì lão già này sẽ chết mất, bèn nới lỏng tay giữ cà vạt của ông ta. Lúc này Matsushima Nobuo mới có thể hít thở được, ông ta chỉ vào Hoàng Thiên và nói, được được được, mày dám làm vậy với tao, mày cứ đợi đấy. Dứt lời, Matsushima Nobuo tức tốc ấn một cái nút bên dưới mặt bàn. Hoàng Thiên biết, Matsushima Nobuo định gọi người vào, chắc chắn ông ta đã bố trí sẵn đám tay sai. Quả nhiên, chưa đầy 5 giây, cửa phòng làm việc đã bị ai đó đạp mở. Một tiếng rầm, sau khi cửa mở ra, mười mấy thanh niên mặc com lê xông vào. Đằng sau họ, còn có tên đầu to mà trước đó đã y bị Hoàng Thiên đánh cho một trận cùng ba tên đàn em của gã. Lập tức quỳ xuống, tao có thể cân nhắc tha mạng cho mày. Matsushima Nobuo chỉ xuống đất, ra hiệu cho Hoàng Thiên quỳ xuống. Hoàng Thiên suýt phụt cười với lão già này, quả là câu gì ông ta cũng dám lớn lối cho bằng được. Câu này phải là tôi nói mới đúng, Matsushima Nobuo, bây giờ ông quỳ xuống, tôi có thể tha mạng cho ông. Hoàng Thiên cười lạnh lùng và nói. Khốn kiếp, xông lên cho tao, xử hai đứa nó. Matsushima Nobuo giận điên người gầm lên. Ngay lập tức, mười mấy người mặc com lê vây lấy Hoàng Thiên và Tiếu Châu, chuẩn bị ra tay. Hoàng Thiên thực sự chẳng buồn ra tay với những kẻ này, thời gian gần đây đánh đấm quá nhiều, Hoàng Thiên đã bắt đầu cảm thấy chán ngán. Đánh mắt cho Tiếu Châu, Hoàng Thiên ra hiệu cho Tiếu Châu rút súng. Tiếu Châu hiểu ý của Hoàng Thiên, anh ta rút khẩu súng ngắn ra khỏi eo, chĩa vào đám người vây quanh. Đứa nào không sợ chết thì ở lại, còn nếu muốn sống thì lập tức cuốn xéo. Tiếu Châu lên tiếng rất oai vệ. Mười mấy tên mặc com lê đều ngây ra, họ chỉ có tay không, nào dám đánh liều với VN Tiếu Châu. Cút! Mắt Tiếu Châu ánh lên vẻ lạnh lùng, gắn giọng quát. Tức thì, mười mấy tên mặc com lê đồng loạt chậm rãi lùi sau, rút hết ra ngoài. Tên đầu to càng không dám nán lại, dẫn theo ba đàn em cũng rút sạch, còn không quên khép cửa phòng làm việc. Nhìn cảnh ấy, Matsushima Nobuo giận đến nỗi suýt ngất lăn ra đất. Đây đều là đàn em của ông ta đã sắp xếp bọn họ để đối phó Hoàng Thiên, không ngờ những người này lại vô dụng như vậy. Tất cả đàn em của ông ta đều đã chuôn mất, Matsushima Nobuo cũng có chút hoảng sợ, không có dũng khí khi đối mặt với Hoàng Thiên. Tuy nhiên, ông ta không thể tỏ ra sợ hãi, mà vẫn lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, tỏ vẻ bất mãn không hài lòng. Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười khi nhìn đống hàng hóa này. Matsushima Nobuo,
những lời tôi vừa nói ông có nghe rõ không? Hoàng Thiên hỏi Matsushima Nobuo với vẻ chế nhạo. Cậu là ai? Matsushima Nobuo nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi. Chát, Hoàng Thiên giơ tay tát Matsushima Nobuo một cái, tôi hỏi ông, vừa rồi ông có nghe tôi nói cái gì không? Matsushima Nobuo vô cùng buồn bực, ông ta muốn liều mạng với Hoàng Thiên, nhưng ông ta vừa không thể đánh được Hoàng Thiên, đàn em của ông ta lại là một đám vô dụng. Tôi nghe rõ rồi, sau này tôi sẽ không kiêu ngạo nữa. Matsushima Nobuo bất đắc dĩ nói, trong lòng hận không thể giết chết Hoàng Thiên. Còn hai đứa con trai của ông thì sao? Có phải ông cũng nên dạy dỗ lại tụi nó biết an phận một chút không? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Matsushima Nobuo. Cậu biết hai đứa con trai của tôi? Matsushima Nobuo sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, tự hỏi Hoàng Thiên làm sao lại biết được hai đứa con trai của mình. Matsushima Nobuo thực sự ở thành phố Bắc Ninh. Nhưng Matsushima Chiro chưa bao giờ đến thành phố Bắc Ninh cả, thấy Matsushima Nobuo bối rối như vậy, Hoàng Thiên cũng không muốn nói chuyện vòng vo với ông ta nữa. Lúc này trầm giọng nói, cánh tay của con trai ông, cũng do tôi bẻ gãy, chân của con trai ông, cũng do tôi đạp gãy đó thôi. Cậu là Hoàng Thiên. Mắt của Matsushima Nobuo gần như trừng lớn, ông ta kinh ngạc. Trong những ngày qua, ông ta vô cùng buồn phiền, sau khi biết được hai đứa con VN trai của ông ta đều bị một người tên là Hoàng Thiên đánh, ông ta đã vô cùng hận Hoàng Thiên. Tuy nhiên ông ta cũng không hành động hấp tấp, chỉ phái người đi thăm dò về Hoàng Thiên. Mà ông ta cũng không dám lỗ mãng hành động. Bởi vì ông ta cũng điều tra được chi tiết rằng Hoàng Thiên ở thành phố Bắc Ninh rất lợi hại. Với thực lực của Matsushima Nobuo, mặc dù ít nhất ông ta cũng không sợ Hoàng Thiên, nhưng nếu muốn ra tay với Hoàng Thiên, thì phải đợi đám người từ Nhật Bản đến đây, thì ông ta mới có thể ra tay được. Không ngờ, Hoàng Thiên đột nhiên đến đây tìm ông ta. Đúng vậy, tôi là Hoàng Thiên, chắc hẳn STT là Nga 3VN ông đang muốn tìm tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười hỏi Matsushima Nobuo trước mặt. Hoàng Thiên, sao anh dám đối xử với con trai tôi như vậy? Matsushima Nobuo lạnh giọng nói, ông ta muốn nói Hoàng Thiên chắc chắn sẽ phải chết, nhưng lại không dám nói ra. Đó là do con trai ông tự tìm đến đấy, nếu ông cũng tự tìm đến như vậy, thì kết cục của ông cũng giống như con trai ông vậy đó. Hoàng Thiên vỗ vỗ mặt Matsushima Nobuo, lạnh lùng nói. Matsushima Nobuo gần như tức giận đến cực hạn. Hành động của Hoàng Thiên đối với ông ta chính là sự sỉ nhục trực tiếp. Còn nữa, người làm chầy xe ông, chính là mẹ vợ tôi, sau này đừng đến tìm bà ấy nữa, không có vấn đề gì chứ. Hoàng Thiên hỏi Matsushima Nobuo. Matsushima Nobuo đứng đó như một kẻ ngốc, đôi môi run rẩy. Ông ta đang tức giận. Ông ta vốn dĩ rất hận Hoàng Thiên, nhưng khi Hoàng Thiên đứng trước mặt, ông ta lại không thể làm gì Hoàng Thiên, mà còn bị anh lên giọng dạy dỗ. Điều này làm ông ta tức giận đến nghẹt thở. Cậu Thiên hỏi ông đó, ông giả ngu giả điếc à? Tiếu Châu nhìn không vừa mắt cái bộ dạng này của Matsushima Nobuo, chửi to một tiếng, đi qua cho Matsushima Nobuo hai cát tát. Matsushima Nobuo sắp hỏng mất rồi, với thân phận của ông ta, đã bao giờ phải chịu đối xử như này đâu. Nếu ông còn tiếp tục giả ngu giả điếc, đừng trách tôi giết ông. Tiếu Châu chĩa súng vào đầu Matsushima Nobuo. Bộ dạng sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng điều này quả thật khiến Matsushima Nobuo vô cùng sợ hãi, bởi vì ông ta có thể cảm thấy rằng Tiếu Châu không phải chỉ dọa chơi ông ta, mà anh ta thực sự có thể sẽ bắn bất cứ lúc nào. Tiếu Châu, tại sao lại đánh người ta như thế chứ? Hoàng Thiên cười nhẹ. Matsushima Nobuo trợn mắt từng giận, trong lòng mắng Hoàng Thiên. Cậu ta còn muốn giả vờ tốt bụng lương thiện hay sao, chẳng phải vừa nãy cậu ta cũng ra tay đánh ông ta đó sao? Tôi đã hiểu rồi thưa cậu Thiên, tôi sẽ không quấy rầy mẹ vợ anh nữa. Matsushima Nobuo miễn cưỡng nói. Chát, Tiếu Châu lại tát Matsushima Nobuo một cái, nói chuyện như muỗi vo ve vậy, ông chưa ăn cơm à? Matsushima Nobuo gần như phát điên lên vì tức giận, nhưng ông ta sợ bị đánh lần nữa nên đã lớn tiếng nhắc lại. Nhớ kỹ những lời ông đã nói hôm nay, nếu không tuân theo, tôi sẽ khiến ông biến mất ở thành phố Bắc Ninh này. Hoàng Thiên cảnh cáo Matsushima Nobuo, rồi cùng Tiếu Châu rời đi. Sau khi Hoàng Thiên rời đi, Matsushima Nobuo tức giận đến mức đấm mạnh vào bàn làm việc. Hôm nay là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời ông ta. Vốn dĩ mọi chuyện đã được lên kế hoạch trước, ông ta cũng đã điều động đàn em ở Nhật Bản đến đây, nhưng còn chưa kịp ra tay, thì đã bị Hoàng Thiên xử lý trước. Lấy điện thoại di động ra, Matsushima Nobuo gọi điện thoại,
thúc giục người của ông ta đến thành phố Bắc Ninh càng nhanh càng tốt. Sau khi ra khỏi công ty thực nghiệp http://irafiayamonday.vn Taiso, Hoàng Thiên quay về Sơn Trang Cẩm Viên với Tiếu Châu. Tiếu Châu và những người khác đã thuê một căn hộ dài hạn ở Sơn Trang này, để có thể thuận tiện bảo vệ Lâm Ngọc An. Hiện tại tình hình vẫn chưa được giải quyết, cho nên Hoàng Thiên không để đám người Tiếu Châu rời đi, vẫn sắp xếp ở lại đây, để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù gì thì một ngày Hoàng Thiên cũng rất bận rộn, không thể ở bên cạnh Lâm Ngọc An 24/24, nên Hoàng Thiên cũng rất lo lắng cho an toàn của vợ mình. Trong hai ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì cả. Sáng ngày thứ ba, Hoàng Thiên vừa tỉnh dậy thì nhận được điện thoại của Vũ Thanh. Cậu chủ Thiên, dạo gần đây cậu có tiếp xúc với người Nhật Bản không? Trên điện thoại, giọng điệu Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên rất nghiêm túc. Hoàng Thiên nghe vậy hơi giật mình, cảm thấy giọng điệu của Vũ Thanh quá nghiêm túc. Có đó, tôi vừa xử lý một vài tên khốn Nhật Bản. Hoàng Thiên nói. Vũ Thanh im lặng một lúc, sau đó nói. Tôi đã trở về thành phố Bắc Ninh, chúng ta hãy gặp mặt nói chuyện. Được thôi. Hoàng Thiên và Vũ Thanh chọn một địa điểm gặp mặt rồi cúp máy. Theo trực giác, Hoàng Thiên cảm thấy Vũ Thanh hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Và là một việc nghiêm trọng như thế nào mới khiến Vũ Thanh nghiêm túc như vậy? Anh lái xe rời biệt thự Sơn Trang Cẩm Viên, đi thẳng đến quán cà phê đã hẹn. Đây là một quán trà nhỏ, rất sạch sẽ, Vũ Thanh đã sớm đợi ở đó. Ở chỗ ngồi riêng trên tầng 2, chỉ có một mình Vũ Thanh đang uống trà. Thấy Hoàng Thiên sắp đi đến, Vũ Thanh liền đứng dậy chào hỏi. Ngồi xuống đi. Hoàng Thiên xua tay, Vũ Thanh bèn ngồi xuống. Sau khi Vũ Thanh ngồi xuống, vẻ mặt anh ta lập tức nghiêm nghị. Mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên sau khi uống một ngụm trà xong liền hỏi Vũ Thanh. Cậu chủ Thiên, tôi đã nhận được thông tin mới nhất rằng người của tập đoàn Ronin Nhật Bản đã đến thành phố Bắc Ninh. Vũ Thanh nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên nói. Tập đoàn Ronin. Chan đầu Hoàng Thiên nghĩ đó là tên của một công ty, nhưng ngay sau đó Vũ Thanh nói tiếp. Tập đoàn Ronin là một tổ chức tội phạm tàn bạo ở Nhật Bản. Tôi nhận được tin lần này họ đã vội vàng đến thành phố Bắc Ninh. Cái này, là do, cậu chủ Thiên. Khi nói những lời này, Vũ Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng Thiên, trên mặt có chút lo lắng. Ánh mắt Hoàng Thiên vô cùng sắc bén, anh đã nhận ra Vũ Thanh rất sợ đám Ronin đó. Điều này khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên. Với thế lực hiện tại của Vũ Thanh, anh ta không để ai vào mắt cả. Nhưng khi nhắc đến tập đoàn Ronin này, ngay cả Vũ Thanh cũng lo lắng, điều đó cho thấy đám người tập đoàn Ronin này đáng sợ như thế nào. Cậu chủ, cậu có thể nói cho tôi biết. Gần đây cậu đã xử lý ai không? Sau khi Vũ Thanh im lặng một lúc, nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hoàng Thiên cười nhạt, nói với Vũ Thanh, một dòng họ Matsushima ở Nhật Bản. Ba cha con đều chẳng ra gì. Hả? Vũ Thanh trợn tròn mắt khi nghe những lời này của Hoàng Thiên. Dòng họ Matsushima. Đối với Vũ Thanh, cũng không xa lạ gì. Hơn nữa, khi làm việc ở Nhật Bản, Vũ Thanh cũng đã từng đụng độ qua với dòng họ Matsushima này. Ông không ngờ rằng Hoàng Thiên thực sự đã xích mích với dòng họ khó chơi này, đây không phải điều đơn giản. Cậu chủ, cậu Vân không để dòng họ Matsushima này vào mắt sao? Vũ Thanh cau mày hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhẹ, anh không nói gì. Nhưng mà Vũ Thanh cũng để ý Hoàng Thiên, anh thực sự không xem trọng dòng họ này. Không hổ là cậu chủ, cái gì cũng không sợ cậu chủ, để tôi nói với cậu một chút, có thể là những lời cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nói. Vũ Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Anh cứ nói đi, không sao đâu. Hoàng Thiên nói. Dòng họ Matsushima không mạnh lắm, nhưng dòng họ này có quan hệ rất mật thiết với tập đoàn Ronin. Cậu chủ phải đề phòng. Vũ Thanh thở dài nói. Hoàng Thiên gật đầu khi nghe vậy, mặc dù anh đủ điên cuồng, nhưng anh không phải là một kẻ ngu ngốc. Và anh cũng biết rất rõ rằng một tổ chức tội phạm có thể khiến Vũ Thanh kiêng kỵ như vậy chắc rất đáng sợ. Cho nên Hoàng Thiên cũng không tức giận, lúc này anh đã chuẩn bị tâm lý. Nếu không có chuyện gì nữa, anh có thể trở về trước. Hoàng Thiên đứng dậy nói với Vũ Thanh vâng. Vũ Thanh đồng ý, tiễn Hoàng Thiên ra ngoài. Sau khi Hoàng Thiên ra khỏi quán trà, anh lái xe về nhà. Trương Lan Phượng đã khiêu khích dòng họ Matsushima trước. Tuy đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những rắc rối hiện tại, nhưng nó cũng đóng một vai trò quan trọng. Dòng họ Matsushima cuối cùng cũng ra ngoài, nhưng Matsushima Nobuo lại bị Hoàng Thiên xử lý. Còn chuyện về tập đoàn Ronin sau lưng dòng họ Matsushima, vẫn cần phải đề phòng,
Hoàng Thiên quyết định bình tĩnh xem tình hình. Anh về rồi, em vừa định gọi điện thoại cho anh. Thấy Hoàng Thiên đã trở lại, Lâm Ngọc An chào hỏi. Ngọc An, có chuyện gì sao? Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi Lâm Ngọc An, anh thấy cô đã mặc xong quần áo, hình như chuẩn bị ra ngoài. Gần đây Huỳnh Mai đã có bạn trai, con bé muốn em giúp con bé kiểm tra một chút. Lâm Ngọc An cười nhạt, đối với cô vẫn mong rằng Lâm Huỳnh Mai sẽ sớm tìm được một bạch mã hoàng tử của riêng mình. Hoàng Thiên nhất thời không nói nên lời, anh đã kết hôn với Lâm Ngọc An được hơn 3 năm. Người em vợ này cũng đã thay đến hơn chục bạn trai, tần suất cũng khá nhiều. Người bạn trai cuối cùng là Đỗ Hành, đến tận bây giờ Hoàng Thiên vẫn còn nhớ kỹ. Tóm lại, không ai trong số những người bạn trai của Lâm Huỳnh Mai là đáng tin cậy cả, cũng không biết Huỳnh Mai làm sao, mà lại luôn thích kiểu con trai mồm mép ba hoa. Em giúp con bé quan tâm là đúng rồi, nếu không con bé lại chọn mấy người không ra sao cả. Hoàng Thiên cười nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu nói, vâng, em cũng nghĩ vậy. Hoàng Thiên, nếu anh không bận gì, thì đi cùng em nhé. Cho dù Lâm Ngọc An không nói gì, Hoàng Thiên cũng sẽ đi cùng cô. Để Lâm Ngọc An ra ngoài một mình, Hoàng Thiên cũng không yên tâm. Hai vợ chồng ra khỏi nhà sau khi trời đã tối. Lúc này, Lâm Huỳnh Mai đang trò chuyện với bạn trai mới của mình trong một quán cà phê. Thay vì nhờ chị gái kiểm tra giúp, không bằng để bạn trai cô gặp mặt gia đình luôn. Lâm Huỳnh Mai đối với người bạn trai này, chính là vô cùng yêu thích. Điều quan trọng là chàng trai Hứa Minh Văn này, không chỉ lớn lên đẹp, ăn nói lại ngọt ngào, nên rất được con gái yêu thích. Dù Lâm Huỳnh Mai và Hứa Minh Văn mới quen nhau chưa đầy một tháng nhưng từ lâu cô đã coi Hứa Minh Văn như tổ ấm cả đời của mình rồi. Minh Văn, lát nữa chị gái em sẽ đến đây, anh phải cư xử đúng mực nha, đừng làm em xấu hổ. Lâm Huỳnh Mai nhìn Hứa Minh Văn trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở. Hứa Minh Văn là một người rất biết nói chuyện, lúc này lập tức cười nói, Huỳnh Mai, em yên tâm, chờ chị gái em đến, nhất định anh sẽ biểu hiện thật tốt. Vâng. Lâm Huỳnh Mai nhìn Hứa Minh Văn, VN càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Hứa Minh Văn bí mật liếc nhìn Lâm Huỳnh Mai, thầm nghĩ không biết bao giờ mới có thể lấy được người đẹp này về tay. Bởi vì Lâm Huỳnh Mai lớn lên rất xinh đẹp, mà Hứa Minh Văn lại là tên phong lưu hoa tâm. Mặc dù anh ta đã từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng chưa ai đẹp hơn Lâm Huỳnh Mai cả. Vậy nên đối với Lâm Huỳnh Mai, anh ta vẫn rất để tâm. Khi Lâm Huỳnh Mai và Hứa Minh Văn đang trò chuyện vui vẻ, thì một cô gái bước vào quán cà phê. Cô gái này có vẻ bằng tuổi Lâm Huỳnh Mai, nhưng hơi béo, dù chiều cao hơn 1m70, nhưng nhìn vẫn rất to béo. Quan trọng là mặt cô gái này, trông khách quan a, cô khá hung dữ, nhưng cũng không đến mức xấu xí. Lúc này cô gái đó tức giận đi đến bên cạnh Lâm Huỳnh Mai và Hứa Minh Văn, giơ tay tát Lâm Huỳnh Mai một cái. Bởi vì Lâm Huỳnh Mai quay lưng lại với cô gái nên đột nhiên bị tát không kịp phòng bị, cái tát này làm cô đau đến choáng váng. Cô quay đầu nhìn lại, Lâm Huỳnh Mai vô cùng tức giận, Chu Ngọc Hân, tại sao bỗng dưng cô lại đánh tôi? Tại sao tôi lại đánh cô? Hừ, cô cướp bạn trai tôi, chẳng lẽ tôi không được đánh cô sao? Chu Ngọc Hân khịt mũi và lại tát một cái nữa vào mặt Lâm Huỳnh Mai. Khuôn mặt của Lâm Huỳnh Mai sưng lên, cô vừa định chống chản chảm thì Chu Ngọc Hân đã đẩy cô xuống đất. Ngọc Hân, đừng làm vậy, nếu có chuyện gì từ từ giải quyết. Hứa Minh Văn vội vàng ôm lấy Chu Ngọc Hân, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chu Ngọc Hân vùng vẫy nhưng không được, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Hứa Minh Văn, cái đổ vô lương tâm, có mới nới cũ. Tôi có gì không bằng cô ta sao? Hứa Minh Văn trong lòng thầm cười nhạo, cô ta còn không xinh đẹp bằng Lâm Huỳnh Mai, giữa hai người. Chẳng lẽ anh ta lại chọn người xấu hơn như cô ta sao? Tuy nhiên, Hứa Minh Văn vẫn không dám nói ra điều này, vì anh biết rằng Chu Ngọc Hân có một người anh trai rất quyền lực. Ngọc Hân, chúng ta đến với nhau là duyên phận, hết duyên thì chia tay thôi, sao em cứ níu kéo anh làm gì? Hứa Minh Văn nhẹ giọng khuyên nhủ Chu Ngọc Hân. Những lời này làm Chu Ngọc Hân vô cùng tức giận, nhưng cô ta không chút giận lên Hứa Minh Văn, mà đổ lửa giận sang Lâm Huỳnh Mai. Tránh thoát khỏi Hứa Minh Văn. Cô ta tóm lấy tóc của Lâm Huỳnh Mai. Đúng lúc này, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên cũng vừa bước vào quán cà phê. Hoàng Thiên đỗ xe và đưa Lâm Ngọc An vào bên trong quán cà phê. Nhưng vừa bước vào đã thấy quán cà phê ồn ào hỗn loạn, hai cô gái đang đánh nhau tranh giành một anh chàng đẹp trai. Nhìn thoáng qua, Hoàng Thiên lập tức nhận ra. Đó là Lâm Huỳnh Mai đang đánh nhau với ai đó. Đây là tình huống gì? Không phải con bé bảo muốn dẫn bạn trai đến ra mắt chị gái sao? Hoàng Thiên không nói nên lời, vội vàng cùng Lâm Ngọc An bước qua đó.
Đồ hồ ly tinh, mày dám cướp bạn trai của tao, còn không biết xấu hổ à? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Chu Ngọc Hân vừa kéo tóc Lâm Huỳnh Mai vừa cào vào mặt cô. Khi Lâm Ngọc An nhìn thấy vậy, gương mặt cô lập tức tái đi vì tức giận. Cô chỉ có một cô em gái này. Bình thường luôn vô cùng yêu thương con bé. Nhìn thấy em gái mình bị đánh như vậy, Lâm Ngọc An làm sao mà không khó chịu được. Dẫm lên giày cao gót, Lâm Ngọc An đi đến tát vào mặt Chu Ngọc Hân. Chát, âm thanh vang dội, xem ra cú tát của Lâm Ngọc An khá mạnh. Hoàng Thiên rất ngạc nhiên, bởi vì anh đã ở cùng Lâm Ngọc An hơn 3 năm, vợ anh mới chỉ tát anh mà thôi, chưa từng đánh nhau với ai cả. Chu Ngọc Hân bất ngờ bị tát. Không thể không quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc An mảng chửi, mẹ kiếp, cô từ chỗ nào chui ra. Còn dám đánh tôi. Chu Ngọc Hân lập tức nổi giận, cô ta định lao lên đánh Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên nhìn thấy Chu Ngọc Hân cũng không phải đèn cạn dầu, vội vang lao lên, kéo Lâm Ngọc An ra sau lưng mình, bảo vệ cô. Thằng chết tiệt, mày cút ra cho tao. Chu Ngọc Hân chỉ vào mũi của Hoàng Thiên và hét lên. Thằng chết tiệt, Hoàng Thiên không khỏi cau mày, Chu Ngọc Hân vậy mà dám mắng chửi anh là thằng chết tiệt. Cô bình tĩnh một chút đi, tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Mày là cái thá gì? Mày là ai? Không muốn đánh nhau với phụ nữ? Tao thấy có mà mày không dám đánh tao thì có. Chu Ngọc Hân quá kiêu ngạo, cô ta bước tới trước mặt Hoàng Thiên, suýt nữa thì đụng nhau với Hoàng Thiên luôn. Hoàng Thiên lùi lại hai bước, thật giống như lúc nãy đã nói, anh không muốn đánh nhau với phụ nữ. Mặc dù Chu Ngọc Hân này kiêu ngạo, nhưng Hoàng Thiên cũng không định ra tay. Đủ rồi, có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, tại sao cứ phải động tay động chân? Hoàng Thiên nói to với Chu Ngọc Hân. Chu Ngọc Hân sửng sốt trong chốc lát, bởi vì cô cảm thấy được khí thế mạnh mẽ của Hoàng Thiên, có chút kinh ngạc. Chị gái, anh rể. Lâm Huỳnh Mai vô cùng tủi thân, vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Con bé vẫn luôn rất ngưỡng mộ Hoàng Thiên, biết rằng Hoàng Thiên rất lợi hại, nên khi nhìn thấy Hoàng Thiên, lập tức như có cọng rơm cứu mạng. Nhìn mặt Lâm Huỳnh Mai sưng đỏ, Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất đau lòng, dù gì đây cũng là em vợ của anh, đã cùng chung sống với anh 4 năm. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô ta lại đánh em? Lúc này Lâm Ngọc An mới hỏi Lâm Huỳnh Mai. Chị ơi, cô ta khăng khăng cho rằng em cướp bạn trai của cô ta. Thực ra em chỉ quen với anh ấy sau khi hai người họ đã chia tay mà. Lâm Huỳnh Mai uất ức nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An hiểu rằng xem ra đây là một cuộc tình tay ba. Đây là loại sự tình không rõ ràng nhất, ngoại trừ người có liên quan, người khác khó phân biệt ai đúng ai sai. Nhưng dù thế nào thì đánh người là không đúng. Đừng sợ, Huỳnh Mai, chị và anh rể sẽ làm chủ cho em. Giọng nói Lâm Ngọc An rất chắc chắn, cô cũng đang vô cùng tức giận. Làm chủ cái giám, cô có tin hay không, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, đủ làm các người phải đau khổ sống chết. Chu Ngọc Hân mắng chửi, chỉ vào Lâm Ngọc An và hét lên một cách ngạo mạn. Ngọc Hân, bình tĩnh và đừng gây rắc rối nữa. Về nhà thôi. Hứa Minh Văn tiếp tục thuyết phục Chu Ngọc Hân. Chu Ngọc Hân trừng mắt nhìn Hứa Minh Văn, tức giận nói, Hứa Minh Văn. Em hỏi anh yêu em hay yêu con hồ ly tinh này? Hứa Minh Văn vừa nghe thấy liền cười nói, Ngọc Hân này, chẳng phải anh đã sớm nói với em rồi hay sao, tình cảm giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, hai chúng ta chia tay rồi. Không sai, anh yêu Huỳnh Mai, vì vậy em không thể gọi cô ấy là đồ hồ ly tinh, như vậy anh sẽ không vui. Anh không vui thì có thể làm gì cơ chứ? Hứa Minh Văn, tên khốn khôn khiến nhà anh gian dám phản bội tôi, anh chờ đó cho tôi. Chu Ngọc Hân nói, rồi lấy điện thoại di động trong túi ra, có vẻ cô ta định gọi điện cho ai đó. Nhưng Hứa Minh Văn vô cùng sợ hãi, anh biết rằng Chu Ngọc Hân có một người anh trai, là một tên cô đồ khốn nạn, cũng khá có tiếng ở khu này. Ngọc Hân, có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, không cần phải gọi cho anh trai được không? Hứa Minh Văn vội cầm cổ tay Chu Ngọc Hân khuyên nhủ. Hừ hừ, anh muốn nói chuyện đàng hoàng. Vậy Hứa Minh Văn, em cho anh nói biết, nếu anh quay đầu lại yêu em sẽ kêu anh trai cho anh 1 tỷ. Thế nào? Chu Ngọc Hân nói lớn với Hứa Minh Văn, 1 tỷ. Hứa Minh Văn đã nghe thấy con số này, lập tức dao động. Nhiều năm qua, với khuôn mặt điển trai, anh ta ăn nên làm ra khắp nơi, chỉ giao du làm quen với những người có tiền. Kể cả Lâm Huỳnh Mai, quen anh ta được hơn 1 tháng, cũng đã tiêu không ít tiền cho anh ta. Tất nhiên, Lâm Huỳnh Mai cũng không làm ra tiền, tất cả tiền đưa cho anh ta tiêu đều là của Trương Lan Phượng. Mà tiền của Trương Lan Phượng cũng đều là Lâm Ngọc An đưa cho, xét về vấn đề chi tiêu, Lâm Huỳnh Mai cũng khá đầy đủ.
Ngọc Hân, em nói thật không? Đôi mắt Hứa Minh Văn sáng lên và anh ta cười tươi nhìn Chu Ngọc Hân. Đương nhiên là thật, chỉ cần hôm nay anh đi theo em sẽ cho anh tiền. Chu Ngọc Hân nói một cách chắc chắn. Tâm trí Hứa Minh Văn quả thật dao động rồi, quay lại nhìn Lâm Huỳnh Mai, mặc dù Lâm Huỳnh Mai có một gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng không đủ cám dỗ anh ta bằng 1 tỷ tiền mặt. Minh Văn, anh rất muốn đi cùng cô ta sao? Không đợi Hứa Minh Văn nói gì đó, Lâm Huỳnh Mai đã lo lắng kêu lên. Mặc dù Hứa Minh Văn chưa nói gì, nhưng Hoàng Thiên đã nhận ra rằng thằng nhóc này đã bị cám dỗ bởi 1 tỷ rồi. Nhìn tình hình này, xem ra Lâm Huỳnh Mai đã thua rồi. Ha ha, không ngờ lần này bạn trai mà Lâm Huỳnh Mai quen, vậy mà lại là một tên ăn bám, thật sự bất lực với con bé. Hoàng Thiên buồn cười một hồi, không khỏi lắc đầu. Nhưng Hoàng Thiên không nói gì, anh muốn xem Hứa Minh Văn sẽ làm gì. Đúng như dự đoán của Hoàng Thiên, Hứa Minh Văn cắn chặt môi, hạ quyết tâm nói, Huỳnh Mai, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh vẫn còn tình cảm với Ngọc Hân, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Cái gì, Minh Văn, anh không đùa chưa? Vừa rồi anh còn nói yêu em, muốn ở bên em mãi mãi mà. Lâm Huỳnh Mai cảm thấy trời đất dường như sụp đổ, cô thích anh ta nhiều như vậy, sao có thể chấp nhận chia tay dễ dàng như thế? Ha ha, con người rồi sẽ phải thay đổi mà, anh hy vọng em có thể hiểu được. Hứa Minh Văn cười cười, cũng không giả bộ khó chịu, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Lâm Huỳnh Mai. Làm thế nào mà Lâm Huỳnh Mai có thể chịu được một cái đánh đau đớn như vậy? Con gái khi yêu say đắm thường rất cố chấp và say đắm. Anh nói cái gì, Minh Văn, em không thể tin anh có thể như thế này. Tình cảm của anh đối với em tất cả chỉ là giả sao? Anh thực sự muốn bỏ lại em vì 1 tỷ này sao? Lâm Huỳnh Mai bật khóc tức tưởi, lớn tiếng hỏi Hứa Minh Văn. Đúng là như vậy, trên thế gian này có người nào không thích tiền chứ? Ngọc Hân có thể cho tôi nhiều tiền như vậy, đây là thứ cô không thể cho tôi. Hứa Minh Văn nói mà không chút xấu hổ nào với Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai tức giận không nói nên lời. Cô gần như suy sụp đến mức muốn chết. Cô vừa buồn vừa đau lòng. Hoàng Thiên ở đó lặng lẽ nhìn từ đầu đến cuối nhìn, mà anh một lời cũng không nói ra. Cần phải để Lâm Huỳnh Mai nhìn rõ con người Hứa Minh Văn này, nên Hoàng Thiên đương nhiên không thể ngắt lời Hứa Minh Văn. Lâm Ngọc An vốn dĩ thông minh, đương hiệt N nhiên cũng giống như Hoàng Thiên. Đối với loại đàn ông như Hứa Minh Văn này, nhất định không đáng tin cậy chút nào. Lâm Ngọc An cảm thấy kết cục như vậy cũng tốt. Em gái cô sớm chia tay với loại đàn ông này, mới tránh thêm những tổn thương sau này. Ngọc Hân, chúng ta đi thôi, ha ha. Hứa Minh Văn cười đắc ý, chỉ cần nghĩ tới 1 tỷ, anh ta đã vô cùng vui sướng. Dù sao sau khi lấy được tiền, anh ta vẫn có thể lật thuyền, anh ta có thể ăn uống bao nhiêu tùy thích. Một Lâm Huỳnh Mai, sao lại có thể so với 1 tỷ này? Trong tâm Hứa Minh Văn nghĩ đến điều đẹp đẽ như vậy, anh khoác tay Ngọc Hân đang định bước ra khỏi quán cà phê. Lâm Huỳnh Mai nhìn vậy, cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ở trước Hứa Minh Văn, đặt quá nhiều tình cảm lên anh ta, với sự chia tay này, cô không thể chịu đựng nổi. Hơn thế nữa, cô không cam tâm, vẫn cảm thấy nhục nhã khi bị cướp bạn trai như vậy. Anh đưa em về nhà. Lâm Huỳnh Mai đột nhiên nhìn lên, cô kéo lấy cánh tay của Hứa Minh Văn. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn thấy vậy, cũng không tin vào mắt mình, hai người đều không thể ngờ rằng Lâm Huỳnh Mai lại không chịu buông tay như vậy. Chát! Chu Ngọc Hân tát một cái dữ dội lên Lâm Huỳnh Mai, một chút cũng không hề khách sáo. Dừng tay lại, không được đánh người. Lâm Ngọc An vội vã, lo lắng chạy lên bảo vệ em gái. Chát! Chu Ngọc Hân chẳng hề quan tâm mấy, đối với khuôn mặt xinh xắn của Lâm Ngọc An, cô ta cứ thế tát mạnh. Cái này! Lâm Ngọc An đều không ngờ tới, tự mình chạy qua, đột nhiên lại bị đánh như vậy. Tê tái quá, cô thực sự vẫn đưa cái mặt này cho tôi phải không? Cô vẫn còn bảo vệ. Sao? Chu Ngọc Hân chỉ tay vào mũi Lâm Ngọc An, rồi mắng cô. Hoàng Thiên nhìn thấy vợ mình bị đánh, trong lòng thực sự tức đến bốc lửa lên. Tuy nhiên anh từ trước tới nay không hề muốn đánh phụ nữ, nhưng trơ mắt nhìn thấy vợ mình bị người khác đánh, anh sao có thể nhịn được. Nhìn Chu Ngọc Hân vẫn giơ tay ra định đánh Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên tiến tới. Anh lập tức nắm lấy cánh tay Chu Ngọc Hân. Trời ơi đau quá! Chu Ngọc Hân đau đớn hét lên. Cảm thấy cổ tay của mình gần như bị Hoàng Thiên chặt đứt, sức mạnh của Hoàng Thiên thật là quá lớn. Hoàng Thiên hung hăng tát Chu Ngọc Hân một phát, cô cũng biết đau sao. Anh! Chu Ngọc Hân tức giận trợn trừng hai mắt lên, vừa định lấy tay đánh lại Hoàng Thiên, liền bị anh đẩy ngã ra đất. Một tiếng huỵch, Chu Ngọc Hân ngồi trên mặt đất,
ngã xuống chỉ đập nửa mông xuống. Mẹ kiếp, mày là cái thứ gì, mà dám đánh Ngọc Hân? Hứa Minh Văn lập tức trợn mắt lên, chỉ tay về phía Hoàng Thiên mắng. Bụp, Hoàng Thiên sao có thể quen với thứ này, trực tiếp đá văng anh ta ra ngoài đến 2 mét. Trời ơi siêu.hu. Hứa Minh Văn ngã lăn rớt ra ngoài, rồi còn bị đá vào bụng nhiều phát nữa. Thằng khốn, mày còn dám đánh Minh Văn của tao, mày đợi đấy cho tao. Chu Ngọc Hân từ dưới đất đứng dậy, lập tức gọi một cú điện thoại. Anh, em đang ở quán cà phê bán đảo, một tên phế vật dám đánh em. Anh nhanh đến đây đi, nếu không người nhà bị anh ta đánh chết rồi. Chu Ngọc Hân trong điện thoại vừa khóc vừa nói. Mẹ kiếp, giờ anh lập tức qua đó. Em gái đứng đó đợi anh, tuyệt đối đừng để kẻ đánh em bỏ chạy. Từ trong điện thoại của Chu Ngọc Hân truyền ra giọng nói lớn của người đàn ông. Vì vậy Hoàng Thiên vẫn nghe thấy được. Cúp điện thoại, Chu Ngọc Hân trừng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, lạnh lùng nói, hừ, nếu mày là một người đàn ông, thì đừng có chạy. Nếu mày có định chạy, tao vẫn có thể tìm được mày. Hoàng Thiên bình tĩnh không nói lời nào. Chỉ nghĩ tối nay đưa vợ anh đến xem bạn trai mới của Lâm Huỳnh Mai, nhưng không ngờ rằng lại có thể xảy ra sự việc phiền phức như thế này. Nhìn Chu Ngọc Hân kiêu ngạo như vậy, Hoàng Thiên cũng chẳng thèm quan tâm, đứng đó không nói gì. Chu Ngọc Hân nhìn Hoàng Thiên không hề nói gì, còn tưởng rằng Hoàng Thiên sợ cô rồi, cô ta càng hung hăng thêm. Hơ, còn hai chị em các người, nhất định không thoát được đâu. Nhiều đàn em dưới trướng anh của tao, đem hai bọn mày tặng đến tay họ, cả hai đứa mày sẽ đau khổ. Chu Ngọc Hân chỉ tay vào Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai dọa nạt. Lâm Huỳnh Mai tức điên đầu nhưng cô biết anh rể của mình mạnh mẽ như thế nào. Thế nên cô một chút cũng không hề sợ. Lâm Ngọc An thì càng không phải nói, có Hoàng Thiên ở đây, cô còn phải sợ những lời uy hiếp này sao? Cô im miệng lại cho tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ tát chết cô. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Chu Ngọc Hân. Chu Ngọc Hân lại trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, nhưng cô ta khám dám nói mấy lời khó nghe nữa, dù sao anh trai cô ta vẫn chưa tới. Cô ta không muốn bị Hoàng Thiên cho một cú đấm. Hứa Minh Văn từ dưới đất đứng dậy, sau đó chậm rãi tiến lại, anh ta ghét cay ghét đẳng Hoàng Thiên. Anh rể của Lâm Huỳnh Mai. Hừ, thật kinh ngạc phải không, tên nhóc mày dám đánh tao như vậy, lát nữa mày chết chắc. Hứa Minh Văn liếc nhìn Hoàng Thiên, trong tâm anh ta toàn sự độc ác đen tối. Toàn bộ khách hàng trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt sang bên này, họ không nghĩ rằng uống cà phê, lại có thể xem cảnh sinh động náo nhiệt đến thế. Chưa tới 5 phút, bên ngoài có chiếc xe chạy tới, rồi dừng đột ngột lại ở lối nhỏ của quán cà phê. Cửa xe mở ra, từ trong nhanh chóng nhảy xuống là 5-6 người đàn ông lực lưỡng tay cầm gậy. Một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng 1m9, lắc lắc đầu cởi trần đi tới. 5-6 tên như lưu manh theo ở phía sau, đồng loạt xông tới. Anh đến rồi hả, người nhà đều bị bắt nạt chịu khổ rồi. Chu Ngọc An vội vàng chào hỏi, rồi than thở cùng với anh trai. Mẹ kiếp, tên nào mà không có mắt vậy, em gái của tao Chu Tấn Giang mà cũng dám bắt nạt, không muốn sống nữa à. Chu Tấn Giang hét lớn lên, hai mắt đầu viên dữ tợn, liếc qua đám đông trong quán cà phê. Tất cả khách hàng ở đây đều cúi đầu xuống, không ai dám nhìn Chu Tấn Giang. Anh Chu Tấn Giang, Hứa Minh Văn gật đầu chào Chu Tấn Giang. Chu Tấn Giang nhìn Hứa Minh Văn, nói, chẳng phải Hứa Minh Văn đây sao? Nghe nói cậu vứt bỏ em gái tôi. Không, em và em gái anh đã giải hòa rồi ạ. Hứa Minh Văn vẻ mặt tươi cười nói. Chu Tấn Giang hừ một tiếng, nói, tên nhóc này tốt nhất thành thực với tôi, nếu dám không tốt với em gái tôi thiến, biết chưa hả? Em biết rồi ạ. Hứa Minh Văn gật đầu lia lịa. Chu Tấn Giang tỏ vẻ không sợ ai hết, lúc này mới để mắt về phía Hoàng Thiên. Em gái, đây có phải tên bắt nạt em không? Chu Tấn Giang chỉ tay về phía Hoàng Thiên, hỏi Chu Ngọc Hân. Chu Ngọc Hân thấy anh trai mình đã tới, cô ta rất vui mừng. Vừa nãy cô bị Lâm Ngọc An tát một cái, còn bị Hoàng Thiên đánh ngã, cô ta đều nhớ. Bây giờ đã có chỗ cho cô ta dựa vào, sao cô ta có thể bỏ qua được? Không sai anh ạ, chính tên ôn đó đánh em. À, vẫn còn đám con gái kia nữa, hai người bọn nó đều tát em một cái. Chu Ngọc Hân chỉ tay về phía Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, trước mặt anh trai cô ta bù lu bù loa. Nghe thấy vậy, Chu Tấn Giang bỗng nhiên đùng đùng tức giận. Tên này không phải người tính tình tốt, chỉ nghe một phía, gã ta nổi tiếng là bạo lực hay tức giận. Hơn nữa hiện tại gã ta mang theo 5-6 người tới. Gã ta lại càng không quan tâm đến gì. Hừ, tên nhóc con,
mày dám đánh em gái Chu Tấn Giang tao, mày nói xem, mày muốn như thế nào, để tao tẩn mày, hay là mày tự mình xử đây? Chu Tấn Giang lạnh lùng hừ hừ, vẻ mặt trầm xuống nhìn Hoàng Thiên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tàn bạo lao vào đánh anh. Hoàng Thiên nhìn thấy những phẩm hạnh vũ phu của Chu Tấn Giang, thật sự không nói nên lời. Thành phố Bắc Ninh không quá lớn, nhưng những tầng lớp đại ca bên đường không hề ít, đi đâu cũng có thể gặp những tên cặn bã như vậy. Nếu mày cảm thấy mình có đủ bản lĩnh thì hãy tiếp đòn của tao. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Chu Tấn Giang giống như một tên ngốc. Chết tiệt! Chu Tấn Giang sững sờ giây lát, gã ta thực sự không ngờ rằng, người trước mặt này lại liều lĩnh đến vậy. Vừa định ra tay với Hoàng Thiên, Chu Tấn Giang bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã ta lăn lộn bao nhiêu năm, nhưng vẫn rất biết nhìn người, cơ bản trên người có chút sức lực. Gã ta vẫn có thể nhìn ra người chung lý tưởng. Nếu là người bình thường trong tình huống này, khẳng định là kinh hãi, nhưng ở đây lại không nói không nghe gì, cũng không chạy trốn. Trên người Hoàng Thiên không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn thoải mái bình tĩnh đứng đó, tràn đầy khí thế. Tâm lý Chu Tấn Giang có chút bối rối, gã ta cảm thấy người trước mặt không phải người bình thường. Anh và tên tiểu tử này đang nói với nhau cái gì thế? Mau nhanh chóng tiêu diệt nó đi. Chu Ngọc Hân mất kiên nhẫn, thúc giục Chu Tấn Giang ra tay. Tên Hứa Minh Văn này cũng chạy ra, thằng nhóc này phải lắc đầu chao đảo, rất có thể nó bẻ gió quay đầu. Bởi vì Chu Ngọc Hân đã hứa sẽ đưa cho anh ta 1 tỷ, anh ta nhất định phải làm hài lòng Chu Ngọc Hân. Đúng rồi anh, nhanh xử chết tên nhóc này, nó còn dám đánh Ngọc Hân. Đơn giản là không hề để anh vào mắt, còn em nữa, cũng bị tên này đá không hề nhẹ. Hứa Minh Văn cứ vậy khuyên nhủ, để Chu Tấn Giang nhanh chóng ra tay. 5-6 tên thuộc hạ của Chu Tấn Giang đã chuẩn bị tốt cả rồi, chỉ cần Chu Tấn Giang hạ lệnh 1 tiếng, bọn họ sẽ một gậy, để Hoàng Thiên vào đây. Mọi người vội vàng gì chứ? Để anh hỏi tên nhóc này trước đã. Chu Tấn Giang vì sự yên ổn, trừng mắt lên nhìn Chu Ngọc Hân và Hứa Minh Văn, sau đó tiến gần về phía Hoàng Thiên. Này, anh từ đâu tới đây? Nếu anh nói ra đầu đuôi, tôi có thể thả anh đi. Nếu như không nói, anh ăn đòn không nổi đâu, hiểu không? Chu Tấn Giang vẫn dáng vẻ độc đoán, trừng trừng nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên không thể quen được với những loại người như Chu Tấn Giang, vì sự độc đoán kiêu ngạo. Trái đất khó có thể giữ gã ta lại. Bởi vậy Hoàng Thiên cũng chẳng thèm để ý sắc mặt không tốt của gã ta, lạnh lùng hỏi, chỉ người xứng đáng, mới biết được tôi là ai. Cái gì? Chu Tấn Giang trợn mắt lên tức giận, gã ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, Hoàng Thiên trước mặt làm mất mặt gã ta như vậy. Được rồi, tên nhóc này, mày không sợ chết sao? Xem ta hôm nay tao không thế không giết tụi mày chết. Khuôn mặt Chu Tấn Giang không giữ nổi bình tĩnh nữa, tức giận hét lên, nhưng gã ta không dám trực tiếp ra lệnh xuống tay với Hoàng Thiên. Chát! Hoàng Thiên đột nhiên giơ tay, thẳng thừng tát Chu Tấn Giang 1 cái. Cái tát này lực rất mạnh, làm cho Chu Tấn Giang trời đất quay cuồng, tất cả đều choáng váng. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, nhưng ngoại trừ Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Những người khác đều choáng váng. Chu Tấn Giang ở trong lĩnh vực này là số 1, trong quán cà phê rất nhiều người biết điều này, ai có thể ngờ rằng đột nhiên có người dám tát Chu Tấn Giang. Đây không phải là gãi dâu hùm sao? Chu Ngọc Hân và Hứa Minh Văn cũng chết lặng, hai người họ cũng ngừng kêu, ngây người ra nhìn Hoàng Thiên. ngay.vn Trong vài giây, Chu Tấn Giang đã thấy nhẹ nhõm. Dùng tay chỉ vào Hoàng Thiên, Chu Tấn Giang mắng, mẹ kiếp, tên nhóc này dám đánh tao. Có phải mày không muốn sống nữa hả? Chát, chát. Hoàng Thiên một câu cũng không thèm nói, đã tát Chu Tấn Giang thêm 2 phát nữa. Anh có đủ can đảm, nói chuyện với tôi như thế này sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi lại. Đột nhiên, Chu Tấn Giang như ngất đi, bởi những lời nói này của Hoàng Thiên. Động lực quá mạnh, nó hoàn toàn đè bẹp gã ta. Được, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai không? Chu Tấn Giang nén cơn tức giận của mình xuống, háo hức muốn biết Hoàng Thiên là ai. Nếu chỉ là một người bình thường, Chu Tấn Giang không ngại ngần gì lập tức đánh chết ngay. Nhưng nếu đó là người mà gã ta không đủ năng lực để đấu lại thì gã ta không hề muốn gây sự với người đó. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng hừ 1 tiếng, không thèm nói gì. Đối với Hoàng Thiên mà nói, Chu Tấn Giang vẫn chưa đủ tầm để biết được danh tính của anh. Sẽ làm chấn động lũ rác rưởi này. Nếu Chu Tấn Giang bọn họ không biết VN tốt xấu, muốn cạnh tranh, Hoàng Thiên sẽ không ngại cho họ nếm thử mùi vị sự hành hạ. Hừm, vì anh muốn biết đến tôi như vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Đây là anh rể của tôi, Hoàng Thiên.
Lâm Huỳnh Mai hừng một tiếng, hét lên với Chu Tấn Giang mà nói. Đây đây! Chu Tấn Giang nghe xong câu đó, lúc đó lập tức như chết lặng, toàn thân gã ta run rẩy lên. Hoàng Thiên, cái tên này quá quen thuộc, ở thành phố Bắc Ninh này, giờ ai mà không biết đến cái tên Hoàng Thiên chứ? Chu Tấn Giang chẳng qua chỉ là một tên xã hội đen, đứng trước mặt Hoàng Thiên, gã ta chỉ là một con kiến nhỏ, Hoàng Thiên có thể tùy ý giẫm chết. Không chỉ Chu Tấn Giang đang thẫn thờ, Chu Ngọc Hân và Hứa Minh Văn cũng đều kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Ngây người ra nhìn Hoàng Thiên, những người này cứ ngây người ra, đây chẳng phải cậu chủ Thiên đến từ Kyoto sao? Đó chính là Hoàng Thiên nổi tiếng trong thành phố. Anh thực sự là cậu chủ Hoàng Thiên sao? Chu Tấn Giang hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên hỏi. Không giống ư? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Mẹ của tôi ơi! Chu Tấn Giang hối hận muốn đập đầu vào tường, thầm nói trong lòng đó là một thảm họa lớn đã xảy ra rồi, không cẩn thận cái mạng bé nhỏ này sẽ không giữ được. Chẳng trách người này lại bình tĩnh đến như thế, đó là cậu chủ Thiên đã nổi trong một thời gian dài. Cậu chủ Thiên, tôi thật đáng chết, anh vạn lần đừng tức giận với tôi. Chu Tấn Giang run rẩy, trước mặt Hoàng Thiên cúi đầu nói. Anh không phải định muốn đánh tôi sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi Chu Tấn Giang. Tôi nào dám vậy chứ? Cậu chủ Thiên, đều là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh, tôi không phải là muốn vậy. Chu Tấn Giang thực sự hoảng sợ, vừa thừa nhận lỗi sai của mình, vừa tự tát mình một cái, không biết phải biểu hiện như thế nào cho tốt. Xuống tay không đánh kẻ mặt cười, nhìn dáng vẻ của Chu Tấn Giang như vậy, Hoàng Thiên cũng không muốn xử lý anh ta. Huỳnh Mai à, vừa rồi đều là anh hồ đồ, em có thể tha thứ cho anh không? Vào lúc này, tên nhóc Hứa Minh Văn lại một lần nữa đến lại gần trước Lâm Huỳnh Mai. Ai cũng đều không ngờ tới Hứa Minh Văn lại làm như vậy. Phải là người mặt dày đến mức độ nào mới có thể làm ra được chuyện như vậy, vừa nghe thấy anh rể của Lâm Huỳnh Mai là Hoàng Thiên thì lập tức thấy sang bắt quàng làm họ. Hoàng Thiên cũng không ngờ trên thế gian này lại có người mặt dày đến vậy. Thấy bộ dạng hèn hạ của Hứa Minh Văn, Hoàng Thiên thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Lâm Huỳnh Mai cũng như vậy, cô mở to mắt nhìn tất cả, cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ hết. Thật sự là bất chấp tất cả thủ đoạn vì lợi ích mà Hứa Minh Văn không cần thể diện nữa. Hứa Minh Văn làm như vậy khiến Lâm Huỳnh Mai choáng váng. Vừa nãy vì 1 tỷ mà Chu Ngọc Hân hứa hẹn, Hứa Minh Văn đã lựa chọn phản bội, thế nhưng bây giờ Hứa Minh Văn lại lật lọng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Văn, không phải anh vì 1 tỷ kia mà định làm từ đầu với Chu Ngọc Hân sao? Tâm trạng Lâm Huỳnh Mai vô cùng phức tạp, ai cũng đều nghe ra cô không buông được Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, anh ta ho khan vài tiếng rồi nói, Huỳnh Mai, cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi, tiền có tác dụng gì chứ? Nếu như không thể ở bên người mình yêu, có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong những lời này, Hứa Minh Văn bày ra vẻ mặt si tình nhìn về phía Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai vẫn còn rất đơn thuần, vừa nghe thấy Hứa Minh Văn nói ra những lời này, cô đột nhiên sững người lại, không còn tức giận với Hứa Minh Văn như vừa nãy nữa. Hứa Minh Văn, sao anh có thể như vậy chứ? Vừa nãy anh còn nói ở bên cạnh tôi, giờ anh lại muốn ở bên Lâm Huỳnh Mai rồi. Chu Ngọc Hân vừa tức vừa lo lắng, cô ta chạy về phía Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn lạnh lùng cười một tiếng, anh ta nói với Chu Ngọc Hân, xin lỗi Ngọc Hân, anh muốn nghe theo trái tim của mình. Anh biết người anh yêu chỉ có Huỳnh Mai, điều này không thể nào thay đổi được. Câu này khiến Chu Ngọc Hân tức đến nỗi không nói ra lời, khuôn mặt cô ta trở nên tím tái. Ngược lại, Lâm Huỳnh Mai lại bị dọa sợ, cô vốn dĩ đã không nỡ buông bỏ Hứa Minh Văn, nhưng khi nghe anh ta nói ra những lời đường mật này, cô càng mất phương hướng hơn nữa. Vẫn luôn nói phụ nữ khi yêu IQ sẽ tụt xuống con số âm, câu nói này quả nhiên rất đúng. Bị tình yêu làm cho mụ mị cả đầu óc, lại còn mất đi cả năng lực phân tích mọi việc nữa. Bây giờ Lâm Huỳnh Mai y như vậy, cô vừa bị những lời dụ dỗ ngon ngọt của Hứa Minh Văn làm cho cảm động rồi. Minh Văn, anh, lời anh nói đều là thật hết sao? Khóe mắt Lâm Huỳnh Mai đỏ lên, cô hỏi Hứa Minh Văn. Đương nhiên là thật rồi. Huỳnh Mai, hy vọng em có thể tha thứ cho lỗi lầm khi nãy của anh. Hứa Minh Văn vỗ ngực nói. Minh Văn, Lâm Huỳnh Mai gọi to một tiếng, lại còn khóc nữa. Hứa Minh Văn nhìn một lúc rồi đi tới, ôm Lâm Huỳnh Mai vào lòng. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vẫn luôn chứng kiến hết mọi chuyện, hai người đều đã bị Hứa Minh Văn làm cho mắc ói. Với sự từng trải, hiểu biết của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, họ đã sớm nhìn ra Hứa Minh Văn là loại người gì rồi. Thấy Lâm Huỳnh Mai vẫn bị làm cho mở mắt, Lâm Ngọc An không nhịn được,
dù sao đây cũng là em gái ruột của cô. Lâm Ngọc An đi tới, kéo lấy Lâm Huỳnh Mai. Em gái, em đừng bị anh ta lừa, loại người này thấy tiền là mở con mắt, em không thể lại ở bên anh ta được nữa. Lâm Ngọc An nhắc nhở Lâm Huỳnh Mai. Chị, Minh Văn chỉ nhất thời tham lam, em muốn cho anh ấy cơ hội. Lâm Huỳnh Mai vẫn chấp mê bất ngộ, cô nhìn Lâm Ngọc An rồi nói. Câu này khiến Lâm Ngọc An vô cùng tức giận, cô không ngờ em gái mình lại hết thuốc chữa đến như vậy. Trong lòng Hứa Minh Văn thầm vui mừng, trong đầu anh ta toàn là tiền, mà để vơ vét tiền trên người Lâm Huỳnh Mai thì lại càng dễ hơn, huống hồ cô lại xinh đẹp như vậy, tội gì không thử. Chị không thể phá hoại hạnh phúc của Huỳnh Mai được, em sẽ thật lòng đối tốt với cô ấy. Hứa Minh Văn cười đều, vô sỉ nói với Lâm Ngọc An. Cậu cút sang một bên cho tôi. Lâm Ngọc An tức tối, cô thẳng thừng kêu Hứa Minh Văn cút đi. Hứa Minh Văn trừng mắt với Lâm Ngọc An, nhưng anh ta lại không dám để lộ ra, bởi vì anh ta sợ Hoàng Thiên. Hứa Minh Văn, tốt nhất là cậu cách xa Huỳnh Mai ra một chút, nếu không thì tôi chặt đứt chân cậu. Lúc này Hoàng Thiên đã lên tiếng, anh không muốn tốn nước bọt với Hứa Minh Văn. Câu này rất có uy lực, Hứa Minh Văn nghe xong đột nhiên ỉu xìu. Đi thôi Ngọc An, em đưa Huỳnh Mai quay về thôi. Hoàng Thiên không muốn dây dưa thêm nữa, thế là anh nói với Lâm Ngọc An. Ừm, Lâm Ngọc An gật đầu, cô định kén Lâm Huỳnh Mai rời khỏi nơi này. Không, hai người không có quyền thay em quyết định. Lâm Huỳnh Mai vùng vẫy khỏi Lâm Ngọc An, thái độ vô cùng kiên quyết. Lâm Ngọc An thật sự lại vừa lo lắng vừa tức giận, cô vừa định nói với Lâm Huỳnh Mai mấy câu thì thấy Lâm Huỳnh Mai đã chạy sang bên Hứa Minh Văn, ôm lấy cánh tay Hứa Minh Văn. Cô em gái không hiểu chuyện này thật sự khiến Lâm Ngọc An đau hết cả đầu. Cô thật sự muốn bỏ mặc con bé lại luôn không quan tâm nữa. Thế nhưng lại không được, sao cô có thể nhìn em gái mình nhảy vào hố lửa được đây? Ở bên loại người như Hứa Minh Văn, chắc chắn con bé sẽ bị lừa đến không còn tấc da nào, cuối cùng còn bị vứt bỏ nữa chứ. Huỳnh Mai, em đừng bướng nữa, mau quay về thôi. Lâm Ngọc An tức giận quát lên. Em không về, chị và anh rể cứ đi đi, đừng có khuyên em nữa, ai cũng đừng hòng chia cách em và Minh Văn. Lâm Huỳnh Mai nói lớn. Câu này khiến Lâm Ngọc An tức đến bay màu, cô đi về phía Lâm Huỳnh Mai. Huỳnh Mai, chúng ta đi. Hứa Minh Văn vừa nhìn là thấy không ổn, anh ta phải đưa Lâm Huỳnh Mai rời khỏi nơi này ngay. Đứng lại, lúc này, Hoàng Thiên hét lên một tiếng. Đột nhiên Hứa Minh Văn không dám đi nữa, anh ta vẫn còn rất sợ Hoàng Thiên. Cậu thật sự muốn tôi đánh gãy chân cậu à? Hoàng Thiên mất kiên nhẫn rồi, anh cảm thấy tên Hứa Minh Văn này đúng là muốn chết mà. Không không không, anh Thiên đừng giận, tôi không đưa Huỳnh Mai đi nữa, có được không? Hứa Minh Văn vội vàng nói, sau đó anh ta nhỏ giọng nói với Lâm Huỳnh Mai, Huỳnh Mai, em quay về với bọn họ trước đi, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau. Vâng, Lâm Huỳnh Mai ra sức gật đầu, sau đi quay về bên cạnh Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thật sự không biết làm sao nữa, cô nhìn Hoàng Thiên. Đi thôi Ngọc An, Hoàng Thiên không nói gì thêm, anh đưa Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai rời đi. Thấy mấy người Hoàng Thiên lái xe đi rồi, Chu Ngọc Hân tức sắp phát điên lên. Cô ta vừa buồn bực lại vừa uất ức, hận không thể chặt Lâm Huỳnh Mai ra làm trăm mảnh. Đương nhiên, cô ta cũng hận Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn, anh đợi đấy cho tôi, cả đời này tôi đều sẽ hận anh. Chu Ngọc Hân khóc, cô ta hét lên. Thấy em gái rơi nước mắt, Chu Tấn Giang không nhịn nổi nữa. Anh ta túm lấy cổ áo Hứa Minh Văn, tức giận nói, được lắm tên nhóc thối tha này, anh lại khiến em gái tôi rơi lệ. Tôi phải cho anh đổ máu. Nói xong, Chu Tấn Giang định đấm Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn cười đều một tràng, anh ta nói với Chu Tấn Giang, anh đừng giận, vừa nãy em chỉ diễn kịch thôi. Diễn kịch, con mẹ nó, rốt cuộc cậu làm thật hay giả? Chu Tấn Giang nửa tin nửa ngờ, dù sao tên Hứa Minh Văn nấy cũng lật mặt thất thường, lúc này lúc kia. Lần này là thật đấy. Anh, Ngọc Hân, em đã có một kế sách hoàn hảo rồi, bảo đảm giúp chúng ta đều phát tài. Hứ. Còn về tên Hoàng Thiên kia, anh ta cũng đã đánh chúng ta, lẽ nào chúng ta có thể nuốt cơn tức này nữa được sao? Vẻ mặt Hứa Minh Văn hiện lên nụ cười xảo quyệt, anh ta nói với Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân. Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân đều ngây người, bọn họ không biết lần này có nên tin tưởng Hứa Minh Văn nữa hay không. Hứa Minh Văn nhìn một lượt quanh quán cà phê, anh ta nhận ra nơi này có rất nhiều người, thế là anh ta nói với Chu Tấn Giang, anh, chúng ta đổi nơi khác rồi từ từ nói. Chu Tấn Giang gật đầu, sau đó đưa người rời khỏi quán cà phê. Rất nhanh sau đó, Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân, ba người Hứa Minh Văn tìm một quán trà nhỏ yên tĩnh, đặt một căn phòng, bắt đầu lên âm mưu.
Minh Văn này, vừa nãy lời cậu nói là có ý gì? Sao lại có thể khiến chúng ta đều phát tài? Sao lại báo thù Hoàng Thiên? Chu Tấn Giang không nhịn được mà hỏi Hứa Minh Văn ngay. Hứa Minh Văn chậm rãi uống một ngụm trà, anh ta cười híp mắt, nói, anh biết tại sao vừa nãy em phải nói ở bên cạnh Lâm Huỳnh Mai không? Mẹ nó, còn không phải vì người anh rể châu bò của con bé đó hay sao? Cậu và Hoàng Thiên mà thành anh em đồng hao rồi, cậu lại còn không lên như diều gặp gió được nữa ư? Chu Tấn Giang liếc mắt, nói với Hứa Minh Văn. Chu Ngọc Hân cũng trợn trừng mắt với Hứa Minh Văn, cô ta cảm thấy lời anh cô ta nói không sai, mọi chuyện chính là như vậy. Hứa Minh Văn nghe xong thì cười ha ha, nói, anh trách nhầm em rồi. Hai người không nhìn ra sao, Hoàng Thiên và vợ anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho em và Lâm Huỳnh Mai ở bên nhau. Vậy thì anh còn bám dính lấy con bé Lâm Huỳnh Mai đó làm cái mẹ gì? Còn khiến tôi tức như vậy, hứ. Chu Ngọc Hân hừ một tiếng. Ngọc Hân, em đừng nôn nóng, nghe anh nói hết nữa. Lâm Huỳnh Mai đã bị anh mê hoặc đến nỗi không còn trí thông minh nữa rồi, anh chuẩn bị đi một nước cờ mạo hiểm, anh sẽ từ trên người Lâm Huỳnh Mai đòi một khoản tiền lớn từ chỗ Hoàng Thiên. Trong mắt Hứa Minh Văn đều là ánh sáng của sự tham lam, anh ta nói với Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân. Đột nhiên Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân đều trở nên hứng thú. Mặc dù Chu Tấn Giang cũng làm ăn không tồi, trong tay cũng có món tiền nho nhỏ, nhưng gã ta vẫn chưa được coi là người giàu có. Gã ta có nằm mơ cũng muốn mình phát tài. Minh Văn, vậy câu nói đi làm sao mới có thể moi được một món tiền lớn từ chỗ Hoàng Thiên đây? Chu Tấn Giang vội vàng hỏi. Em chuẩn bị lừa Lâm Huỳnh Mai, sau đó phải xem anh rồi đấy đại ca, hi hi hi. Hứa Minh Văn nói đến đây, anh ta không nhịn được mà cười xấu xa, sau đó nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình cho Chu Tấn Giang nghe. Chu Tấn Giang nghe xong thì liên tục gật đầu, gã ta cười ha ha nói, ha ha, con mẹ nó thằng này, cậu đúng là thiên tài đấy. Nói xong, Chu Tấn Giang lại nhíu mày, thế nhưng có hơi sợ, Hoàng Thiên lợi hại lắm đấy, nếu như chúng ta làm ra chuyện này, Hoàng Thiên sẽ không đánh gãy răng chúng ta ra chứ. Ha ha, điểm này em sớm đã nghĩ đến rồi, Hoàng Thiên có lợi hại đến nỗi có thể khống chế cả thế giới này hay sao? Tới lúc đó mỗi người chúng ta đòi mấy chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ, sau đó ra nước ngoài sống, trong tay có khoản tiền lớn thế thì có thể ăn ngon ngủ yên cả đời ở nước ngoài rồi. Hứa Minh Văn cười đắc ý. Chu Tấn Giang càng nghe càng phấn khởi, gã ta cảm thấy những lời Hứa Minh Văn nói rất được. Sau khi Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đưa Lâm Huỳnh Mai rời khỏi quán cà phê, họ không đưa Lâm Huỳnh Mai về thưởng nhà mà đưa cô về Sơn Trang Cẩm Viên. Bởi vì Lâm Ngọc An không yên tâm, em gái cô thật sự quá bướng bỉnh, không nghe lời chút nào hết. Nếu như con bé lại tiếp tục ở bên Hứa Minh Văn nữa thì chỉ có chịu thiệt mà thôi. Em gái, em đã bình tĩnh lại được chưa? Chị và anh rể em đều là vì tốt cho em mà thôi. Sao lời người nhà mình mà em còn không tin vậy? Lâm Ngọc An khổ sở khuyên Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai căn bản là không nghe vào được nữa, ai mà không cho cô ở bên Hứa Minh Văn, cô liền ghét người đó. Chị đừng nói nữa, năm đó khi chị gả cho Hoàng Thiên, chị cũng đâu nghe lời ai nói đâu. Bây giờ chị lại còn quay sang dạy dỗ ngược lại em. Lâm Huỳnh Mai lớn tiếng nói, cô không phục một chút nào. Hoàng Thiên nghe thấy câu này, anh đã hoàn toàn cạn lời với Lâm Huỳnh Mai, anh cảm thấy con bé này tẩu hỏa nhập ma rồi. Trước đây cô cũng từng có không ít bạn trai, nhưng ai cũng đều buông tay được, chỉ riêng có Hứa Minh Văn là hoàn toàn khiến cô mù quáng. Trong lòng Lâm Ngọc An thật sự nôn nóng, thấy Lâm Huỳnh Mai nói như vậy, Lâm Ngọc An nói lại, chị và em có thể giống nhau được hay sao? Nói thêm nữa, Hoàng Thiên và Hứa Minh Văn có thể giống nhau được hay sao? Hoàng Thiên luôn đối xử tốt với chị như vậy, Hứa Minh Văn có thể đối xử tốt với em được ư? Anh ta chỉ tính kế với em thôi. Lâm Huỳnh Mai càng nghe càng không phục, cô lớn tiếng nói, sao chị biết Minh Văn tính kế với em? Bọn em mới ở bên nhau hơn một tháng, còn chưa hiểu rõ hết được nhau, đợi thời gian dài rồi, anh ấy sẽ càng yêu em hơn, cũng sẽ đối xử với em tốt hơn. Huỳnh Mai, các cụ có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, người xưa không lừa chúng ta đâu. Hứa Minh Văn vì một tỷ mà muốn vứt bỏ em, loại đàn ông như vậy đáng để cho em nương tựa hay sao? Biết anh là anh rể của em, anh ta lại quay lại nói muốn tái hợp với em, loại nhân phẩm này em còn không nhìn ra được hay sao? Hoàng Thiên thật sự không nhịn nổi Lâm Huỳnh Mai đang bị mê mẩn đầu óc này nữa, anh chất vấn lại một tràng. Lâm Huỳnh Mai cũng có hơi không biết nói gì, dù sao sự thật bày ra trước mắt hết, cô cũng biết lời Hoàng Thiên nói là hoàn toàn đúng. Thế nhưng cô không buông Hứa Minh Văn ra được, bây giờ lời ai nói cô cũng không nghe lọt tai. Hai người đừng nói em nữa, em về nhà được chưa hả?
Lâm Huỳnh Mai nói, sau đó quay người đi ra cửa. Lâm Ngọc An vừa định đuổi theo thì Hoàng Thiên gọi cô lại. Bỏ đi Ngọc An, em có đuổi theo cũng đâu có tác dụng gì, càng khuyên nó càng phản nghịch lại, đợi con bé tự mình nghĩ thông suốt đi. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An nghĩ một hồi, thấy mọi chuyện quả thật nên để như vậy. Thấy dáng vẻ lúc nãy của Lâm Huỳnh Mai, đúng thật là chín con trâu cũng không kéo lại được. Hoàng Thiên cũng không nghĩ đến chuyện của Lâm Huỳnh Mai nữa, dù sao người của tập đoàn Ronin đã ra tay rồi, có khả năng trước mắt họ còn đến cả thành phố Bắc Ninh rồi nữa ấy. Chuyện này, Hoàng Thiên không thể khinh thường được. Một đêm không lời. Đến chiều ngày thứ hai, Hoàng Thiên đi ra khỏi nhà, đi tìm Vũ Thanh. Anh muốn cùng Vũ Thanh đi tìm hiểu chút về gốc gác của tập đoàn Ronin này, thuận tiện nghiên cứu xem bước tiếp theo nên đối phó như thế nào cho hợp lý. Thế nhưng sau khi Hoàng Thiên và Vũ Thanh nói một lúc thì nhận được điện thoại của Tiếu Châu. Cậu Thiên, vợ cậu đi ra ngoài rồi, chúng tôi đang bí mật bảo vệ cô ấy. Tiếu Châu báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì ngây người, bình thường nói Lâm Ngọc An ra ngoài cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cả, người lớn làm sao có thể cả ngày chỉ ở trong nhà được. Thế nhưng thời điểm này lại hoàn toàn không bình thường, Lâm Ngọc An không biết mình đang nằm trong tầm nguy hiểm, nên Hoàng Thiên không thể không đề phòng. Nhất định phải bảo vệ thật tốt cho cô ấy, có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết. Hoàng Thiên căn dặn. Vâng. Tiếu Châu đáp một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Lúc này, Lâm Ngọc An đã bắt một chiếc taxi, đi ra phái ngoại ô. Trên đường, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa nãy cô nhận được điện thoại của Hứa Minh Văn, anh ta dùng điện thoại của Lâm Huỳnh Mai để gọi cho cô. Trong điện thoại, Hứa Minh Văn nói với Lâm Ngọc An, khi anh ta và Lâm Huỳnh Mai hẹn hò đã bị người ta đột kích đánh úp. Đối phương còn bắt anh ta và Lâm Huỳnh Mai đi. Hơn nữa kêu anh ta chuyển lại một lời, kêu Lâm Ngọc An lập tức đi ra ngoại ô, không được báo cảnh sát, càng không được nói cho Hoàng Thiên biết, nếu không thì hai người họ sẽ chết chắc. Lâm Ngọc An rối như tơ vò. Cô đang do dự có nên nói chuyện này cho Hoàng Thiên biết hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.